Ngươi coi là vật gì vậy? Không coi ngươi ra gì thì thế nào? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bình thường ta đối với ngươi khá một chút tự cho là đúng, ở trên thế giới này một ngón tay có thể bóp chết ngươi đại nhân vật có nhiều vâng. Ta ngày hôm nay cho hai ngươi lỗ tai, coi như là cho ngươi một bài học, từ nay về sau, kim tôn châu báu sự tình ngươi tự chớ để ý, thành thật cút cho ta về nhà cụ trồng trọt. Vương Khải mặt lạnh lùng nổi giận mắng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao đối phương sẽ như vậy tức giận, liên đới liên hắn cũng cho ghi hận trên. Mẹ, nếu bản thân gặp gỡ cái này ngu xuẩn khẳng định cũng giống như vậy, mình làm sơ thế nào tựu mắt bị mù, tuyển cái phế vật như vậy đến bồi dưỡng ni. Ai, thực sự là... Thúc thúc, không muốn, ta sai lầm rồi thúc thúc. Ngài không có khả năng bởi vì một ngoại nhân cứ như vậy đối đãi ta nha, ta có thể là của ngài cháu ruột. Vương Nhạc sáng chói có thể nói là sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi, lúc đầu vẫn chỉ là trong lòng run sợ, sau đó nghe được không muốn hắn lại nhúng tay kim tôn châu báu sự tình, thoáng cái triệt để luống cuống. Lúc đầu Vương Khải không có con cái, bản thân lại bị chọn làm là người nối nghiệp bồi dưỡng, nhưng bây giờ thúc thúc hắn lại làm cho hắn về sau đều đừng nhúng tay trong điếm chuyện tình, cái này ý tứ hàm xúc hắn đã bị bỏ qua, không còn có bất cứ cơ hội nào đạt được Vương Khải tài sản cơ hội. Cái này tại sao có thể làm hắn không hoảng hốt ni? Cút đi, từ giờ trở đi ta không muốn tái kiến ngươi cái phế vật này. Thế mà Vương Khải nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng mở miệng, không có chút nào lưu tình, tiếp theo lại gặp được xoay người hướng Lưu Thành nói Lưu Tổng, không biết ta xử lý như vậy ngươi còn hài lòng không? Vương Tổng thật đúng là quả quyết a. Bất quá, ta có hài lòng hay không không trọng yếu, quan trọng là... Trần bác sĩ thỏa mãn. Lưu Thành sâu đậm nhìn thoáng qua đối phương, thản nhiên nói. Vương Tổng thật là có quyết đoán, ta Tiếu mỗi người ăn xong. Tiếu Minh phụ thân cũng là sợ hãi than ở Vương Khải quả quyết. Chỉ là Vương Khải nghe vậy cũng không lưu dấu vết thở dài, nhịn không được hỏi, hai vị, vị trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Tuy nói lần này vua ta Khải nhận không may, có thể dù sao cũng phải nhượng ta rõ ràng đến tột cùng đắc tội người nào đi. Đến bây giờ hắn đều ở đây hương cả người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai, đáng giá đường đường hoa số truyền thông lão tổng trịnh trọng như vậy chuyện lạ, thậm chí ngay cả Tiếu gia lão hồ ly kia đối với hắn cũng thập phần tôn kính hình dạng. Cái này, Lưu Thành do dự một chút, cũng không có nói rõ, bởi vì hắn hình như cũng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng cái gì đường về, nói chung là hắn chỉ cha mình quái bệnh. Thấy tình cảnh này, Vương Khải như là hiểu lầm cái gì, trong lòng nhịn không được mạnh vừa nhảy. Lại nhìn không được đưa mắt nhìn phía Tiếu Minh phụ thân. Ngươi đừng nhìn ta a. Tiếu Minh phụ thân nhìn một chút Lưu Thành, cười khổ lắc đầu nói về Trần tiên sinh chuyện tình, ngươi tốt nhất còn là bản thân đi tìm hiểu một chút đi. Ta bên này chân thực không có phương tiện nói. Vừa nghe đến Tiếu Minh phụ thân nói như vậy, Vương Khải nhìn không được kinh hãi, cái trán theo hiện ra lau một cái tinh mịn mồ hôi lạnh. Đến bây giờ hắn rốt cục may mắn bản thân trước quyết định đúng. Nếu không, sợ rằng thì phiền toái. Phi song a, kiểu này ngươi xem như là thăng chức rất nhanh, lập tức tự muốn trở thành ngày mai ngôi sao đi. Hắc hắc, hoa số truyền thông Lưu Tổng tự mình cho ngươi đệ tư nhân danh THIOTA, cảm giác thế nào? Ta đây huynh đệ mặt mũi còn là cũng đủ lớn đi. Bên kia, Trần Phi một đám người tụ chung một chỗ, kẻ dối trá tiểu tử kia lại cười hì hì mở miệng nói. Cảm ơn ngươi Trần Phi, không, cảm ơn ngươi Phi ca. Cố Phi xong nghe vậy vẻ mặt kích động ôm Trần Phi cánh tay, rung giọng nói. Có thể nói cho tới bây giờ nàng đều còn có chút không chậm quá mức mà đến, Lưu Thành là ai? Đây chính là bọn họ hoa số truyền thông nói 102 đại bo SS, có thể hắn hiện tại lại cư nhiên cho mình một chương tư nhân danh THIOTA, cái này tại sao có thể để cho nàng cái này ở hoa số truyền thông chỉ cũng coi là tam lưu tiểu diễn viên không kích động ni? Thậm chí đều đã quên hắn đêm nay nam bạn là ai? Ôm Trần Phi cánh tay luyến tiếc để xuống. Ha ha, cảm tạ cái gì? Ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta khẳng định cũng bắt ngươi làm bằng hữu lạc. Trần Phi cười. Vừa rồi, đối mặt với đối phương hai đại nha nội, phú gia công tử uy hát yêu ta, Cố Phi song cũng vẫn là không có tuyển trạch đưa hắn vứt bỏ. Cái này trong cố nhiên có Tiếu Minh ảnh hưởng, nhưng cái này cũng vẫn làm cho hắn rất cảm động. Hắc hắc, mấy ngày không gặp. Tiểu tử ngươi cái này ngôn ngữ văn hóa bản lĩnh lại thấy phồng a. Không sai, không sai, bất quá ta hiện tại muốn nói cho một mình ngươi tin tức xấu, đó chính là trước cho ngươi dự định tốt bạn gái, thì âm bởi vì tạm thời có chuyện gì, bất quá có thể đến,
vì vậy ngươi đêm nay chỉ có thể tốt nhất ở độc thân chuẩn bị, ha ha. Kẻ dối trá lại tới tố ngu dốt pha trò, cười hì hì mở miệng nói. Không đến sẽ không đến đi, dù thế nào ta cũng không biết. Trần Phi nghe vậy nhưng thật ra không chỗ nào đắc đạo. Nếu không như vậy đi, đêm nay liền do Phi xong để làm Trần thiếu bạn gái. Vừa vặn mặt trên phòng đấu giá còn có một số việc cần ta xử lý. Phi xong a, Trần thiếu đêm nay có thể giao cho ngươi. Tiếu Minh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, sau đó giơ chén rượu cùng mọi người đụng một cái, ngay sau đó cáo từ xoay người đến lâu lên rồi. Mặt trên phòng đấu giá còn có một số việc phải xử lý, lời này có bao nhiêu hơi nước tất cả mọi người lòng biết rõ, dù thế nào hắn có thể làm cho ra bản thân bạn gái, đây đối với rất coi trọng mặt mũi phú gia công tử trong vòng người mà nói, tuyệt đối xem như là rất có thành ý một việc, ngay cả Trần Phi mình cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới. Phi ca, làm Tiếu Minh đi rồi, Cố Phi xong không chút do dự vén lên Trần Phi một tay, dùng hắn mềm mại đứng thẳng song phương hung hăng xúc áp, dịu dàng nói, khiến Trần Phi đinh giờ định lực căn bản là đỡ không được lửa kia lạt vóc người uy lực. Cái này lay động, bộ ngực hai luồng đầy đủ liền tới hồi va chạm chèn ép Trần Phi cánh tay, thật mỏng lễ phục dạ hội căn bản không che giấu được vậy đối với hung khí uy lực, khiến Trần Phi gương mặt lại đỏ lên. Được rồi, đừng dung nữa, lại dung ta phỏng chừng đều phải không nhúc nhích đường. Trần Phi nhịn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Phốc suy, Phi ca ngươi thật biết điều. Đứng ở một bên ôm xảo quyệt Diệp Tử Lâm nhìn thấy cái này thú vị một màn, nhịn không được thổi phù một tiếng cười nói. Ai nha, có gì đáng cười. Nghe được bản thân hảo tỉ muội tiếng cười, Cố Phi song kìm lòng không đậu mặt cười bay lên lau một cái dạng mây đỏ, người lại kìm lòng không đậu nhẹ nhàng ôm lấy Trần Phi vai. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết. Chỉ thấy tỉnh Giang Nam lớn nhất Châu Bảo Xích Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải, cũng chính là Vương Nhạc Sáng trói phụ thân vội vã đi tới. Chỉ thấy kỳ cung kính hướng về Trần Phi nói Trần tiên sinh không có ý tứ, là ta trước quản giáo không nghiêm, cho ngươi chê cười. Vương Nhạc Sáng trói tiểu tử thúi kia ta đã nhường hắn lăn về nhà cũ đi, từ nay về sau Kim Tôn Châu Bảo đều cùng hắn không quan hệ, không biết ta đây cái xử lý, ngươi còn hài lòng không? Phải biết rằng Vương Khải thế nhưng tỉnh Giang Nam lớn nhất Châu Bảo Xích xí nghiệp lão tổng, có tài phú. Ít nhất, có 7-8 cái ức, có thể hắn hiện tại lại dĩ nhiên hướng Trần Phi như vậy một cái thiểu niên cúi đầu, thậm chí còn bởi vì chuyện mới vừa rồi, gọn gàng dứt khoát bỏ qua hắn vẫn bồi dưỡng hậu bối, nhượng hắn lăn về nhà cũ, từ nay về sau cùng Kim Tôn Châu Bảo không quan hệ, có thể nghĩ chàng diện này là cỡ nào chấn động. Vương Tổng khách khí. Ta chẳng qua là cảm thấy Vương Đại Thiếu tựa hồ có chút xem không vừa mắt ta, nếu đều như thế xử lý, ta đương nhiên không ý kiến, đa tạ. Gặp đối phương như vậy nể tình, Trần Phi đương nhiên cũng không có khả năng ở làm dáng, hòa hòa khí khí mở miệng nói. Đa tạ Trần tiên sinh ngươi thông cảm, đây là ta tư nhân danh THIO ta, còn xin ngươi nhận lấy. Vương Khải gặp đối phương không nhiều ít truy cứu ý tứ, cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Lấy ra một tờ danh THIOTA của mình đưa cho Trần Phi, tự mình ly khai. Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải đi rồi, Trần Phi đứng khu vực im ắng một mảnh. Vô luận là Diệp Tử Lâm hay là kẻ dối trá đám người, đều không nghĩ tới Trần Phi lại có đáng sợ như vậy lực ảnh hưởng, liên đường đường Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng, đều phải bởi vì mình cháu trai sai lầm đến đây xin lỗi, cái này khiến trong lòng bọn họ Trần Phi địa vị lại một lần nữa thẳng tắp tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên tối có cảm xúc còn là Cố Phi xong, hắn rất may mắn bản thân trước làm ra một cái chính xác tuyển trạch, chưa cùng thế lực đó Trương Uyển vậy, bằng không hiện tại hắn thật là hối hận được liên muốn khóc cũng không kịp. Hắn quả thực rất may mắn, thế nhưng Trương Uyển lại vô cùng bất hạnh, bởi vì làm Vương Khải nổi giận đánh đuổi Vương Nhạc Sáng trói thời gian, Trịnh Trạch Vũ cũng rất thông minh cũng tìm cái cớ ly khai, đem hắn bỏ ở nơi này, hoàn toàn không để ý. Hơn nữa ngay hắn vừa rồi đứng tại chỗ sợ hãi không đúng hạn, từ hắn bên cạnh đi qua Lưu Thành trả lại cho hắn một cái rất lạnh ánh mắt, những hai chân của nàng cũng không nhịn được run, sắc mặt càng tái nhợt được dường như giấy tuyên thành, nếu như bây giờ không phải là có nhiều người như vậy ở đây, hắn thực sự muốn quỳ xuống đến ôm Trần Phi bắp đùi, thỉnh cầu hắn khoan thứ, đương nhiên mở hai chân mặc hắn trả đạp hắn cũng là một vạn cái rất thích ý. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cách hoa số truyền thông hắn Trương Uyển thí đều không phải là một cái. Vì vậy nếu là Trần Phi khó chịu hắn, nàng kia thực sự là liên muốn khóc cũng không kịp. Trần thiếu, Phi ca, xin lỗi,
là ta trước mắt chó coi thường người, ta thực sự. Hắn cuối cùng vẫn run rẩy hai chân đi tới Trần Phi trước mặt, đôi mắt đẹp nước mắt lả chả nhìn Trần Phi cầu khẩn nói. Lúc này hắn thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, lại nào có trước ngạo mạn, lãnh diễm dáng dấp. Được rồi, ta có thể không với cao nổi như ngươi vậy đại minh tinh, mời chớ ở trước mặt ta tái xuất hiện. Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt đem cắt đứt, căn bản cũng không có cùng nàng nói nhiều ý tứ. Thế nhưng Phi ca, ta thực sự, Trương Uyển còn là chưa từ bỏ ý định nói, mắt nước mắt lưng tròng kiều tích tích nói. Xem ra ngươi là muốn cho ta gọi là Lưu Tổng Phong giết ngươi lạc. Trần Phi thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, dĩ nhiên, trong này hơn phân nửa tâm tình là hắn giả vờ, bởi vì hắn quả thực lười cùng cái này thoạt nhìn cũng rất ác tâm nữ nhân nói chuyện. Trương Uyển nghe được Trần Phi dường như đao vậy lạnh giọng, nhất thời cả người run một cái, không còn có dũng khí lưu lại cầu xin, vẻ mặt cầu xin ly khai. Không hổ là ta Hoa Chí Nam huynh đệ, đại phi a, người cái này rất uy phong. Trần Phi, Hoa Chí Nam trong ngực Cố Phi Song, Diệp Tử Lâm, đều bị Trần Phi cái này bỗng nhiên mà đến lạnh giọng lại càng hoảng sợ, thế nhưng kẻ dối trá lại khá hiểu hắn, vẻ mặt tiện cười trêu ghẹo nói. Lời thừa, cũng không nhìn ta là ai, ta đây phái đoàn trang cũng không tệ lắm phải không, chút lòng thành nữa. Trần Phi ngẩng đầu đắc ý nói. Nha, Phi ca, ngươi vừa rồi nhưng làm ta hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi giận thật ni. Gặp Trần Phi lại khôi phục cái này cợt nhả dáng dấp, Cố Phi Song nhịn không được sờ sờ ngực, mặt cười hồng hồng nói. Nàng là thật bị Trần Phi uy hát yêu ta lại càng hoảng sợ, bất quá bây giờ xem ra, Phi ca vẫn còn có chút tiểu khả ái ni. Nha, ta hiện đang suy nghĩ gì đấy? Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lại tú ân ái, cũng không cố một chút ta và Tử Lâm cảm thụ. Đi thôi, chúng ta đi mặt trên nhìn một cái. Đấu giá hội cùng với đổ đá sẽ hẳn là đều đã chuẩn bị xong. Kẻ dối trá cười trêu ghẹo một tiếng Trần Phi, Cố Phi Song hai người, tiếp theo một chuyến bốn người đi lên lầu. Chỉ thấy ở xa loan hội sở lầu 4, lại là một tòa rỗng tuếch phòng lớn gian, trong đó đan sen trưng bày theo rất nhiều hình dạng khác nhau, kích thước bất đồng nguyên thạch, lúc này đã có không ít niên kỷ khá lớn nhân sĩ thành công ở gian phòng đi tới đi lui, đến mức xa hơn một chút chỗ tắc đứng một ít công việc nhân viên. Đây là thiếu gia từ Miến Điện trở về nguyên thạch, hầu như mỗi một khối đều trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám định, có tốt phẩm tương, có khả năng ra hàng. Này nguyên thạch mặt trên đều rõ ràng ghi chú giá, ngươi nếu là có hứng thú, trực tiếp bắt chuyện nhân viên công tác được rồi. Dĩ nhiên, nếu là có người cũng giống như ngươi coi trọng khối kia nguyên thạch, hơn nữa còn là đồng thời nói, cũng chỉ có thể lấy đấu giá phương thức đến quyết định thuộc sở hữu. Đến nói lầu 3 giao dịch phòng khách. Kẻ dối trá ngay tức khắc thay đổi hăng hái bừng bừng lên, vì mọi người giới thiệu. Rất hiển nhiên, hắn tối nay tới cái này xa loan hội sở mục đích chủ yếu, chính là vì giúp bọn hắn nhà tiệm châu báu lộng mấy khối tốt hàng trở lại. Vì thế, ba hắn còn chuyên môn đem trong tiệm mình thủ tịch giám đá đại sư chụp đến, chính là sợ hắn không nhãn lực, sẽ chuyện xấu. Chu thúc, ở giới thiệu xong ở đây là chuyện gì xảy ra sau? Kẻ dối trá ngay tức khắc hướng về cách đó không xa một vị tóc bạc đường trang lão người nhiệt tình bắt chuyện. Lão giả kia chính là Hoa Chí Nam nhà bọn họ Kim Nam Châu Báu thủ tịch giám định sư Đoan Chính Hùng. Người này am hiểu nhất không phải là đổ đá, mà là giám định châu báu giá trị, vì vậy hắn chuyến này đi theo hoàn toàn chính là vì đổ cái náo nhiệt, thuận tiện giúp kẻ dối trá ném giờ, đừng làm cho hắn giá cao mua được không vật đáng tiền. Vì vậy trên thực tế bọn họ chuyến này căn bản cũng không phải là đến đổ đá, mà là chờ có người cắt ra đến tốt phẩm tương hàng, lại từ người nọ trên tay mua được. Không chỉ là bọn họ, ở đây không ít cái khác châu bảo hành nghiệp đại biểu, kỳ thực đều kém không cùng hắn các có là một cái chú ý. Dù sao bọn họ là làm ăn, mà không phải chức nghiệp đổ tay, vì vậy đệ nhất chuẩn tắc chính là muốn đem phiêu lưu hạ thấp nhỏ nhất. Nếu không bọn họ tính nguy hiểm tự quá, chân thực không đáng. Thiếu gia ngươi đã đến rồi, ngươi nhanh tới xem một chút tảng đá này, da hắc tự nước sơn, bạch sắc man mang sông ra, man trên có trứng muối, da trên dưới phân biệt có tiền, da, phụ, khô sắc rõ ràng, rất có thể biết lái da tốt có khiếu. Đoan Chính mạnh mẽ sư vừa nghe đến Hoa Chí Nam bắt chuyện, cũng ngay tức khắc bắt chuyện bọn họ đi tới hưng phấn nói. Chỉ thấy khi hắn còn có mấy người khác vây quanh một tòa hồng tất điêu lan trên. Đang dùng phe đỏ hình bàn cùng với một khối cẩm khăn kéo thừa theo một khối khoảng chừng hai cái lớn chừng quả đấm vật liệu đá, kỳ biên giới chỗ bất ngờ có lau một cái tươi mới lục sắc, thập phần tự nhiên,
và lại kỳ lưu cũng là tương đương phù hợp ở trong chứa cao sắc đích thực thực tiêu chuẩn, vì vậy cũng khó trách chu vi sẽ vây bắt nhiều người như vậy, hầu như đều là do dự, lại chăm sóc khối này vật liệu đá người. Tảng đá này muốn 100 vạn, nhưng vào lúc này, ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi song ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến điêu lan phía trên nhãn, một mặt sau có chừng 6 số 0, chuyện này đem nàng sợ nhảy dựng lên. Phải biết rằng hắn hiện tại tuy rằng coi như là quốc nội có chút danh tiếng nữ minh tinh, nhưng này 100 vạn, cũng không phải hắn tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm đi ra ngoài. Cứ như vậy một khối phá tảng đá, thật giá chỉ cái kia giá sao? Sớm nghe nói đổ đá một đêm chợt giàu, lại không nghĩ rằng một tảng đá cứ như vậy đắt a, thực sự là. Trần Phi cũng bị lại càng hoảng sợ, nhìn giá trị kinh người nguyên thạch cảm thán nói. Đây cũng không phải hắn mua không nổi, mà là đơn thuần tiêu phí quan còn chưa đạt được cải biến. Cái này chính là các ngươi có chỗ không biết, trận này nội có khiếu hầu như đều là minh lưu, trong đó đặc biệt khối này còn có vài khối thạch đầu phẩm tương tốt nhất, nếu là có thể khai ra đồ vật. Ít nhất, giá trị số này. Chu đại sư vươn năm đầu ngón tay, phía trước nói mấy câu hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng đến then chốt địa phương, lại bán cái nút. 500 vạn, Cố Phi song tò mò hỏi. Lời thừa, đương nhiên là 500 vạn, nếu không còn có thể là 50 vạn sao? Chu đại sư chừng hắn liếc mắt, nói. 500 vạn a, Cố Phi song bị chừng mắt một cái rụt đầu một cái, sau đó lại ngượng ngùng thè lưỡi, trong lòng cảm thán. Cái này một khối phá tảng đá cư nhiên đều có thể đổ 500 vạn, mà hắn mấy năm nay tân tân khổ khổ cũng còn không kiếm đến kỳ số lẻ. Đại Phi, ngươi nói ta có muốn thử một chút hay không? Lần này ba ta bắt hắn lại cho ta 700 vạn mua nguyên liệu, nếu chỉ lấy 100 vạn đánh cuộc một lần, mới có thể thử một lần. Kẻ dối trá liota bờ môi của hắn, hiển nhiên nội tâm đang ở làm dãy giụa. Làm châu bảo hành nghiệp công tử. Trải qua những năm gần đây mưa dầm thấm đất, hắn vẫn tự nhận là đúng đổ đá hơi có chút tâm đắc, cho rằng tảng đá kia phẩm tương quả thật không tệ, tuy rằng yết giá cao tới 100 vạn, cũng còn là đáng giá thử một lần. Dù sao Chu đại sư cũng đúng tảng đá này hết sức tốt xem, coi như là thất bại, xem ở Chu đại sư mặt mũi, ba hắn cũng sẽ không trách cứ hắn mới đúng. Thử một lần, Trần Phi nghe vậy nỉ non một tiếng, không tự chủ được trong cơ thể linh khí trào hướng mắt, nhất thời. Trước mắt hắn nhìn thấy đồ vật trở nên không giống nhau. Chỉ thấy nguyên bản phẩm tương cực tốt nguyên thạch, trong mắt hắn chợt trở nên chỉ có mặt ngoài một tầng là lục, bên trong tất cả đều là xám trắng nhan sắc. Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc ý thức được khả năng này là trong cơ thể hắn linh khí, có thể xuyên thấu nguyên thạch tầng ngoài thần kỳ tác dụng, có thể hắn đều còn chưa kịp vui vẻ, kỳ ngực lại bỗng nhiên khó chịu một chút, hai chân run lên, cả người thiếu chút nữa không ngã xuống. Phi ca ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, bữa này lúc đem một bên ôm hắn Cố Phi xong lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng bản thân thể mềm mại làm chống đỡ, đỡ Trần Phi không ngã xuống, vẻ mặt khẩn trương nói. Phi ca đây là thế nào? Thế nào đột nhiên thật giống như không khí lực, hơn nữa sắc mặt hoàn hảo giống như trở nên có chút tái nhợt, là ngã bệnh sao? Không có việc gì, không có việc gì, chân trượt một chút. Trần Phi vội vã ổn định thân thể của chính mình, không để lại dấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đáng chết, không nghĩ tới cái này thấu thị nguyên thạch cư nhiên như thế phí linh khí. Cứ như vậy một chút thời gian, trong cơ thể hắn linh khí thì đã bị tiêu hao không còn, liền chính hắn vừa rồi đều không phản ứng kịp. Chân trượt một chút, người lớn như thế cẩn thận một chút a. Kẻ dối trá nghe thế sứt sẹo giới thiệu cũng không để ý, bởi vì hắn lúc này tất cả tâm tư đều để ở đó khối vật liệu đá lên. Do dự nửa ngày, chỉ thấy kỳ cắn răng, hướng về phía cách đó không xa nhân viên công tác nói cái này có khiếu hẳn là vẫn chưa có người nào hạ thủ đi, ta mua, 100 vạn đúng không? Ta dùng chi phiếu chuyển. Đi, không thành vấn đề. Nhân viên công tác ngay tức khắc trên mặt chất đầy dáng tươi cười, tiếp nhận kẻ dối trá trong tay thẻ chuẩn bị đi làm lý, để ý thủ tục. Vân vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt xuất thủ ngăn cản hắn nói nhìn lại đi. Đại Phi, kẻ dối trá nghe vậy sửng sốt, thần sắc có chút cổ quái. Khối này có khiếu không sai, ta mua, 100 vạn. Theo liền có một vị phệ thương nhân xuất khẩu muốn mua khối kia có khiếu. Cái này có khiếu phẩm tương rất tốt, phụ tiền đan sen, mãng văn cũng tương đương sinh động, sợ rằng bên trong là thực sự giấu có cái gì, ta ra 120 vạn.
lại còn có những người khác thấy vậy náo nhiệt như thế xen vào tiến đến, giá ngay tức khắc tăng vọt lên. 140 vạn. 150 vạn. 170 vạn. Làm tảng đá này giá tăng vọt tới 330 vạn, đông đảo đấu giá người bắt đầu dần dần không có tiếng, bởi vì rất nhiều người phán đoán mặc dù là tảng đá này thật xảy ra điều gì hàng, cũng tối đa cũng liền giá chỉ cái 400-500 vạn, hiện tại giá đã đến đỉnh, không cần thiết lại tiếp tục. Đại Phi, ta, ngươi, thấy tình cảnh này kẻ dối trá mặc dù có chút bỏ qua, nhưng vẫn là không cam lòng nghi ngờ nói. Ta nghĩ tảng đá này có chuyện, Trần Phi nhỏ giọng ghé vào kẻ dối trá tai vừa mở miệng nói. Thực sự, kẻ dối trá nghe vậy thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Lẽ nào, tiểu tử này còn có thể đổ đá phải không? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Sau cùng khối kia có khiếu bị một vị từ phần đất bên ngoài tới phú hào lấy 330 vạn giá trên trời mua hàng, sau đó chuẩn bị bắt đầu giải thạch. Tất cả mọi người ở quan tâm. Cư nhiên đã có người động thủ đem khối kia có khiếu mua, ai, trước ta vốn cũng muốn động thủ, còn là lá gan quá nhỏ, chậm một bước. Cái này có khiếu quả thực phẩm tương không sai, rất có thể hiểu rõ ra phẩm chất cao có khiếu, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ta cá là khối này có khiếu hiểu rõ đi ra ngoài hàng, chí ít có thể giá trị 400-500 vạn. Biết được bên này có người giải thạch, người ở chỗ này đều hưng phấn lên, rất nhiều người đều vây quanh, đem nơi sân vây cái trong ba tầng ngoại ba tầng. Hơn nữa đi qua ở đây này người vây xem ngôn luận, không khó nhìn ra phổ biến bọn họ đều là chăm sóc. Suy suy, đúng lúc này, ở loại nhỏ giải thạch cơ trầm muộn cắt kim loại trong tiếng, lau một cái xương trắng từ kịch điều trong bật phát ra ngoài, có người mắt sắc mạnh thấy trên tảng đá hiện ra một luồng tươi mới lục sắc, sau đó la hoảng lên tăng, đổ tăng. Cái này có khiếu ít nói giá trị cái 400-500 vạn, kiếm lớn. Bằng hữu đừng cắt, qua tay bán cho ta thế nào. Chúng ta Kim Phúc Nhạc Châu bảo ra giá 350 vạn. 350 vạn vừa muốn đem khối này có khiếu mua đi. Người có đúng hay không suy nghĩ nhiều quá. Bằng hữu ta ra 400 vạn mua người khối này có khiếu, làm sao? Đừng quên còn có chúng ta Chí Bảo Châu Bảo, chúng ta ra giá 420 vạn. Nhân quần nhất thời xôi trào, không ít châu bảo hành nghiệp đại biểu đều cạnh tướng kêu giá, đem nhanh có khiếu giá thoáng cái tiêu thăng đến 420 vạn. Tăng, thực sự là đáng tiếc a. Quả thực kẻ dối trá nhịn không được buồn bực mở miệng nói. Nếu hắn bắt đầu cũng tranh thủ một cái nói. Nói không chừng hiện tại khối này có khiếu chính là của hắn. Nhìn trận này trưởng, ít nói tăng 100 vạn a. Mà Trần Phi, chỉ là cau mày nhìn khối kia vật liệu đá cẩn thận quan sát đến, cái này nhất thời nửa khắc không nói gì. Tiếp tục hiểu rõ. Thương nhân kia tựa hồ rất có tiền, căn bản không bán, lại tiếp tục giải thạch. Tốt, ta tiếp tục hiểu rõ. Hiểu rõ thạch lão sư phó tự nhiên cũng tin tâm tràn đầy trà sát tay. Cũng không có dùng giải thạch cơ tiếp tục hiểu rõ, mà là thay đổi một loại khác phương pháp, thận trọng bắt đầu mài ra lên. Hầu như tất cả mọi người tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt, đương nhiên bọn họ lúc này đều không nghĩ nữa đến suy sụp, mà là đang đoán rằng khối này có khiếu đến cùng sẽ hiểu rõ ra cái dạng gì hàng tốt đến, sẽ giá trị bao nhiêu tiền. Chuyện gì xảy ra, có khiếu. Có thể theo thời gian trôi qua, ở đây sắc mặt của mọi người lại trở nên có chút kỳ quái lên. Bởi vì có khiếu cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy cất giấu hàng tốt, từ cái khác mặt mài ra đều nhanh cọ sát hơn phân nửa khối có khiếu, nhưng đều là màu xám trắng một mảnh, cái này. Tự nhiên đã rõ ràng. Thực sự là, tốt như vậy có khiếu cư nhiên nhảy. Không nghĩ tới a, không ít người thất vọng nói. Cũng không có thể nói sụp đổ, người không phát hiện một mặt còn là rất tốt sao. Ta đoán, chắc là khối này có khiếu không lớn, thế nhưng phẩm chất vẫn là tương đối tốt. Giá trị không ít tiền. Cũng có người tại nơi một bộ chuyên gia phái đoàn soi mói nói. Không có khả năng, thật sụp đổ. Đại Phi ngươi là làm sao nhìn ra được. Thấy tình cảnh này kẻ dối trá vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ, nhìn Trần Phi chấn động nói. Trước không nói khối này có khiếu bên trong đến tột cùng còn giấu không cất giấu thứ tốt, chỉ là tự hiện tại tình huống này, có khiếu kích thước, sớm đã thành đã định trước kỳ giá trị tuyệt không giá trị nó trước đấu giá hơn 400 vạn. Thay lời khác mà nói, chính là khối này có khiếu đã sụp đổ, hơn nữa suy sụp tương đương nghiêm trọng. Nhưng Trần Phi là làm sao nhìn ra được, cái này, cái này, cái này. Mẹ, thương nhân kia thấy tình cảnh này sắc mặt âm trầm ly khai.
vốn tưởng rằng kiếm lớn, kết quả. Giới hướng nội đến có một đao sinh, một đao chết thuyết pháp. Ý tứ chính là một đao này xuống phía dưới, người có khả năng một đêm chợt giàu, mà lại một đao xuống phía dưới, người cũng có thể ngay tức khắc bồi táng ra bại sản, vốn gốc không về. Đương nhiên cái này dù sao cũng là đổ đá, sở hữu hết thảy đều vây quanh một cái đổ tự, vì vậy tăng, chỉ có thể coi như người vận khí tốt, nhãn lực kính nhi cao. Sụp đổ, đương nhiên là bởi vì người quá tham lam, luôn muốn một ngụm ăn mập mạp, thật giống như bây giờ thương nhân kia vậy. Lúc đầu, hắn đệ nhất đao đi xuống thời gian, ở đây tất cả mọi người cho rằng là tăng mạnh, tranh nhau đấu giá, thậm chí có mọi người khai xuất hơn 400 vạn con số thiên văn. Khi đó, hắn chỉ cần tùy tiện qua tay, cũng có thể kiếm cái chậu mãn bát mãn, bạch kiểm hơn 100 vạn, thế nhưng hắn cũng không tin cái này tà, luôn cho là mình còn có thể nhặt được lớn hơn tiện nghi, tiếp tục giải thạch, kết quả sụp đổ, bệnh thiếu máu. Sụp đổ, cái này là thật sụp đổ. Mắt thấy khối kia có khiếu bị mài được càng ngày càng mỏng, trong đám người dần dần một trận tao động. Có khi là lắc đầu là ta, có còn lại là nhìn có chút hả hê. Phải biết rằng đây chính là hơn 300 vạn vàng thật bạch ngân mua được cực phẩm minh liêu, lại không nghĩ rằng khoa được như vậy triệt để, trực tiếp vốn gốc không về. Phi ca, hoa thiếu, ta xem đổ tảng đá kia phiêu lưu quá, nếu không chúng ta còn là đừng mua, nhìn những người khác hiểu rõ đi. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song nhịn không được ở một bên nhỏ giọng nói. Cái này chân thực quá dọa người, hơn 300 vạn chân kim bạch ngân trong nháy mắt không có, người thường sao có thể chịu được. Tiểu chơi một chút vẫn là có thể. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng phía cách đó không xa một tòa hồng treo cái giỏ đi đến. Chỉ thấy trong đó chính thịnh phóng theo từng cục đầu tương đối lớn nguyên thạch, kỳ biểu mặt lồi lõm rất khác biệt, mãng văn trên dưới xoay quanh, tinh mịn lỗ nhỏ rất nhiều. Có lẽ tán dấu móng tay, nhan sắc cho đen, chỉ có kỳ bên trái trên sừng biên giới chỗ có lau một cái nhàn nhạt lục sắc, nhưng phẩm chất tựa hồ cũng không tốt, có chút khàn khàn. Ngược lại không phải là hắn bỗng nhiên thì có phân biệt nguyên thạch năng lực, mà là hắn rõ ràng nhớ kỹ trước thấu thị vương kiệt khối kia nguyên thạch lúc, trong lúc lơ đảng, từng phát hiện cái phương hướng này có lau một cái mềm mại lục sắc. Chẳng qua là lúc đó hắn linh khí tiêu hao quá nhanh, cũng liền không quá chú ý, bất quá lúc này hắn chợt nghĩ tới. Lục sắc, rất hiển nhiên là đại biểu ngọc bích, mà bên này lại chỉ có cái này một khối có khiếu, lẽ nào? Đại phi, cái này có khiếu không được, ngươi xem rồi mặt trên rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, rất hiển nhiên là quỷ nuốt nguyên, bên trong nguyên khí đều bị hút sạch sẽ, đâu còn có thể còn lại thứ tốt gì. Vừa nghe Trần Phi chọn lựa khối này có khiếu, kẻ dối trá ngay tức khắc nhịn không được nói rằng. Hắn và Trần Phi quan hệ rất thân, đương nhiên cũng không cần quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát đã nói. Phi ca, tảng đá này tốt và xấu, lại còn ít giá 30 vạn, còn là đừng mua đi, lãng phí tiền. Cố Phi xong cũng lo lắng Trần Phi không hiểu đi, lung tung chọn, ôm Trần Phi cánh tay hảo tâm khuyên nhủ. Hắn còn tận lực dùng hắn thân thể mềm mại, hồn viên cao phong đặt ở Trần Phi trên người, kỳ vọng hắn có thể phân thần, đừng xung động. Ai, ta nói các ngươi nha, ta sẽ theo liền mua được vui đùa một chút. Nếu đến đều tới, cũng không thể nhượng ta tay không ly khai đi. Gặp bên cạnh mình mỹ nhân lớn như vậy chiến trận, liền mỹ nhân kế đều đem ra hết, Trần Phi tự nhiên là dở khóc dở cười, sờ sờ đầu của nàng cười nói. Dứt lời gian, hắn liền trực tiếp kêu làm móc ra chi phiếu, chuẩn bị gọi nhân viên công tác đến trả tiền. Trần bác sĩ ngươi cũng có nhã hứng tới đây đổ đá a? Là coi trọng khối này có khiếu sao, bao nhiêu tiền, ta tới giúp ngươi cho đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhiệt tình từ cách đó không xa truyền đến, tiếp theo Kim Tôn Châu bảo lão Tổng Vương Khải liền dẫn người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không cần Vương Tổng, còn là ta tự mình tới đi. Chỉ là Trần Phi đương nhiên không chút do dự cự tuyệt hảo ý của đối phương. Lúc đầu đây cũng chính là 30 vạn mà thôi, vô luận là đúng hắn hay là đối phương mà nói, cũng không có quan đau khổ, cần phải là thật mở ra giá bao nhiêu giá trị liên thành thứ tốt. Vậy làm sao nói? Hắn có thể không tin đối phương trong lòng sẽ thống khoái, hắn nhưng thật ra cũng khó làm. Cho nên vẫn là tự đến đi, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đến, giúp ta cởi xuống tảng đá này, từ từ thôi đi, đừng thoáng cái tự mở ra đến. Theo Trần Phi liền xuất ra thẻ đưa cho sớm đứng ở một bên nhân viên công tác, nhượng hắn an bài giải thạch sư phụ giải thạch. Lần trước Lưu Thành cho hắn 500 vạn, ngày hôm nay vừa vặn phái trên công dụng.
đi, ta đây tự từ từ thôi. Lúc này đây tới giải thạch sư phụ còn là vừa rồi vị kia, nghe được Trần Phi yêu cầu, ngay tức khắc sạch sẽ lưu loát đáp ứng rồi, ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị lên. Vương Tổng, khối này có khiếu sợ rằng, bên kia, Vương Khải người phía sau chỉ là tùy ý quan sát khối kia có khiếu liếc mắt, tự lắc đầu ở Vương Khải phía sau nói nhỏ, thế nhưng bị người sau theo dừng tay cắt đứt. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng liền một khối 30 vạn có khiếu mà thôi, hắn không để vào mắt, Trần Phi khẳng định cũng không để vào mắt. Hơn nữa cái này đổ đá lúc đầu phần lớn là chính là xem vận khí, hoa hơn 10 vạn mua cái việc vui, cũng tự chuyện như vậy, vì vậy cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này lắm miệng lại chuyện xấu, vậy thực sự không đáng. Mau nhìn, lại có người giải thạch, mau hơn đi nhìn một cái. Gì, đây không phải là khối kia quỷ nuốt nguyên sao? Rõ ràng bẫy người, cư nhiên cũng có người rút lui. Tản đi, cái này phỏng chừng không có gì khán đầu, phá có khiếu một khối. Gặp lại có người giải thạch, những người đó vốn đang rất hưng phấn, mà khi tiếp bọn họ thấy Trần Phi sở hiểu rõ tảng đá, lại là khối kia đắt nuốt nguyên lúc, ngay tức khắc mỗi một người đều hoàn toàn thất vọng, lắc đầu ly khai. Vừa rồi có người nói quả thật không tệ, tảng đá kia rõ ràng chính là dùng để bẫy người. Cư nhiên cũng có người rút lui, thực sự là... Khách nhân, ta cần phải bắt đầu mài ra. Giải thạch sư phụ làm xong một bước cuối cùng chuẩn bị trình tự làm việc, nói. Ừ, bắt đầu đi, từ mặt khác từ từ thôi. Trần Phi nghe vậy cười gật đầu nói. Đại Phi A, xem ra tiểu tử ngươi đối với cái khối có khiếu rất có lòng tin A. Nếu lau đi ra đồ vật, nhất định phải mời khách. Kẻ dối trá mắt thấy huynh đệ mình tâm ý đã quyết. Cũng liền lười khuyên nữa, chỉ sợ hắn cũng minh bạch, lấy Trần Phi như vậy thân phận, địa vị, liên hoa số truyền thông lão tổng Lưu Thành đều phải cho lớn như vậy mặt mũi, tự nhiên sẽ không đem chính là 30 vạn không coi vào đâu, coi như dùng tiền mua cái việc vui. Phi ca, cái này nếu thật muốn cắt ra thứ tốt gì, ngươi có thể phải cho ta dở tiền trả nước. Nhất định là ta mang cho ngươi đến vận khí tốt, cố Phi xong nghe vậy cũng là nói đùa vậy nói rằng, muốn điều tiết dưới bầu không khí. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, bọn họ đều không cho là Trần Phi lựa chọn khối này có khiếu xảy ra đồ gì tốt, cho nên mới phải như vậy trộn lẫn ngu dốt pha trò, làm cho đợi Trần Phi chẳng phải phiền muộn. Cứ như vậy phá tảng đá lề mề cái gì kính nhi, mau nhanh cắt đi. Chỉ là một bên hình như có người chờ không nhịn được, liên tiếp dục, nhượng Trần Phi nhíu mày. Ngươi không muốn xem tự cho ta cút sang một bên, ta cầu ngươi ở đây nhìn. Hắn nhưng thật ra rất không khách khí. Trực tiếp nhào đầu che mặt một tiếng quát mắng, khiến không nhịn được dục người huyên náo vẻ mặt đỏ bừng, một trận xấu hổ cùng phẫn nộ. Lúc đầu chuyện này tựu thật sao hồi sự, người tựu một cái xem náo nhiệt, không biết ngươi ở đâu mù bi bi cái gì kính nhi. Là ngươi tốn tiền, cũng là ngươi mặt mũi ghê gớm thật, ai cũng được khiêm nhường ngươi. Cái này không khôi hài sao, bản thân tìm đến mắng một trận. Hanh, trẻ con không thể giáo cũng. Lão phu cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể lau ra cái gì hàng, tự cái này phá có khiếu, bên trong phòng chừng tất cả đều là vôi. Bị chửi trên mặt người không nhìn được mặt mũi, cường trang chấn định ngôn ngũ lạnh nhạt trào phúng, có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị một đạo không gì sánh được cây idiota sợ tiếng kinh hô cắt đứt tái rồi, thật ra tái rồi. Không phải đâu, tự cái này phá có khiếu thật đúng là cất giấu đồ gì tốt phải không? Chỉ thấy giải thạch sư phụ trong tay có khiếu. Không biết khi nào, cư nhiên đã ở mặt khác lại lau ra lau một cái tươi mới lục sắc. Cái này nếu hơn nữa bên trái trên sừng xóa sạch lục sắc, chính là hai mặt da lục, không phải do mọi người tại đây không kinh hãi à. Cái này, đại phi, tiểu tử ngươi nghiêu bức à, cái này sóng ta phục rồi. Kẻ dối trá dụi mắt một cái ngây ngốc nhìn có khiếu, thật vất vả mới thu hồi mắt cho Trần Phi dựng thẳng lấy một cái ngón tay cái. Phải biết rằng cái này có khiếu hiện tại thế nhưng hai mặt da tái rồi. Rất có thể bên trong cất giấu phẩm chất cao thật là tốt hàng, hơn nữa nhìn khối này đầu, hơn phân nửa cũng là không phải so với tầm thường A. Cái này không phải đổ tăng, đơn giản là tăng mạnh, siêu cấp phòng. Phi ca, ngươi thấy không? Ra tái rồi, thực sự ra tái rồi, ngươi thật lợi hại, ha ha ha. Cố Phi xong gặp giải thạch trên phi cơ có khiếu lộ ra khiến động lòng người lục sắc, một bên này Châu Bảo Thương lại cùng lộ ra ác lang vậy cấp giận vẻ kích động. Ngay tức khắc thông minh minh bạch là chuyện gì xảy ra, ôm Trần Phi cánh tay hưng phấn kêu to lên. Trên người nàng mê người mùi thơm của cơ thể còn có hung khí hung hăng chèn ép Trần Phi thân thể,
kích thích khứu giác của hắn thần kinh, nhất thời làm sắc mặt hắn ửng đỏ, tâm viên ý mã lên. Tiểu tử, cái này có khiếu bị tiếp tục hiểu, bán cho chúng ta Kim Phúc Nhạc Châu bảo đi. Chúng ta ra giá 300 vạn. 300 vạn, ta nói các ngươi là đang nói đùa sao? Thật cho rằng nhân gia không hiểu, nghĩ đến nhặt tiện nghi. Ta ra giá 400 vạn. Bằng hữu, cái này có khiếu bán cho ta đi. Nhất thời trước cái loại này cảnh tướng trục giới chẳng diện lại xuất hiện lần nữa, Trần Phi lựa chọn khối này có khiếu đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đi ra, cũng bởi vì hai mặt ra lục, liền trực tiếp tăng vọt tới 400 vạn giá cao, làm người ta líu lưỡi, cũng để cho không ít người tỷ như bị chửi tên đố kỵ mù quáng. Hanh, kiêu ngạo cái gì? Có bản lĩnh tiếp tục cắt A, khẳng định cũng liền chỉ là vận khí tốt, mặt ngoài có tầng lục mà thôi, bên trong tuyệt đối tất cả đều là trống không. Hắn hừ lạnh một tiếng, ước ao đố kỵ hận diễu cợt nói. Trần tiên sinh, nếu không khối này có khiếu ngươi chỉ bán cho chúng ta Kim Tôn Châu bảo đi. Ta ra giá 700 vạn. Đúng lúc này, đứng Trần Phi cách đó không xa Vương Khải bỗng nhiên mở miệng, hô lên một cái làm cho trợn mắt hốc mồm giá trên trời. Quả thật, cái này có khiếu tuy rằng đã hai mặt ra lục, bên trong cất giấu tốt bảo bối có khả năng rất lớn, thế nhưng, cái này cũng không đáng hắn xuất ra 700 vạn đến đổ A. Dù sao không có triệt để cởi ra đá trước, hết thảy đều chỉ là suy đoán, trước cái kia thằng xui xẻo Vương Đại Thiếu chính là rất tiên minh ví dụ. Làm tỉnh Giang Nam lớn nhất châu bảo xích xí nghiệp lão tổng, đối phương không có khả năng không hiểu cái này khái niệm A. Ưng ực, 700 vạn, đại phi ta xem bán đi. Cái này có khiếu mặc dù hiểu rõ đi ra, cũng khả năng không lớn giá trị nhiều tiền như vậy. Kẻ dối trá nghe vậy nuốt một chút nước bọt, nhịn không được mở miệng nói. Hắn thấy, Vương Khải rất có thể là muốn bán Trần Phi một chỗ tốt, nếu không không có khả năng khai ra ngày như vậy giới đến. Vì vậy hắn muốn khuyên huynh đệ mình bán đi, dù sao có thể bạch kiểm 700 vạn, đã là đi đại vận. Còn có cái gì chưa đủ? Phi ca, ngươi xem. Ông Trần Phi cố phi xong lúc này cũng rất khẩn trương, lóe sáng ánh mắt trở nên ngập nước lên. Đây chính là 700 vạn A, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tự kiếm được, nếu đổi lại là hắn trước đây, sợ rằng khổ cực cả đời cũng không thể. Tiếp tục lau đi. Thế mà Trần Phi lại vẫn lắc đầu một cái, nhượng giải thạch sư phụ tiếp tục lau. Cự tuyệt. Vô luận là kẻ dối trá, cố phi xong hay hoặc là Vương Khải thậm chí mọi người tại đây. Cũng không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thực sự cự tuyệt. Đặc biệt Vương Khải, hắn quả thực như kẻ dối trá suy nghĩ, là muốn bán Trần Phi một chỗ tốt cùng mặt mũi, lấy hòa hoãn trước bởi vì hiểu lầm mà đưa đến xấu hổ quan hệ. Thế nhưng, đối phương lại cư nhiên cự tuyệt, là hắn xuất ra thành ý còn chưa đủ, còn là. Mặc dù là hắn đã trải qua ngươi lừa ta gạt thương vòng nhiều năm như vậy, lúc này cũng hay là thật không hiểu a. Chẳng lẽ là... Đối phương cũng không muốn cùng mình và hiểu rõ sao. Tái rồi, lại tái rồi. Mẹ, cái này có khiếu bên trong cư nhiên cất giấu lớn như vậy khối hàng tốt, mặc dù là phẩm chất kém một chút giờ, cũng. Ít nhất, có thể giá trị cái 8-900 vạn A. Nhưng ngay khi Vương Khải sắc mặt âm trầm, suy nghĩ lung tung thời gian, một tiếng thét kinh hãi thanh lại trực tiếp đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Cái gì? Lại tái rồi. Mặc dù là Vương Khải loại này lão thành ổn trọng đại lão bản, lúc này cũng triệt để mơ hồ. Giới hướng nội đến có một đao sinh, một đao chết thuyết pháp. Trước thương nhân kia một đao xuống phía dưới chính là điển hình vốn gốc không về, mà lúc này, Trần Phi một đao này xuống phía dưới cũng điển hình siêu cấp lớn phồng, hòa 30 vạn mua hơn 10 triệu, quả thực low cost. Có thể nói nghiệp giới thần thoại. Trần tiên sinh, xin lỗi, xin tha thứ ta trước mạo muội. Khối này có khiếu chúng ta Kim Tôn Châu bảo ra giá 1.200 vạn, còn xin ngươi suy tính một chút dưới. Ngay ở đây đông đảo Châu Bảo Thương do dự mà làm sao báo giá thời gian, Vương Khải lại vượt lên đầu mọi người một bước, báo ra 1.200 vạn bây giờ giới. Mọi người á khẩu không trả lời được. Giảng đạo lý, tuy rằng khối này có khiếu quả thực cực phẩm, thế nhưng 1.200 vạn cái giá tiền này không sai biệt lắm đã thét lên đỉnh. Hoàn toàn không có bất kỳ không gian, biên độ lưu cho bọn hắn đấu giá. Rất hiển nhiên, Kim Tôn Châu bảo là đúng khối này cực phẩm hàng tình thế bắt buộc. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy xác thực không có bao nhiêu do dự, trực tiếp xoay người hướng đứng ở bên cạnh mình, đã chấn kinh ngây người kẻ dối trá hỏi, này, nhà các ngươi cửa hàng vậy cũng thu loại này ngọc bích đi. Có muốn hay không? Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là hắn ngực mình cố phi xong,
hay hoặc là đứng ở kẻ dối trá bên cạnh Diệp Tử Lâm đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì các nàng trước thế nhưng đều nghe được rất rõ ràng, Hoa Chí Nam trên tay cũng chỉ có 10 triệu, mà khối này ngọc bích, giá trị ít nhất 1.200 vạn. Muốn, đương nhiên muốn. Kẻ dối trá lúc này rốt cục cũng bừng tỉnh, vẻ mặt kích động bắt được Trần Phi nói ta ngay tức khắc cho ba ba ta gọi điện thoại, nhượng hắn lại đánh cho ta một ít tiền đến. Ngươi yên tâm, giá trên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Thiếu gia, thế nhưng lão gia trên tay vốn lưu động sợ rằng không nhiều lắm. Đúng lúc này, một bên Chu đại sư chợt hạ giọng lo lắng nói. Làm Kim Nam Châu bảo thủ tịch giám định đại sư, hắn liếc mắt tự nhìn ra khối này khổ người rất lớn cực phẩm hàng, nếu là có thể lấy về gia công, ít nói cũng đủ sáng tạo ra gần 20 triệu giá trị, vì vậy, 1.200 vạn cái giá tiền này tuyệt đối không cao. Chỉ là hắn lại rành mạch từng câu, hôm nay cửa hàng trong chính trực Thanh Hoàng thay thế. Tỉnh Giang Nam nội mấy nhà thành phố lớn chi nhánh trong báo cáo, tuy rằng không xuất hiện thiếu hụt, nhưng là có rõ ràng nguy hiểm tín hiệu, dẫn đến vốn lưu động cũng không rộng rụ. Vì vậy Hoa Chí Nam trên tay số tiền này, kỳ thực đã là trong điếm vốn lưu động 89 phần 10, nếu là trong khoảng thời gian ngắn còn muốn nhiều lấy ra nữa một ít, sợ rằng khả năng không lớn. Kẻ dối trá nghe vậy cũng thoáng cái kích động rút đi, hồi tưởng lại bản thân trong điếm tình huống, vẻ mặt ngượng nghịu đại phi, ta. Được rồi, dù thế nào ta tảng đá này cũng là bạch kiểm, rồi hãy nói trên tay ngươi không phải là vừa vặn có 10 triệu sao. Ta cảm giác không sai biệt lắm, chỉ là Trần Phi nghe vậy lại khoát tay áo, từ giải thạch trên phi cơ gỡ xuống ngọc bích trực tiếp ném cho kẻ dối trá, cười hì hì đưa tay muốn. Trên thực tế, đối với hắn mà nói cái này ngọc bích quả thực làm bạch kiểm, 10 triệu hoặc là 1.200 vạn không khác nhau nhiều, hơn nữa dù thế nào đều là nhà mình huynh đệ, hà tất tính toán nhiều như vậy. Cái này, không được, thế nhưng khối này có khiếu thật muốn bán, ít nhất, còn có thể nhiều 1-200 vạn, ta không có khả năng chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Thế nhưng Trần Phi càng như vậy, kẻ dối trá lại càng không qua được trong lòng đạo kia khảm, kiên quyết lắc đầu nói. Ai, ta nói ngươi người này thế nào cứ như vậy chết suy nghĩ. Ngươi bây giờ không có tiền về sau bán đồ vật cho. Nữa ta không thì xong rồi, cũng không kém ngày này hai ngày a. Trần Phi gặp kẻ dối trá như vậy chết suy nghĩ, không nói gì nói. Thế nhưng, kẻ dối trá tên kia nghe vậy còn có chút do dự, kỳ bên tai lại theo vang lên Vương Khải thanh âm vị tiểu huynh đệ này nếu không như vậy đi. Ta bên này nguyện ý xuất từ 200 vạn cùng ngươi cùng mua khối này ngọc bích, bất quá điều kiện là làm được thành phẩm chúng ta Kim Tôn Châu Bảo muốn bắt 7 phần có 1, đồng thời, muốn cho chúng ta Kim Tôn Châu Báu điêu khắc sư để làm khối này có khiếu. Vương Tổng, ngươi xác định. Kẻ dối trá nghe vậy sửng sốt, đều còn chưa kịp mở miệng, đứng ở kỳ bên cạnh Chu đại sư tự vẻ mặt kích động mở miệng nói. Bỏ vốn 200 vạn, lại chỉ cần khối này lưu thành phẩm 7 phần có 1, nhưng lại có thể mượn dùng đến Kim Tôn Châu Báu ngự dụng điêu khắc sư, cái này vô luận là làm cho nghĩ như thế nào, đều là tặng không tiền, không chung rơi đại hãm bính. Dù sao Kim Tôn Châu Bảo tỉnh Giang Nam đệ nhất Châu Bảo xích xí nghiệp hàng đầu không có thể như vậy thôi. Bọn họ ngự dụng điêu khắc sư, có thể sánh bằng Kim Nam Châu Bảo những. Này cửa nhỏ nhà nghèo thật tốt hơn nhiều. Đại Phi, người cảm thấy thế nào? Kẻ dối trá nghe vậy cũng là vẻ mặt kích động hình dạng, bất quá hắn lại không quên hỏi thăm Trần Phi ý tứ. Bởi vì đối phương cử động này hiển nhiên là để cho Trần Phi mặt mũi, chính vì vậy, hắn mới vượt không có khả năng tự chủ trương, thay Trần Phi quyết định. Ta đương nhiên không ý kiến a, ta lại không ngốc. Vương Tổng, đa tạ, Trần Phi trắng kẻ dối trá liếc mắt, cười tủm tỉm nói. Hắn cũng hiểu ít nhiều đối phương đánh cho cái gì chú ý, dù thế nào cũng không phải tìm hắn phiền toái, cũng không sao. Hơn nữa bạch kiểm, còn có thể có cái gì không hài lòng. Cứ quyết định như vậy đi, Vương Tổng, chờ ngày mai ta sẽ đích thân tìm đến ngài thương lượng hợp tác chuyện. Kẻ dối trá kích động mở miệng nói. Ừ, ta đây ngày mai sẽ chờ Hoa tiểu huynh đệ đại giá ngươi quang lâm. Trần tiên sinh, đã như vậy, ta cũng sẽ không quấy rối các ngươi nhã hứng, cáo từ. Vương Khải cười tủm tỉm mở miệng, rất thức thời xoay người trực tiếp đi. Đây mới là tương đối sẽ xử sự. Nga, được rồi, các thứ điều tốt rồi nhớ kỹ đưa Diệp tiểu thư còn có Cố tiểu thư nhất kiệt, phí dụng tự từ ta ở trong đó trừ đi. Trần Phi theo hoặc như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Thực sự muốn tặng cho chúng ta, Phi ca ngươi thật sự là quá tốt, Phi ca muôn năm.
Phi xong, còn không mau cảm tạ Phi ca. Diệp Tử Lâm vừa nghe thấy cái này chuyện tốt mình cũng có phân, ngay tức khắc mặt cười như hoa vậy nở nụ cười, hiệp xúc giật dây chính ôm Trần Phi cánh tay cố Phi xong xin lỗi. Hắn hiển nhiên rất có tự mình hiểu lấy, đêm nay nếu không Hoa thiếu còn có cố Phi xong mặt mũi, loại chuyện tốt này có thể không tới phiên trên đầu nàng đến. Ai, không nghĩ tới người cái này du mộc đầu rốt cục khai khiếu. Không sai, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tử Lâm phần này coi như trên đầu ta đi, cố đại minh tinh phân tựu giao cho ngươi, ta cũng không dám cướp phần này công lao, nếu không người nào đó cần phải muốn hận chết ta. Ngươi nói là đi, cố tiểu thư. Kẻ dối trá lúc này cũng tinh thần, cùng mình bạn gái kẻ sướng người họa, trêu chọc cố Phi xong. Nha, các ngươi nói bậy chút gì à? Cố Phi xong nghe vậy tự nhiên là tức giận, ngượng ngùng mặt cười đỏ bừng, đưa tay làm bộ muốn đánh, kỳ thực trong nội tâm còn là phát thông nhảy loạn, không rõ Trần Phi bỗng nhiên đưa hắn như thế cái đại lễ là có ý gì. Chẳng lẽ là... Phi ca, cảm ơn ngươi. Bất quá hắn vẫn là không có cự tuyệt cái gì, trái lại lấy dũng khí đột nhiên tập kích, nhón chân lên tiến đến Trần Phi mặt bên chuồn chuồn lướt nước hời hợt một chút. Sau đó ngay tức khắc phương tâm đại loạn đem mặt cười chôn ở bản thân cao vót rất tròn trên, tính trên mặt đất gạch men xứ có bao nhiêu tiểu tia sáng đi. Mà cái này đến từ cố đại minh tinh đột nhiên tập kích, theo ôn nhuận môi chuồn chuồn lướt nước hời hợt vậy rơi vào Trần Phi trên khuôn mặt, còn có làm người ta tâm nhanh thần di hương khí, cùng với mềm mại khêu gợi thân thể cũng không e dè dán tại trên người của hắn. Trần Phi nguyên bản cợt nhả thần sắc thoáng cái ngây dại, mặt như là hầu tử cái mông vậy trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn là thật không nghĩ tới chính là nhất kiện tiểu vật, cư nhiên nhượng cố Phi xong tới đây sao vừa ra, liên cho hắn chút nào thời gian phản ứng cũng không có, ai, đây thật là, nóng quá a. Gì? Nga? Kẻ dối trá gặp trận này trượng, nhất thời âm dương quái khí ồn ào mở, ngay cả Diệp Tử Lâm đều nghĩ chơi thật khá tham dự tiến đến, ồn ào Trần Phi, cố Phi xong hai người mặt đỏ giống như đại hoa miêu, lúng túng muốn chết. Ngươi nếu muốn Trần Phi du mộc đầu khi nào trải qua như vậy chiến trận, ngoại trừ trước đây cái cô nãi nãi kia tựa như Chu Điệp, cái khác hoặc là tựu là người khác chướng mắt hắn, hoặc là hắn chướng mắt người khác. Nói chung loại này bị điện ảnh và truyền hình đại minh tinh đánh lén chuyện mà, với hắn mà nói thật đúng là khai thiên tích địa đầu một tao, chỉ là kích động, xấu hổ những. Này từ nhi sợ rằng đều khó khăn để bày tỏ hiện tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ai, thực sự nóng quá a. Đến mức cố Phi xong thì càng khỏi phải nói, tuy nói nàng đều đã bước vào vòng giải trí cái kia dơ bẩn vòng tròn, thế nhưng hắn lại vẫn luôn là giữ mình trong sạch, không cùng những người khác thông đồng làm bậy cho tới hôm nay. Vì vậy mặc dù hắn đều đã leo lên hoa số truyền thông cái này cây nghiệp giới bắp đùi, nhưng này đều đã hơn một năm đi qua, lại nhiều nhất vẫn chỉ là cái tam lưu tiểu minh tinh, đương nhiên là rất có vấn đề, kỳ nguyên nhân ngay nơi này. Trên thực tế, liên chính cô ta đều không rõ vừa rồi tại sao muốn làm như vậy, là bởi vì nhất thời xung động, hay là bởi vì Trần Phi đồng ý cho nàng vật trang sức, hay là bởi vì trước Trần Phi ở Lưu Tổng trước mặt đề cập, muốn đặc thù chiếu cố hắn một chút, hắn cũng không biết, dù thế nào tự là làm. Được rồi, đừng mù ồn ào lên, còn có muốn hay không nơi đang nhìn xem, ngày hôm nay có như thế cái khởi đầu tốt đẹp, không hề đến hai tay. Trần Phi rất dụng ý mới đưa kẻ dối trá bát quái kính nhi lộng tắt. Sau đó mọi người lại bắt đầu tâm tình thật tốt, cười hì hì đổ đá lên. Bất quá lúc này đây, không có trước dò xét làm dựa, Trần Phi cũng chỉ có thể tinh khiết dựa vào mù ngu rốt đoán lung tung. Sau cùng, hắn tất cả lớn nhỏ có khiếu lại mua hơn 10 khối, có đáng giá, cũng có rất nhiều là không bao nhiêu tiền, tìm chừng trăm vạn cũng liền đổ ra mấy khối vậy ngọc bích, tuy nói thua thiệt không ít, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao có hơn 10 triệu cự khoản tại nơi chỗ dựa ni. Ngày thứ hai Trần Phi một thân một mình tự bước lên phản hồi Bắc Sơn thị cao thiết động xe. Kẻ dối trá vội vàng cùng Kim Tôn Châu Bảo hợp tác, cố Phi xong muốn chuẩn bị đi thử kính, Tiếu Minh nhà mình hình như cũng không có thiếu chuyện phải xử lý, tự nhiên cũng liền không ai tiện đường cùng hắn cùng nhau. Sau đó chỉ thấy hắn bấm Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu điện thoại, nói Phong Thiếu sao? Là ta có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Phong lúc đầu hưởng thụ một gã thẻ hoa y tiểu mỹ nữ nhu tình xoa bóp, mà khi hắn nghe được bản thân riêng vi người nào đó thiết định tiếng chuông reo sau, ngay tức khắc biến sắc, ma lưu từ trên giường đấm bóp ngồi dậy, chuyển được điện thoại. Này, là Trần bác sĩ sao? Hỗ trợ, chuyện gì ngài cứ việc nói,
ta nhất định đem hết toàn lực cấp cho ngươi. Vừa nghe Trần Phi tìm bản thân hỗ trợ, Hoàng Phong bản thân kích động, ngữ tốc nói thật nhanh. Nói đùa, đây chính là Trần Phi lần đầu tiên chủ động tìm hắn hỗ trợ, nếu là làm tốt lắm nói chẳng phải là một cái công lớn, tự nhiên không khỏi hắn không kích động. Là như vậy, ta gần nhất muốn mua chiếc xe, chính là hộ chiếu chuyện tình có điểm phiền phức, thì thời gian quá lâu. Ngươi có thể hay không giúp ta muốn dưới biện pháp, ước định cái thời gian, ta trực tiếp đi một chuyến từ toàn bộ thi có được hay không? Trần Phi ở bên đầu điện thoại kia nói. Hộ chiếu. Hoàng Phong nghe vậy ngây ra một lúc, không nghĩ tới trong mắt hắn cho rằng là thần tiên vậy nhân vật Trần Phi, cư nhiên xin nhờ hắn trinh là điểm này việc nhỏ, trước là có chút thất vọng, sau đó lại ngay tức khắc nhanh chóng hồi đáp đây quả thực. Nếu không như vậy đi, Trần bác sĩ ngươi chừng nào thì có thời gian trực tiếp nói cho ta biết, ta cùng ngày cho ngươi an bài. Tốt lắm, tự ngày mai đi, ngày mai một ngày ta đều có vô ích. Trần Phi nghe vậy nhất thời vui vẻ. Nếu hắn sớm biết rằng Hoàng Phong có thể làm việc này, đã sớm gọi điện thoại, cũng sẽ không ngây ngốc chờ nhiều ngày, luyện khoa 2 cũng còn không bài hắn bắt đầu thi. Nếu tại như vậy chờ đợi, trời biết ngày tháng năm nào mới có thể lấy được bằng lái, như vậy đến lúc đó mặc dù là chờ hắn lấy được, còn có nghĩ là lái xe đều là cái không biết bao nhiêu. Dù sao đối với ở bây giờ Trần Phi mà nói, mua xe nha, kỳ thực cũng chính là cái hứng thú. Muốn mua tự mua. Không muốn mua cũng không cần đi, có tiền, tùy hứng. Ngày thứ hai, Hoàng Phong đi qua trên tay mình quan hệ, sáng sớm là vì Trần Phi an bài xong thi hộ chiếu chuyện tình. Lúc đầu, này kiểm giám khảo gặp chiến trận lớn như vậy, đường đường Hoàng Phó Thị trưởng con tự mình làm kỳ mở đường, tự nhiên mỗi một người đều làm xong mắt mù chuẩn bị. Mặc kệ Trần Phi lái xe kỹ thuật có bao nhiêu sao nát vụn, cỡ nào khó coi, đều phải trên đường đại bật đèn xanh, phát hộ chiếu. Rất hiển nhiên, bọn họ tất cả mọi người đem Trần Phi trở thành là lái xe kỹ thuật quá nát vụn, chỉ có thể đi cửa sau mới có thể lấy được bằng lái đại nhân vật. Mà khi Trần Phi gần như hoàn mỹ thông qua khoa 1, 2, 3, 4, bọn họ một đám cũng cảm giác mình mắt đều mù, cằm kinh ngạc nhanh muốn rơi trên mặt đất. Không phải là hắn mở quá nát vụn, mà là hắn mở thật tốt quá, thậm chí ngay cả đông đảo có 20-30 năm lái xe kinh nghiệm lão tài xế, đều xấu hổ bụng mặt, mặc cảm. Mẹ, nói đùa sao? Tự kỹ thuật này còn cần đi cửa sau cầm hộ chiếu. Vậy bọn họ coi là cái gì? Tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Bắc Sơn thì chính là tỉnh Giang Nam số 1 số 2 thành phố lớn, tổng thể thực lực kinh tế, văn hóa nội tình có thể nói là gần với tỉnh lỵ, tự nhiên chiếm được trong ngoài nước chứa nhiều ô tô nhãn hiệu ưu ái, ở đây thiết lập cửa tiệm phân bộ, từ lấy sân bay đại đạo bên kia tối thịnh. Hơi thấp quả nhiên hiện đại. Khởi Á, trường thành, may mắn. Trong cao cấp Chevrolet, tiêu chí, đừng gam, bổn điền. Ở cao nhất đẳng tiệp báo, Lôi Khắc Tát Tư, anh không phải ni y, chạy băng băng. Cùng với đứng đầu nhất này pó, mã toa lạp đế, Ferrari, Bingley. Có thể nói những, này phẩm bài cơ chàng đại đạo bên kia môn đạo là cái gì cần có đều có, đương nhiên đây cũng là lúc đầu vốn là thành thị quy hoạch có quan hệ. Là bên trong thành phố lãnh đạo có thấy xa, nghiễm nhiên đem một khối khu vực làm thành hoa hạ đại lục Tây Nam Bộ ô tô thành, thậm chí so với tỉnh lỵ thành phố xe thị nhân khí cũng còn muốn vượt, bởi vậy thấy rất mạnh. Trần Phi là ngồi xe buýt xe tới, vừa xuống xe liền gặp được rộng đại đường cái, cùng với hai bên đường đi trang sức sang trọng các nhãn hiệu 4S tiệm. Nơi này xe tiệm cư nhiên nhiều như vậy, muốn từ đâu một nhà bắt đầu chuyển tương đối khá ni. Bởi trước căn bản cũng không có nghĩ đến cùng mua cái gì xe, Trần Phi tại đây chạm xe buýt bên đài trên lại tái phát khó khăn. Hắn thấy, xe này chỉ cần lái thuận lợi, thoạt nhìn thuận mắt, ngồi xuống thoải mái là được rồi, giá dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng danh chánh ngôn thuận nghìn vạn phú ông, ngoại trừ này đắt tiền thái quá cất kỹ hãy xe thể thao, chưa còn có cái gì mua không nổi. Tiểu tử ngươi cũng tới mua xe, thật là tấu xảo, ta cũng là. Ta xem người cái này rất khó khăn, có đúng hay không trên tay không thế nào dư giả, không biết cần chọn xe gì. Giới không ngại tiết lộ một chút dự tính của ngươi là bao nhiêu. Lão ca ta khác không hiểu gì, nhưng này xe, còn là có biết một hai. Hơn phân nửa là nghe được Trần Phi nói thầm, một vị có ăn mặc hắc quần áo trung niên nhân, hiền lành cười hỏi. Dự toán, cái này, phương diện giá tiền ta cũng không phải thế nào lo lắng. Chỉ là không thế nào xe gì mở ra thoải mái một điểm.
Trần Phi nghe vậy cảm kích cười cười, nói. Phương diện giá tiền không cần cân nhắc, thật không nhìn lầm, tiểu tử ngươi còn là một kẻ có tiền, ha ha ha. Trung niên nhân kia ngoài ý muốn nở nụ cười, chợt cho Trần Phi chỉ điểm nếu phương diện giá tiền không cần cân nhắc, lại muốn mở thoải mái, ta đây tự kiến nghị ngươi cân nhắc dưới sấp Việt dã xa, tiệp báo, lục hổ cũng còn thật không tệ. Dĩ nhiên, ngươi nếu thích kiệu xe, ta đề cử chạy băng băng còn có lôi khắc tát tư. Không phải là có như vậy câu, mở chạy băng băng ngồi bảo mã sao? Lôi khắc tát tư, chạy băng băng, ta nhớ kỹ lôi khắc tát tư hình như là Nhật hệ xe đi, ta đây đi chạy băng băng tiệm nhìn. Đại thúc đa tạ ngươi, Trần Phi nghe vậy gật đầu, khách khí cùng tốt lắm tâm đại thúc cáo biệt. Tuy rằng hắn không hiểu xe, thế nhưng chạy băng băng, bảo mã, Audi cái này ba khoản quốc nội đại danh đỉnh đỉnh, nghe nhiều nên thuộc ô tô nhãn hiệu, hắn vẫn có biết một hai. Tỷ như người sau Audi, kỳ nổi danh địa phương chính là chính phủ chuyên dụng xe, chỉ là kỳ tạo hình quá chỉ một, nghìn bài một điệu, hắn không quá thích, cũng liền trực tiếp buông tha. Mà còn dư lại chạy băng băng, bảo mã. Quả thật có câu là mở chạy băng băng ngồi bảo mã, nói chính là chạy băng băng lái xe thể nghiệm nếu so với bảo mã cường, đồng thời từ vẻ ngoài thiết kế phương diện mà nói, Trần Phi cũng còn là thân thiết hơn lại người trước một ít. Về phần hắn vì sao không chọn trạch sấp Việt dã xa, chỉ sợ là hắn căn bản nghe không hiểu sấp là cái gì sao. Anh cách trong hy, không hiểu hay không thích. Làm quốc nội nghiễm nhiên danh khí lớn nhất ô tô nhãn hiệu ba đầu sỏ, chạy băng băng 4S tiệm ngay tức khắc dựng đứng ở phi trường đại đạo dễ thấy nhất, phồn hoa nhất vị trí. Đó là một tòa phổ thông nhà dân 3-4 tầng cao xa hoa kiến trúc, nhìn từ đàng xa cực kỳ đại khí, có cách điệu, Trần Phi chậm gì gì đi vào. Chỉ thấy nửa trong suốt chạy băng băng 4S tiệm một tầng phòng khách, khí phái để cần nhãn hiệu các hệ hàng nhãn hiệu kinh điển xe hình, như S-Class SS, E320, C200, GL400 chờ vân vân chờ đã, làm người ta hoa cả mắt. Thật nhiều xe a. Giờ này khắc này, ngay cả Trần Phi tự miễn lộ ra một bộ tên nhà quê vào thành phái đoàn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hào xe bầy đặt chung một chỗ, trọng điểm còn là mới, loè loè sáng sáng. Cộng thêm này ngọn đèn, LED tuyên truyền video vô hạn oanh tạc, cái loại này chấn động hiệu quả quả thực đừng nói nữa. Tiên sinh xin chào, xin hỏi ngươi là đến xem xe sao? Có gì cần thỉnh cứ việc nói. Bất quá đều không chờ hắn ngây ngô một hồi, đã có một vị hóa thành đồ trang sức trang nhã nữ tiêu thụ viên tiến lên đón. Không thể không nói, làm quốc nội nghiễm nhiên danh khí lớn nhất ô tô nhãn hiệu 31 trong những cự đầu, chạy băng băng chọn. Huấn luyện tiêu thụ nhân viên phương diện này vẫn có một bộ. Không phải nói cô gái này tiêu thụ cỡ nào đẹp, hoặc là cỡ nào cảnh xuân chán đường, nhãn thần ám chỉ cần có thể mua xe, cũng không ngại cùng ngươi phát sinh giờ chuyện tốt đẹp. Mà là nói lúc này tiếp đãi Trần Phi vị này nữ tiêu thụ nếu không lớn lên cực kỳ khá tốt, thập phần đẹp mắt, đồng thời còn không có cái loại này mắt chó coi thường người, nhìn không thấy người thói hư tật xấu. Giảng thành thật nói. Tự Trần Phi cái này thân hàng vỉa hè hàng, thật đúng là không giống có thể mua được chạy băng băng người. Ta đối với cái xe cũng không phải quá hiểu, nếu không ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Trần Phi theo mở miệng cười nói. Tốt, tiên sinh mời đi theo ta. Người nữ kia tiêu thụ cũng không bởi vì Trần Phi nói không nhịn được, mà là sảng khoái dẫn Trần Phi đi nhà ga khu nhất nhất giới thiệu lên tiên sinh ngươi xem, những thứ này đều là chúng ta nhãn hiệu chủ đón xe hình. Trong đó lấy xe có rèm che cùng loại chiếm đa số, như C dãy C200, E dãy 260, 300. Đương nhiên tiên sinh ngươi nếu thích sấp Việt dã xa loại hình nói, cũng có thể nhìn cái này khoản GLK260. Cái này khoản xe hiện nay chúng ta đang ở làm xúc tiêu, có thể ưu đãi vừa đến 2 vạn nguyên. Hiển nhiên cô gái này tiêu thụ rất thông minh, minh bạch Trần Phi không hiểu xe, cũng không có đi thao thao bất tuyệt nói khoác cái gì kỹ thuật mới. Động cơ các loại, như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, bởi vì Trần Phi căn bản là nghe không hiểu. Nghe không hiểu đương nhiên sẽ chán ghét. Chiếc này ni. Trần Phi quan sát vài lần đối phương sở giới thiệu xe, phát hiện không phải là nghĩ quá nhỏ, chính là không hợp mắt xuyên, không phù hợp hắn đắc ý. Ánh mắt của hắn đảo qua xe đứng trên đài cái khác xe, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào một chiếc đặc biệt cao to uy vũ, hắc sắc bá khí Việt dã xa hình hỏi. Hiển nhiên. Hắn đây là nhìn thấy hợp bản thân ý xe. Một chiếc, người nữ kia tiêu thụ theo Trần Phi ngón tay phương hướng nhìn lại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấp giọng nhỏ giọng nói tiên sinh,
xe này sợ rằng hơi có chút đắt, tiện nghi nhất đều phải hơn 120 vạn. Người nữ kia tiêu thụ lúc này trong lòng cũng đang lẩm bẩm, bởi vì Trần Phi lựa chọn xe, rõ ràng là chạy băng băng sấp Việt dã xa dãy trong xem như là xa hoa GL dãy. Giảng đạo lý, đây chính là thuần chủng xa hoa trăm vạn dãy hào xe cấp bậc, nếu là đối phương thật có thể mua, hắn đương nhiên không gì sánh được vui vẻ, bởi vì nàng có thể từ đó đạt được tiêu thụ chia làm, mặc dù chỉ có mấy người giờ, cũng là tương đối lớn một khoản con số. Thế nhưng, khách này người rõ ràng sẽ không hiểu xe, hơn phân nửa là tùy tiện xem một chút đi. Nga, hơn 120 vạn, đây cũng là thấp nhất phối trí đi. Cao cấp bao nhiêu tiền? Ta muốn một chiếc cái xe này. Có thể nàng đều còn chưa kịp thất vọng, Trần Phi hăng hái bừng bừng thanh âm ngay hắn bên tai vang lên, để cho nàng mạnh thoáng cái ngây ngẩn cả người. Trước, tiên sinh ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn sợ bản thân nghe lầm, không có ý tứ đỏ mặt hỏi, hỏi thăm giọng trong lại xen lẫn nồng nặc kỳ vọng. Ta nói cái xe này cao cấp bao nhiêu tiền? Thấp xứng chắc là kém cỏi nhất đi. Ta cũng không hiểu, người cho ta lộng chiếc cao cấp xe đi, tất cả tổng cộng phải bao nhiêu tiền. Trần Phi nghe vậy lại lặp lại một lần, hai mắt sáng lên vây bắt chiếc Mercedes GL400 trực chuyển du, như là rất thích. Nga, Nga, tiên sinh ngươi xin chờ ta một chút, ta đi cho ngươi hạch coi một cái giá. Người nữ kia tiêu thụ không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật sự có thể mua xe, hơn nữa vừa ra tay chính là trăm vạn cấp. Ngay tức khắc hưng phấn mà mặt cười đỏ rực, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, ngượng ngùng chạy tới tính sổ đi. Bởi vì cao cấp xa hoa xe còn dính đến các tiểu món, các loại thuế, các loại chính sách ưu đãi, cùng với khả năng không có hiện xe, cần cho nhiều tiền mới có thể bắt được xe, cho nên hắn phải nghiêm túc hạch coi một cái. Đại khái qua gần 10 phút, người nữ kia tiêu thụ tiểu bào đỏ bừng mặt trở về, hướng về phía Trần Phi nói rằng tiên sinh, ngươi muốn cái này khoản xe cao cấp nói. Cộng cần 147.8500 nhiều, nhưng là chúng ta chủ quản nói có thể cho ngươi ưu đãi cái số lẻ, cũng chính là 140 vạn. Nói xong, hắn có chút khẩn trương nhìn Trần Phi vậy, dù sao tuy nói bọn họ đều đã cho Trần Phi ưu đãi hơn 7 vạn, thế nhưng 140 vạn giá trên trời, cũng hãy để cho hắn cái này cầm tiền lương ăn cơm người có chút hư. Cái này giới có thể hay không quá cao, hắn, có thể hay không đột nhiên tự không mua a? Nga. Có thể cả thẻ đi. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng ngay cả lăng đều không sững sờ một chút, trực tiếp móc ra chi phiếu. Tiên sinh ngươi xin chờ một chút, ta hiện tại ngay tức khắc phải đi cho ngươi công việc tương quan thủ tục. Vừa vặn ngươi muốn xe hình trong kho hàng thì có một chiếc, cùng xe đứng trên đài chiếc kia giống nhau như đúc, là hoàn toàn mới. Đợi lát nữa ta giúp ngươi nộp khoản, ngươi là có thể trực tiếp đem lái đi. Người nữ kia tiêu thụ không nghĩ tới cái này một đơn cư nhiên như thế giản đơn tự hoàn thành. Hưng phấn mặt cười đỏ bừng. Dù sao đây chính là một lần trăm vạn cấp bậc hào xe giao dịch, mà vừa vặn công ty bọn họ lại có tiêu thụ chia làm, vô luận là mấy cái giờ, nàng đều thoáng cái kiếm lật, đại vận đến, há có thể không kích động. Cách đó không xa, mấy vị khác nam nữ tiêu thụ ước ao ghen tị nhìn bên này. Lúc đầu vừa rồi Trần Phi vào điếm trong tới thời gian, trong bọn họ có mấy người đều không rãnh, chỉ là bọn hắn ghét bỏ Trần Phi ăn mặc hàng vỉa hè hàng. Phỏng chừng cũng không có gì mua năng lực, tự bỏ qua. Nào biết, ai, tức giận a. Rất nhanh, người nữ kia tiêu thụ lại cầm chi phiếu đã trở về, đây là lúc này đây sắc mặt nàng lại có chút kỳ quái. Giọng điệu khác thường nhỏ giọng nói tiên sinh, lãnh đạo chúng ta nói hắn muốn gặp ngươi một mặt, ngươi xem. Muốn gặp ta một mặt, ở đâu, dẫn đường đi. Trần Phi nghe vậy cũng là sửng sờ, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, tùy tiện gật đầu nói. Theo, hắn bị vị kia nữ tiêu thụ dẫn tới 4S tiệm lầu 2 phòng làm việc. Chỉ thấy trong đó ngồi một nam một nữ, nữ tây trang cà vạt, trước bàn để xuống có một chén đã lãnh rơi cây cà phê, một bộ tháo vát thành phần tri thức dáng dấp phái đoàn. Còn có đàn ông kia, một thân rộng thùng thình màu xám đường trang, hắc bạch giao nhau tóc dài khoác lên trên vai, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, mũi ưng, mỏng môi, hai mắt lợi hại, huyệt thái dương phình bốc lên. Hai tay trên bàn tay cũng có rõ ràng vết chai, khiến Trần Phi gặp khẽ nhíu mày lên. Lão gia hỏa này, người nào? Đến lúc này, Trần Phi mặc dù là lại hoảng hốt, cũng minh bạch đối phương tuyệt không khả năng là cái gì chạy băng băng tiệm lãnh đạo. Nếu không đường đường cổ vũ giả nhất lưu đỉnh cao thủ, tự có vẻ quá giá hạ. Không sai, đường trang tóc dài lão giả chính là một vị nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả,
toàn thân không tự chủ tản ra làm người ta run rẩy khí tức, đặc biệt cặp kia trầm ổn hai mắt, thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên, làm cho lấy áp lực thật lớn, mặc dù là lấy Trần Phi thực lực bây giờ đều cảm giác có chút da đầu tê dại, khó chịu. Đáng chết, lão già này đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra? Tìm hắn làm gì? Người trước đi ra ngoài một chút đi, ta cùng với vị tiên sinh này nói ra suy nghĩ của mình. Ngay Trần Phi mặt không thay đổi nhập tọa sau, lão giả kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng, vâng, Lục tiên sinh, ta tự đi ra ngoài trước. Lãnh đạo bộ dáng nữ thành phần tri thức nhất thời hốt hoảng đi ra ngoài, đầu đầy mồ hôi. Phải được, hắn chính là một người bình thường, ở hai đại nhất lưu cao thủ khí thế rằng co trong liền làm, hoàn toàn là trồng trọt ngục vậy dày vò. Mặc dù là kỳ ở lâu thượng vị, cũng căn bản không cách nào chống đối cái loại này áp lực, vì vậy đầu đầy mồ hôi. Ngươi chính là Trần Phi, Trần tiên sinh đi. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu tên một chữ một cái Lục tự, đến từ Tiêu gia. Hai người trầm mặc hồi lâu, tóc dài đường trang lão người bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu gia. Trần Phi nghe vậy hơi biến sắc mặt, không tự chủ hiện ra lau một cái sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói Nga, Tiêu Thiên nhượng nhượng ngươi tới. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, âm hồn không tiêu tan. Đầu tiên là ở Tiêu thị trang viên xúc phạm vô lý, mang dùng súng thiếu chút nữa băng hắn, sau đó lại tìm đến hắn từ trước phụ đạo lão sư cho hắn dưới bán, so với hắn ngại phiền, đến mức hiện tại càng quá phật, dĩ nhiên tìm đến một vị nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả, cái này có ý tứ. Uy hát yêu ta hắn, thật cho là hắn Trần Phi tốt như vậy khi dễ. Không, không, không. Ở Tiêu gia, hắn còn không có chỉ huy quyền lợi của ta. Thế mà Lục tiên sinh lại lắc đầu, chậm rãi nói ta biết ngươi và ngàn nhượng gian tựa hồ có chút hiểu lầm, trước sự kiện kia cũng là hắn quá gấp, xử lý không đúng. Ta ở chỗ này đại hắn hướng ngươi nhận sai, nói thanh khiểm, Trần tiên sinh ngươi nghĩ thế nào? Không được tốt lắm. Nhưng Trần Phi nghe vậy lại nhàn nhạt cười nhạt, giễu cợt nói ngươi không phải nói hắn không có chỉ huy quyền lợi của ngươi sao? Ta xem hắn đây không phải là mặt mũi thật lớn, bản thân đã làm sai chuyện, lại làm cho cái khác không liên hệ người đến xin lỗi, không cảm thấy cái này có chút buồn cười sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ngàn nhượng dù sao cũng là Tiêu gia ta đời kế tiếp người thừa kế, ngươi muốn cho hắn tự mình cúi đầu xin lỗi ngươi nhận sai, ngươi cho rằng khả năng sao? Lục tiên sinh tựa hồ cũng không nghĩ tới, ngay cả mình đường đường nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả mặt mũi cũng không có tác dụng. Trầm mặc sau một hồi lạnh lùng nói. Đường đường tỉnh Giang Nam Tiêu gia, đây chính là tổ quốc Hoa Hạ đại địa Tây Nam phương cao cấp nhất màu đỏ gia tộc, thậm chí ngay cả năm đó tham gia quốc tràng chiến dịch Tiêu lão gia tử hôm nay đều khỏe mạnh, và lại thân thể có chút tuấn lãng, được khen là kình thiên trụ vậy tồn tại, định hải thần châm. Và lại hôm nay tỉnh Giang Nam quân khu này quân khu lãnh đạo gánh hát, phỏng chừng đại đa số đều là Tiêu lão gia tử đã từng thủ hạ chính là tân binh chứng. Có thể chính là như vậy một cái đỉnh cấp màu đỏ gia tộc đời kế tiếp truyền thụ, Trần Phi lại muốn nhượng hắn tự mình cho mình xin lỗi, điều này hiển nhiên không quá hiện thực, cũng khó trách đối phương sẽ lạnh lùng lên. Bởi vì loại thái độ này, ở đối phương xem ra chân thực có chút quá không biết cất nhắc, quá phận. Ta không muốn thế nào chắc là các ngươi đi. Thế nào, có phải là ngươi hay không cho rằng, ta nghe được Tiêu gia cái này hai chữ nên lạnh run. Các người đồng ý như vậy hạ mình hàng đắt, phái ra người cùng ta và đàm, tự ứng cai thị thiên đại ân huệ, ta Trần Phi lý nên mang ơn, cúi đầu nhận sai. Các người Tiêu gia nói là cái gì, chính là cái đó. Trần Phi lúc này giọng nói đã lạnh lùng cực điểm, thậm chí trong đó còn hỗn loạn một chút sát ý. Hiển nhiên, hắn là bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích kích động. Cái này có ý tứ, có phải là thật hay không cho là hắn dễ khi dễ? Có phải là thật hay không cho là hắn đoạt được đến vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa là giả? Muốn thật đem mình nhiệt liệt, ghê gớm tránh đi rừng sâu núi thẳm khổ tu cái chừng 10 năm, đến lúc đó, chúng ta trở lại xem ai sợ ai. Ngươi, ta, lão giả kia quả thực cũng không nghĩ tới Trần Phi phản ứng cư nhiên như thế cương liệt, như vậy trực tiếp, thậm chí người già đời hắn, đều từ Trần Phi lạnh lùng trong giọng nói nghe được một chút sát khí. Điều này làm cho hắn khàn khàn trong con ngươi không khỏi xẹt qua một luồng phong mang, trầm mặc. Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi bây giờ nhìn phía cùng Tiêu gia đối địch, có thể, có chút không sáng suốt. Trầm mặc hồi lâu sau, đường trang tóc dài lão giả nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt chậm rãi nói.
Nga, vậy thử xem đi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp bỏ lại một câu nói, mặt không thay đổi đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Lấy hắn hiện tại luyện khí tam trọng tu vi, tuy rằng vẻn vẹn chỉ tương đương với nhất lưu cao thủ trình tự, nhưng hắn dù sao cũng là tu vi người, bị phàm tục cho rằng là tiên thuật thủ đoạn đã học xong một ít, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ đối phương có thể lưu lại hắn. Hắn rất tự tin, tiên thiên cường giả dưới có thể lưu lại hắn người, phỏng chừng ở trên đời này không có mấy cái đi. Vân, Vân chờ đã. Đường trang tóc dài lão giả nghe vậy hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cứ như vậy không một lời hợp, Trần Phi cư nhiên như thế thẳng thắn trực tiếp cứu đi, chợt cấp tốc nói muốn lưu lại người, chỉ là, người sau nhưng căn bản để ý tới đều mặc kệ sẽ hắn, mặt không biểu tình đẩy cửa ra đi ra. Tiểu tử, Tiêu gia chúng ta vô ý cùng ngươi là địch. Bách Phu bất đắc dĩ, đường trang tóc dài lão giả thi triển cổ vũ thủ đoạn, truyền âm nhập mật nói. Có thể ngay sau đó, Trần Phi thanh âm lạnh lùng nhưng ở hắn bên tai nổ vang không muốn cùng ta là địch vậy cũng chớ lại phái người xuất hiện ở trước mặt ta, ta chỉ nói một lần cuối cùng, nếu còn có tiếp theo, tự gánh lấy hậu quả. Truyền âm nhập mật. Đường chiều tóc dài lão giả nhất thời sợ ngây người, kỳ khàn khàn trong con ngươi xẹt qua lau một cái rung động tinh mang. Hắn sẽ thủ đoạn này cũng không kỳ quái, bởi vì này chính là cổ vũ nhất lưu cao thủ đặc thù, nhưng Trần Phi cư nhiên cũng sẽ, lẽ nào, hắn cũng đã đi vào nhất lưu cao thủ trình tự. Cái này, điều này sao có thể? Người trẻ tuổi kia cái này mới bao nhiêu tuổi? Ở cổ vũ trong vòng, có thể ở 30 tuổi trước đi vào nhất lưu cao thủ trình tự, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, trăm năm khó có được một gặp, vì vậy hắn há có thể không bằng cái này chấn động. Nhất niệm đến nước này, hắn ngay tức khắc thần sắc nghiêm túc lấy điện thoại ra bấm một cái mã số, tiếp theo chậm rãi nói thủ trưởng, sự tình không quá thuận lợi, vị kia Trần tiên sinh tính tình quá gấp. Phải, vậy thật là đau đầu. Tiểu Nhung quái bệnh liên tuần lão bọn họ đều thúc thủ vô sách, hình như chỉ có tiểu tử này nói có biện pháp. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo bất đắc dĩ thanh âm, già nua rồi lại hùng tráng hữu lực. Ai? Dứt lời, hắn lại bỗng nhiên thở dài một cái. Chậm rãi nói lại nói tiếp việc này cũng đúng là tiểu tứ không đúng, rõ ràng là mời người nhà đến khám bệnh, cũng không khách khí, trái lại ác nói tương hướng, thậm chí đến cuối cùng cũng còn động súng. Muốn nếu đổi lại là ta, hơn phân nửa cũng rất khó nuốt xuống ghê tởm này khí. Hiển nhiên, già nua chủ nhân của thanh âm coi như thông tình đạt lý, biết chuyện này không phải là Trần Phi lỗi, mà là Tiêu Thiên Nhượng làm hơi quá đáng. Rõ ràng là bản thân mời người nhà đến khám bệnh. Cũng không khách khí, trái lại ác nói tương hướng, các loại nghi vấn, thiên hạ nào có như vậy lý nhi. Cũng chính bởi vì vậy, sợ rằng già nua chủ nhân của thanh âm mới cảm thấy khó xử, nếu không, lấy lão nhân ra ông ta thân phận, hà tất làm cho phiền toái như vậy, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, nhất định sẽ có người đem chuyện cho hắn làm được thật xinh đẹp, đâu còn sẽ có hiện tại cái này phiền não. Thủ trưởng, nghe thế, đường trang lão người lúc đầu lời muốn nói bỗng nhiên nuốt trở về. Trầm mặc nửa ngày, mới gặp kỳ chậm rãi nói nếu không việc này chúng ta hay là trước xem một chút đi, xen vào quá sớm, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại, có lẽ vậy, xem ra ngươi nói không sai, nếu không nay trời cũng sẽ không là kết quả này ni. Vậy chờ một chút đi, thanh âm kia thâm thúy nói. Khách, khách nhân. Trần Phi từ lầu hai phòng làm việc đi ra, lãnh đạo bộ dáng nữ thành phần tri thức ngay tức khắc khẩn trương chiêu đãi nói. Trong xe này mặt còn bán hay không? Trần Phi liếc hắn liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói. Bán, đương nhiên bán. Có lẽ là bởi vì Trần Phi lúc này tâm tình có điểm không được tốt, vì vậy cả người khí thế không tự chủ toát ra đến, khiến người nữ kia thành phần tri thức hình như trên lưng cõng một ngọn núi lớn vậy, phảng phất sắp hít thở không thông, nhu thuận quần áo trong kề sát tơ lụa phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Chỉ thấy Kỳ Kính Úy nhìn Trần Phi, rung giọng nói Lục. Lục tiên sinh nói ngài ở tập đoàn chúng ta tiêu phí bất kỳ vật gì, đều có thể miễn đơn. Hắn là hắn, ta là ta, xe kia cần bao nhiêu tiền lập tức cho ta khấu trừ, ta không muốn sẽ ở cái này cùng ngươi lời thừa. Chỉ là Trần Phi lại trực tiếp lạnh lùng cắt đứt hắn, giọng nói kia căn bản không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Vâng, người nữ kia thành phần tri thức sợ rằng chân thực bị tức xu thế áp không chịu được, hoàn toàn không sanh được chút nào dũng khí cự tuyệt, thành thật tiếp nhận chi phiếu. Ngay sau đó nhanh chóng chạy đi cho Trần Phi công việc cấu thành thủ tục đi. Dĩ nhiên, như vậy thoạt nhìn còn là càng chạy chối chết nhiều hết mức một điểm. Bởi vì Trần Phi bây giờ khí thế,
chân thực thật đáng sợ. Khách, khách nhân, đây là người cấu xe biên lai, bảo hiểm, chìa khóa xe chờ. Chỉ chốc lát sau, sở hữu hết thảy thủ tục cũng không phải là tốc làm xong, chỉ là lúc này đây cũng không phải vị kia nữ thành phần chi thức tới nữa, mà là đổi thành tối trước tiếp đãi Trần Phi vị kia nữ tiêu thụ. Chỉ thấy Kỳ rõ ràng cảm giác được Trần Phi trước sau cho người cảm giác quá bất đồng, hắn trước hoạt bát tự nhiên quét một cái sạch bóng, run run, nói đều có chút đại run run. Ngươi, ai quên đi? Trần Phi thấy tình cảnh này lúc đầu muốn giải thích hai câu, nhưng phát hiện việc này căn bản là không có pháp giải thích, đơn giản lắc đầu, xoay người lên xe nổ máy động cơ, ùng ùng xe như đường cái cự thú vậy động, như tên rời cung vậy. Lúc đầu ngày hôm nay thật cao hứng đến mua xe, lại không nghĩ rằng lại đụng với cái kia đúng là âm hồn bất tán Tiêu gia, hơn nữa lần này còn là phái tới một nhất lưu cao thủ đỉnh phong tên, thế nào? Đây ý là đến thị uy. Ha ha, chờ xem, đợi lát nữa một đoạn thời gian chỉ cần ta đột phá đến luyện khí tứ trọng. Đến lúc đó, chính là nhất lưu cao thủ đỉnh nhằm nhò gì. Sân bay đại đạo hướng ngoài thành phương hướng, một chiếc đen kịt như đường cái cự thú chạy băng băng GL400 đang ở gào thét chạy như bay. Có người nói ba bàn sơn rất thích hợp đua xe, hơn nữa hiện tại thời gian lại thật sớm. Trần Phi một bên hai tay vững vàng cầm tay lái, một bên thần sắc buồn bực dù gì nói. Bắc Sơn ngoại ô thành phố ngoại ba bàn sơn núi vây quanh đường cái, là một cái phi thường gập ghềnh, hiểm trở đạo, bởi vì thứ nhất bên chính là sâu không thấy đáy vách núi, một bên kia dựa vào mà xây, đường xe chạy thập phần chật hẹp, cận chứa chấp một chiếc nửa xe đồng hành, vì vậy này núi vây quanh đường thập phần nguy hiểm, hơi lơ là, sẽ xe hư người chết. Và lại này núi vây quanh đường rất nhiều loan đạo biên độ đều rất lớn, người bình thường còn thật không dám ở nơi này tăng tốc độ, vì vậy dần dà, nơi đây cũng liền dần dần bị vây nửa hoang phế trạng thái, người ở xe cộ rất thưa thớt. Lại càng về sau, nơi đây bị quanh mình mấy tòa thành thị nha nội, có tiền công tử chiếm lấy, thành bọn họ dành riêng đua xe thánh địa, thanh danh lan xa. Trần Phi tuy rằng không phải là địa đạo đạo Bắc Sơn người, nhưng dầu gì cũng tại đây Bắc Sơn thị sinh sống 4-5 năm, dĩ nhiên đối với cái này đua xe thánh địa nghe tiếng xa gần, vừa vặn ngày hôm nay chân thực phiền, lại đụng với mua xe mới, vì vậy hắn quyết định thỉnh thoảng thả lỏng dưới, tiêu đem xe. Ô ô! Giống như đường cái cự thú vậy chạy băng băng GL400 bút sông thẳng lên ba bàn sơn núi vây quanh đường cái, phát sinh đinh tai nhức óc motor tiếng nổ. Làm chạy băng băng kỳ dưới tuyệt đối cũng coi là cao cấp sản phẩm cao cấp Việt giã, GL400 cái này khoản xa mã lực thập phần mạnh, tùy tùy tiện tiện cũng đã ảo tới 100 năm đã ngoài, hơn nữa đây là không phải là tối cực hạn chữ số. Nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì điện tử hạn tốc nói, cái này khoản xe tối cao có người nói có thể chạy đến 278, coi như là bởi vì điện tử hạn tốc, tối cao cũng có thể đi đến 230 tả hữu, đủ để vải ra này trong loại kém xe mấy con phố. Trách không được này con của người có tiền đều thích đua xe, cảm giác này. Quả thực làm người ta huyết mạch phun động a. Làm ngẩng đầu biểu hiện hệ thống phía trên chữ số ước tiêu càng cao, chu vi cảnh sắc cũng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại có đinh tai nhức óc tiếng motor nổ vang. Còn có hô hô tiếng gió thổi nổ vang, Trần Phi không kiềm hãm được si mê mắt, cảm thán vậy dù gì nói. Đây là hắn ngoại trừ giáo luyện ngoài xe lần đầu tiên ra đi, đương nhiên cái này đua xe cũng là lần đầu tiên, nếu là đổi thành người thường, không cần cần rực rực đều đã xem như là làm được phi thường tốt, nhưng hắn quái thai này cũng đã tiêu lên 200 thêm, mà còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ung ung. Như hắc sắc cự thú vậy thần tốc gào thét ở hoàn trên sơn đạo, vững vàng lướt qua mỗi một đạo chí mạng phát giáp loan, và lại mỗi lần đều chỉ kém như vậy một chút xíu phảng phất sẽ đụng vào ven đường vòng bảo hộ. Người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là nguy hiểm không gì sánh được, nhưng lại phảng phất đưa thân vào 3D Mỹ quốc điện ảnh tảng lớn vậy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Đến mức một màn này nếu lại bị này bá chiếm ba bàn sơn núi vây quanh đường cái đua xe tiểu thái tử môn nhìn thấy, chỉ sợ mỗi một người đều ra đầu tê dại. Thần sắc kinh khủng, không dám tin tưởng. Dù sao bọn họ mới là chuyên nghiệp, tự nhiên mới rõ ràng hơn loại này tràng cảnh là có kinh khủng bực nào, cỡ nào chấn động nhân tâm. Coi như là trong bọn họ đua xe kỹ thuật người tốt nhất, phỏng chừng vài lần xe thi đấu trong mới có khả năng thành công một lần cực hạn qua cua, đến mức mỗi một lần đều làm được. Đó đã không phải là người, mà là thần. Bởi vì đua xe chi thần Thư Mã Lực cũng không quá quan tâm có thể làm được. Hô! Thoải mái hơn, về nhà.
may mắn là ở sớm, này đua xe tiểu thái tử môn phỏng chừng đều còn đang ngủ, tự nhiên cũng không có ai có thể đủ may mắn nhìn thấy cái này lịch sử tính một màn. Trần Phi bên ngoài người xem ra có thể nói kỳ tích cực kỳ trong thời gian ngắn, hoàn thành một lần ba bàn sơn núi vây quanh đường bay nhanh sau, sướng thoải mái phun ra một ngụm hờn dỗi, yêu tai du tai, hăng hái bừng bừng mở ra mình mới tọa giá phản hồi thị khu. Không nói khác, cái này chạy băng băng GL400 đơn giản là trong lòng hắn hoàn mỹ xe hình. Nam nhân nha, cũng chỉ có mở ra loại xe này mới có vẻ có cái loại này khí độ, bá khí. Mấy ngày sau, Bắc Sơn thị trung tâm thành phố y viện viện trưởng phòng làm việc, khói mù lượn lờ. Chỉ thấy Chu viện trưởng chính là cau mày đứng trước cửa sổ, hai ngón tay mang theo điếu thuốc thơm, một ngụm đón một ngụm quất. Bình thường hắn đều rất ít hút hiên, bởi vì hắn mình chính là một gã bác sĩ, tự nhiên minh bạch hút thuốc đối với thân thể không tốt, chỉ là ở gặp phải chân thực trắc trở, hoặc khó có thể lựa chọn chuyện thời gian, mới có thể theo thói quen quất mấy cây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắc Sơn thị làm hoa hạ trên đất Tây Nam khu một viên sáng sủa Minh Châu, kỳ trung tâm thành phố y viện tự nhiên đã ở tỉnh Giang Nam chữa bệnh trong hệ thống trong giữ lấy tương đối địa vị trọng yếu. Hơn nữa hắn vận khí cũng quả thật không tệ, có trong ngoài nước nổi tiếng tâm huyết quản chuyên gia Lưu Trường Sinh, trung y danh thủ quốc gia từ Trấn Hưng hai vị bác sĩ tọa trấn, lúc này mới có thể đủ lực áp trung y phụ thuộc viện một đầu, làm sinh động, phong sinh thủy khởi. Và lại cộng thêm hôm nay, lại có một vị liên Lưu Trường Sinh, từ Trấn Hưng nhị vị bàn tay to đều mặc cảm trần bác sĩ gia nhập liên minh tọa trấn, tự nhiên làm hắn hưng phấn không thôi. Dù sao hắn hôm nay cũng liền mới hơn 50 tuổi mà thôi, nếu là có thể ở ba giáp y viện viện trưởng vị trí này trên làm tốt, trên lý thuyết tựa hồ còn có thể tiến hơn một bước, điều này làm cho là hắn tha thiết ước mơ chuyện tình. Người này một khi ở đan vào lẫn lộn quan đồ trong trộn đáp cái mấy năm, lại có người nào phải không muốn đi trên bò. Hắn Chu viện trưởng tuy rằng đã làm xong rồi tuyệt đại đa số công việc y liệu người, đời này có thể nhìn thấy đỉnh, nhưng nếu là mặt trên còn có đường, hắn tự nhiên cũng còn là muốn kế tiếp kéo lên. Đây là mỗi người cũng sẽ có tâm tính, thập phần bình thường. Vì vậy hắn hôm nay chính là nhiệt tình 10 phần thời gian, chuẩn bị lợi dụng Trần Phi cái này cây đại to chân, nếu có thể làm ra vài món cây Ethiota sợ trong nước ngoại y học kỳ tích nói, nghĩ đến tất nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình. Chỉ là, trong lòng hắn các loại ước mơ cùng huyễn tưởng đều lúc trước nhận được một cú điện thoại sau, trong nháy mắt tan vỡ, hơn nữa lâm vào chật vật lựa chọn trong. Rất hiển nhiên, có thể làm cho hắn vị này địa cấp thành phố ba giáp bệnh viện viện trưởng, đều nghĩ cước thủ vô bỉ điện thoại, kỳ lai lịch tuyệt đối không giống bình thường, rất khả năng đến từ cái gì thiên đại nhân vật, nếu hắn không là không có khả năng như vậy quấn quýt. Tiểu Trần, Lưu thầy thuốc cùng từ bác sĩ Ni, hút thuốc trầm mặc hồi lâu. Chu viện trưởng bỗng nhiên hướng một bên thận trọng trợ lý hỏi. Lưu thầy thuốc cùng từ bác sĩ. Nga, viện trưởng, Lưu thầy thuốc đi Bắc Mỹ bên kia tham gia y học nghiên cứu và thảo luận sẽ đi, đến mức từ bác sĩ, mấy ngày nay nhân cần đang nghỉ phép. Trợ lý nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc cấp tốc nói. Bắc Mỹ bên kia hầu như hàng năm đều có tất cả lớn nhỏ các loại bác sĩ nghiên cứu và thảo luận sẽ. Làm từng lấy được Bắc Mỹ thập đại tâm huyết quản vinh dự chuyên gia danh hiệu Lưu Trường Sinh, tự nhiên sẽ bị liệt vào là thủ một nhóm, thường thường đã bị loại này mời, cũng sẽ bình thường đi qua nhìn một chút. Mà từ bác sĩ bởi vì niên kỷ dần dần lớn, vì vậy ngày nghỉ cũng biến thành so với dĩ vãng rõ ràng nhiều hơn, hôm nay lại đang nghỉ phép. Nga, Trần bác sĩ Ni, Chu viện trưởng nghe vậy gật đầu, lại hỏi. Trần bác sĩ, người nào Trần bác sĩ? Trợ lý không phản ứng kịp Chu viện trưởng hỏi là ai, có chút sững sờ nói. Chính là tâm huyết quản phòng vị kia mới tới Trần Phi, Trần bác sĩ. Chu viện trưởng không thích nói rằng, làm viện trưởng trợ lý, thậm chí ngay cả bên trong bệnh viện trọng yếu thầy thuốc tên đều không nhớ được, nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã coi như là có chút thất trách. Nga, là vị kia Trần bác sĩ A, ngày hôm nay đến phiên hắn trực ban, hắn hiện tại chắc là ở phòng mạch bên trong. Trợ lý mới chợt hiểu ra, vẻ mặt khẩn trương nói. Đi giúp ta đem Trần bác sĩ kêu đến. Chu viện trưởng nghe vậy mặt không thay đổi mở miệng nói, như là đã làm ra nào đó lựa chọn. Vâng, viện trưởng, xin chờ một chút. Trợ lý nghe vậy ngay tức khắc tiểu bào chạy ra phòng làm việc của viện trưởng, cũng liền chỉ qua gần 10 phút, phòng làm việc của viện trưởng khép hờ cửa bị đập vang lên. Tiến đến.
Chu viện trưởng chính nắm báo chí tay vì run một cái, sau đó hung hăng cắn răng, thu hồi biểu tình nghiêm túc nói. Viện trưởng, nghe nói ngươi tìm ta. Trần Phi đi tới nghi ngờ hỏi. Hai ngày này vừa vặn đến phiên hắn trực ban, mặc dù mặc cho nhưng mà để ý hắn người bệnh rất ít, nhưng vẫn là so với trước hơi khá hơn một chút, vì vậy hắn hiện tại cũng có chuyện làm, bị gọi trước khi tới đang ở làm một vị người bệnh xem bệnh. Là Trần bác sĩ tới a, đến, ngồi, ngồi. Chu viện trưởng nghe vậy thần sắc khẽ động, không hiểu khác thường thoạt nhìn thập phần nhiệt tình, khiến Trần Phi nguyên bản nghi ngờ trong tròng mắt mịt mờ xẹt qua một tia tinh mang. Hắn đương nhiên rất rõ ràng cái này Chu viện trưởng bình thường nhật lý vạn cơ, nào có thời gian dỗi cùng hắn loại này lính tôm tướng cua, hơn nữa còn là không hợp nhãn tên nói nhảm nhiều. Mà giờ khắc này lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu trở nên nhiệt tình như vậy, hiển nhiên đây cũng là vừa ra vô sự xung xoe, không gian tức đạo. Chẳng lẽ lại là Tiêu gia làm? Mẹ, thực sự là âm hồn không tiêu tan. Trần bác sĩ a, là như vậy. Trên tay ta hiện tại có một vị thân phận không nhất thiết bệnh nhân, hơn nữa tình huống của hắn có chút đặc thù, có người nói rất nhiều chuyên gia, y học Trung Quốc thánh thủ đều bất lực, vì vậy, nếu không ngươi. Đúng lúc này, Chu viện trưởng lại nói. Nga, thân phận không nhất thiết bệnh nhân, là Tiêu Thiên Nhượng đi. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại cư nhiên trực tiếp đem lời Thiêu Minh, khiến Chu viện trưởng giữa hai lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, không sai, Trần bác sĩ ngươi xem. Đối phương dù sao cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam thủ phủ, thân phận không giống bình thường. Chu viện trưởng hành động theo thuyết phục người nhân vật nỗ lực nói, lại bị Trần Phi bình thản phất tay cắt đứt. Chu viện trưởng thực sự là quá đề cao ta. Người Tiêu gia như vậy quý giá, ta cũng không dám cho bọn hắn xem bệnh, vì vậy chuyện này khiến viện trưởng ngươi thất vọng rồi. Trần Phi bình tĩnh thản nhiên nói. Trần bác sĩ, người đây chính là để ta có một ít khó xử. Làm một danh ta viện bác sĩ. Cứ nhiên đem bệnh nhân trận ngoài cửa, đây cũng không phải là một vị phó chủ nhiệm bác sĩ phải có được thái độ. Ngươi hiểu ý của ta không? Thế mà đối phương nghe vậy lại trực tiếp nổi giận lên, trong lời nói có hàm ý nói uy hát yêu ta nói. Hiển nhiên, đi ngang qua nội tâm kịch liệt đấu tranh lựa chọn sau, hắn lúc này đã hoàn toàn khuynh hướng tỉnh Giang Nam thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng bên kia, mục đích chính là vì nhượng Trần Phi đi vào khuôn khổ, cúi đầu. Nga! Xem ra Chu viện trưởng ngươi là đang uy hát yêu ta ta. Vậy được rồi, dù thế nào ta ở bệnh viện này đi làm cũng rất thanh nhàn, cầm nhiều như vậy tiền lương cũng thụ có thẹn, đã như vậy, ta còn là từ chức đi. Thanh niên nhân nha, vốn chính là tính tình nóng nảy, nói tán tựu tán tính tình. Chu viện trưởng sắc mặt âm ngoan như nước, xấu xí cùng một khối than đen tựa như. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế chăng cho hắn mặt mũi, cũng liền thoáng thoại lý hữu thoại. Uy hát yêu ta ép buộc một chút cư nhiên sẽ từ chức, đây quả thực là quá không hơn nói. Phải biết rằng, chuyện này thế nhưng đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tự mình gọi điện thoại cho hắn đến, chuyện phân phó, nếu là làm cho đập há có thể đi. Trần bác sĩ ta khuyên người nghĩ rõ ràng, nếu ngày hôm nay ngươi thật đạp ra cái cửa này, từ nay về sau, ta trung tâm thành phố y viện có thể cũng sẽ không ở hoan nghênh ngươi. Đến lúc đó, không có ta viện khối này biển chữ vàng. Ta xem ngươi một người trẻ tuổi có thể có cái gì tiền đồ. Hanh, lời như vậy đã coi như là hoàn toàn xé rách ra mặt, Chu viện trưởng mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, ý đồ dùng loại này uy hát yêu ta đến khiến cho Trần Phi cúi đầu đi vào khuôn khổ, bầu không khí tương đương ngưng trọng. Ha ha, phải, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ đi. Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là trào phúng vậy bỏ xuống loại này cười nhạt ngôn ngữ, không chút do dự đạp ra phòng làm việc của viện trưởng đại môn. Lưu lại Chu viện trưởng ở bên trong phòng làm việc sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Oanh! Cút cho ta, lăn! Chỉ thấy Kỳ trong tay nguyên bản nắm có chén trà, bị hắn hung hăng ném nện ở trên tường bọt nước văng khắp nơi, tứ phân ngũ liệt, còn có hắn tiếng gầm gừ tức giận đang vang vọng. Hắn thấy, có thể may mắn vì tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất công tử xem bệnh, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thiên đại vận may, đứng xếp hàng muốn phản giờ quan hệ đều không có môn lộ. Vì vậy nhượng hắn nhận được đối phương điện thoại thời gian, tự nhiên đương nhiên cho rằng đây là không chung cho hắn thêm rơi hãm bính, hắn nhất định có thể làm đẹp, Trần Phi cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn cũng cùng trước cái kia Từ Dũng vậy làm cho đập, còn liên đới y viện tổn thất một vị không kém gì Lưu Trường Sơn, Từ Trấn Hưng thần y, điều này làm cho nội tâm hắn kỳ thực đã bắt đầu có chút bối rối lên. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng,
làm Lưu Trường Sơn bác sĩ từ Bắc Mỹ tham gia y học nghiên cứu và thảo luận sẽ trở về, từ Trấn Hưng bác sĩ nghỉ ngơi kết thúc lại tới trực ban thời gian, biết được tin tức Trần Phi cư nhiên bị hắn bức cho đi, sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ chọc cho ra dạng gì sự cố. Nghĩ đến đây, Chu viện trưởng đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Mẹ, cái này đúng là âm hồn bất tán Tiêu gia. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi sau khi đi ra, Trần Phi trước vì cuối cùng một vị bệnh nhân nhìn xong bệnh, sau đó trực tiếp dứt khoát lược trọng trách đi, trên mặt cũng còn là vẻ mặt xui hình dạng, tâm tình buồn bực rất. Vị Miễn cũng quá ngây thơ rồi đi. Thật đã cho ta Trần Phi cứ như vậy tốt phái, một câu nhận sai cũng không có. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Phi khí này sinh theo đột nhiên muốn cười, hắn đến muốn nhìn đối phương một cái còn có thủ đoạn gì nữa. Sẽ không đều là những, này nhà trẻ tiểu bằng hữu đùa sơ cấp xiếc, nếu thật sự là như thế, kia cái gọi đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ, tự thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đô đô, đúng lúc này, điện thoại của hắn chợt vang lên, lại là Sở Diễm. Nói nhiều, hắn gọi điện thoại cho ta làm gì, không biết là chuẩn bị tới tìm ta phiền phức đi. Trần Phi móc điện thoại di động ra nhìn điện báo biểu hiện, vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Hắn quả thực không nghĩ tới lời kia lao tiếp viên hàng không cư nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn không phải là rất đáng ghét bản thân sao? Đây là chuyện gì, không biết là đột nhiên rồi tính đi. Này, nói nhiều, gọi điện thoại cho ta làm gì? Thanh minh trước có phiền phức tự mình giải quyết, bản đại soái ca năng lực hữu hạn, giúp không được gì. Trần Phi chuyển được điện thoại nghiêm trang nói. Nha, bổn đại tiểu thư tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Người hỗn đản này lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, nha, 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 tức chết ta. Người hỗn đản này, là không phải là không muốn sống. Bên đầu điện thoại kia Sở Diễm vừa nghe Trần Phi giọng điệu này, ngay tức khắc không có gì bất ngờ xảy ra tạc mau, dắt tiếng nói thẳng dơ chân nói, tức giận đến không được. Này, này, nói nhiều chú ý một chút hình tượng, tốt xấu ngươi cũng là vị tiếp viên hàng không đi, lớn lên cũng không sai, chính là thoáng có điểm đầy đủ. Ngạch, khụ khụ, dù thế nào thích ngươi người cũng không ít đi, nếu để cho bọn họ biết ngươi lại là người nói nhiều, nhưng lại tính tình như thế thối, cẩn thận không ai thèm lấy a. Trần Phi che miệng cợt nhả nói. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Đầy đủ, ngươi cư nhiên lại dám nói bổn đại tiểu thư béo, nha, muốn chết a ngươi, không được, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta nhất định phải để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Họ Trần hỗn đản, ngươi chờ cho ta, hanh. Microphone bên kia Sở Diễm không sai biệt lắm đã giận điên lên, tóc bị bản thân bắt giống như cá điểu ổ, tựa như một đôi thon dài ở trên ghế salon không an phận nơi đạp loạn. Hắn không biết tại sao mình mỗi lần đều khi dễ không thắng tên hỗn đản nào, ngược lại là bị hắn khi dễ không muốn không muốn, lần đầu tiên là ở trên xe taxi, lần thứ hai là ở trên phi cơ. Khụ khụ, không phải là, ý của ta là, ai, không đúng, nha. Hỗn đản. Ai. Ta nói chuyện lao, người đến cùng tìm ta có chuyện gì à? Có đúng hay không lần trước ta cho ngươi lái thuốc không có tác dụng, sẽ không à, trải qua bản đại sư tay tự mình viết ra phương thuốc, tại sao có thể là sai ni? Ngay Sở Diễm còn là xanh muộn khí, mặt cổ thành bánh bao nhỏ thời gian, bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại truyền tới thảo nhân ghét thanh âm. Phương thuốc. Sở Diễm nghe vậy sắc mặt ửng đỏ một chút, sau đó thanh âm trở nên yếu đi mấy phần nói cái kia, cái kia. Ta cái kia bệnh tựa hồ đã tốt rồi. Tuy rằng hắn tính tình có chút tùy tiện, nhưng dù sao vẫn là cái tiểu nữ sinh, còn chưa tới tùy tùy tiện tiện cùng một người nam nhân tùy ý thảo luận cái loại này bệnh trình độ. Vì vậy Trần Phi cũng là khó có được nghe được nói nhiều nữ nhân một thanh, cả người một cái giật mình, mạc danh kỳ diệu bỗng nhiên trở nên có chút chột dạ lên. Tốt rồi là được, quả nhiên không hổ là bản đại sư xuất thủ, từ trước đến nay đều là thuốc đến bệnh trừ, ha ha ha. Trần Phi cười cười, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cắt, đoán chừng là ngươi không biết từ đâu thuận tới phương thuốc chỉ biết suy nghiêu, không sợ xấu hổ. Sở Diễm tựa hồ không thấy được Trần Phi đắc ý, ngay tức khắc đảo bạch nhãn nói. Này, nói nhiều ngươi chớ nói lung tung a, vậy làm sao là được là ta thuận tới. Lại nói lung tung ta cáo ngươi phỉ báng a. Trần Phi vừa nghe lời này đương nhiên không làm, đại hống đại khiếu không phục. Hanh! Lười với người hỗn đản này nhiều lời lời thừa. Người buổi tối có thời gian không có. Sở Diễm hừ hừ nói. Buổi tối, làm gì? Chẳng lẽ người muốn mời ta ăn?
Trần Phi nghe vậy thuận lợi nói. À, làm sao ngươi biết, bên đầu điện thoại kia Sở Diễm trợn tròn mắt, không đi được Trần Phi cư nhiên biết mình mời hắn ăn cơm, điều đó không có khả năng a. Ta làm sao biết, bản đại sư thần cơ diệu toán, trên thông thiên văn dưới thông địa lý, vũ trụ hằng vũ. Khụ khụ, đương nhiên là bản đại sư bấm ngón tay thuận miệng đoán. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là nghiêm trang nói, sau đó chân thực biên không nổi nữa, hừ hừ nói. Hô, nguyên lai là đoán, ta còn tưởng rằng ngươi cái này thần côn thật lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả ta mời ăn cơm đều biết. Sở Diễm như là thở phào nhẹ nhõm vậy vỗ vỗ bản thân cao ngất ngực, đón đính trực thân thể ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, ngứa răng nói họ Trần thối hỗn đản, nói cho ngươi biết, đêm nay thế nhưng bổn đại tiểu thư sinh nhật. Nhớ kỹ hiện tại ngay tức khắc cho ta đi chuẩn bị nhất kiện dáng dấp giống như lễ vật, nếu bổn đại tiểu thư không hài lòng, ha ha, ngươi nên biết hậu quả sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. Đừng kích động, trước đừng kích động, nguyên lai hôm nay là sinh nhật ngươi a. Ngươi bây giờ mới nói cho ta biết muốn ta đi nơi nào cho ngươi tìm cái dáng dấp giống như quà sinh nhật. Trần Phi nghe vậy mới biết được ngày hôm nay lại là đối phương sinh nhật, chợt vuốt cằm bất mãn nói. Nhìn một cái thời gian, cái này cũng đã gần buổi trưa, nói cách khác hắn còn chỉ còn lại có một cái dưới buổi trưa đến chuẩn bị, cái này đủ sao? Đó là ngươi chuyện, dù thế nào đêm nay bổn đại tiểu thư muốn gặp được lễ vật của ngươi, nếu không, hừ hừ, hai chúng ta nợ mới nợ cũ một khối coi là. Cứ như vậy quyết định, nhớ kỹ buổi tối gọi điện thoại cho ta tới đón ta. Sở Diễm đầu kia ba một tiếng cúp điện thoại, để lại vẻ mặt quái dị Trần Phi. Buổi tối còn muốn ta tới đón ngươi, làm. Ha ha, hắc, Trần Phi sắc mặt xoắn suýt lẩm bẩm. Tuy nói hắn và lời này lao chăm chú tính được, cũng liền chỉ gặp qua hai lần, nhưng bọn họ sự quan hệ giữa hai người khách quan mà nói hẳn là coi là không tệ, nếu không, đối phương cũng sẽ không mời hắn tham gia lễ sinh nhật. Đến mức cái này quà sinh nhật, tuy nói hắn là từ trong lòng lười phiền phức, lao lực, nhưng dù sao cũng là tiểu nói nhiều quá sinh, còn riêng gọi điện thoại tới mời bản thân, vì vậy, dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Có thể nghĩ vậy, Trần Phi lại nhất thời vẻ mặt khổ ép lên. Bởi vì cùng đông đảo nam nhân vậy, đối với cho nữ sinh đưa nhật lễ vật loại sự tình này, cấp bậc của hắn sợ rằng liên nhà trẻ tốt nghiệp đều còn không có đi đến, vì vậy, xoắn suýt không được a, đưa cái gì tốt ni. Được rồi, không phải là có vật kia sao? Nhưng ngay khi một lát sau, Trần Phi chợt trước mắt sáng ngời, từ y phục trong bao móc ra một quả nhiều nếp nhăn, viết đầy kỳ dị chữ như gà bới giấy vàng. Đây chính là hắn đang đột phá đến rồi luyện khí tam trọng sau, tự mình miêu tả thành công chương 1, đạo phù ngưng khí phù. Cái gọi là đạo phù, chính là trong truyền thuyết phi thiên độn địa người tu hành đoạt thiên địa tạo hóa thần uy, đem ngưng tụ ở tiểu tiểu một chương chịu tải vật tiên thuật. Trong thần thoại có một chương đạo phù trận phong thiên địa, cũng có cổ yêu ma tàn sát bừa bãi thiên địa, một chương đạo phù phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lực thay trời hành đạo, chu diệt hung ác, chân áp tà ma. Đến mức Trần Phi trong tay ngưng khí phù mặc dù không có khoa trương như vậy công hiệu, nhưng đối với một người bình thường mà nói cũng không khác là thần vật, bởi vì kỳ có thể kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan, cường hóa ngũ giác. Đồ có thật nhiều tổng hợp lại tính năng lực. Nếu là có thân thể hư nhược lão nhân quanh năm mệt tháng đem mang ở trên người, không nói sống lâu trăm tuổi. Ít nhất, 8-9-10 đó là dễ dàng, hơn nữa thân thể cốt hơn phân nửa sẽ thân thể cường tráng, ít tai ít bệnh. Nói nhiều a, ngày hôm nay thực sự là tiện nghi ngươi. Cũng không biết ngươi đến cùng biết không nhìn được hàng a. Trần Phi đem đạo bùa kia cầm trong tay nhéo nhéo, chợt lắc đầu mỉm cười một chút, sau đó hướng phía y viện bãi đỗ xe đi đến. Chỉ chốc lát sau, một chiếc khổng lồ chạy băng băng GL400 giường như đường cái cự thú vậy gào thét chạy ra khỏi y viện bãi đỗ xe. Buổi chiều đại khái 5 giờ, Trần Phi tự lái hắn chiếc Mercedes GL400 đi tới Sở Diễm ở tiểu khu. Ở bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong sau, Trần Phi một bên chậm rãi hướng cửa tiểu khu đi một bên móc điện thoại ra đánh ra đi này, nói nhiều động tác nhanh lên một chút, đừng ma ma thẳng thẳng, ta cũng đã gần phải đến các ngươi cửa tiểu khu. Thúc giục thúc giục thúc giục, chỉ biết thúc giục, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Lập tức tự xuống, ngươi cho ta ở cửa tiểu khu chờ. Bên đầu điện thoại kia Sở Diễm bất đắc dĩ hừ hừ nói. Giảng đạo lý. Hắn Sở đại tiểu thư như vậy một cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở siêu cấp lớn mỹ nữ, cho ngươi ở dưới lầu thoáng chờ cái mấy phút, lại còn sẽ thúc giục người a, nha,
thực sự là, tên khốn kia đến tột cùng có phải là nam nhân hay không a? Tuy rằng trong lòng như thế oán trách, bất quá phỏng chừng liên chính cô ta đều không nghĩ tới, bản thân đang lấy viễn siêu bình thường ma ma thẳng thẳng tốc độ, rất nhanh thu thập chỉnh lý xong tất cả, sau đó lại mỹ mỹ vẽ một cái đồ trang sức trang nhã, theo tay cầm lên ném ở trên ghế salon màu hồng tiểu bao, sôi nổi tựu đi xuống lầu. Khoảng chừng đợi 20 phút, Trần Phi rốt cục vẻ mặt vất vả chờ đến thong dong tới chậm Sở đại tiểu thư, vẻ mặt đều là oán niệm. Này, nói nhiều, người đừng nói cho ta đây là người cái gọi lập tức. Ta đều ở phía dưới này đợi chừng có 20 phút, này xem ta giống như ngốc bị tựa như cẩu nam nữ, đã tiến tiến xuất xuất không biết bao nhiêu đội. Giảng đạo lý, trời đất chứng giám, chờ nữ sinh thu thập sửa sang lại hóa cái trang, 20 phút thực sự đã thật rất ít, thế nhưng, Trần Phi lại vẫn là không nhịn được cầu nhau, vẻ mặt khó chịu. Cẩu nam nữ, phốc suy. Sở Diễm bị Trần Phi cái này ngạc nhiên cổ quái nói nghe sửng sốt một chút, một lúc lâu mới phản ứng được Trần Phi đến tột cùng nói cái gì, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, mắt trợn trắng nói ta nói người chó này miệng thật thổ không ra răng ngà, nhân ra 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 vào vào, đều là nhà mình tiểu khu, lần lượt ngươi chuyện gì. Dù thế nào ta chính là khó chịu, này ngốc bi xem ánh mắt của ta nhường ta nghĩ tôn nghiêm bị vũ nhục. Trần Phi nghe vậy nghiêm trang hừ hừ nói. Mặc kệ ngươi. Quà sinh nhật, mang đến không có. Sở Diễm liếc hắn một cái, trực tiếp vươn một trắng nõn ngọc thủ mở ra tay nói. Lễ vật, nói nhiều, ta nói với ngươi, ta thế nhưng đem mình bây giờ tốt nhất bảo bối cho ngươi, đến, nhìn, đương đương đương, đây là bản đại sư thân thủ chế luyện đạo phù, tuyệt đối có thể su cắt tỷ hung, không tai không khó khăn, kéo dài tuổi thọ, mỹ dung nuôi. Trần Phi nghe vậy, ngay tức khắc dương dương đắc ý đưa hắn đã đóng gói tốt bảo bối đem ra. Như là đầu đường thần côn vậy mèo khen mèo dài đuôi nói. Nói, đạo phù. Mà Sở Diễm nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người, xinh đẹp cầm thiếu chút nữa không kinh rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt đẹp rõ ràng tối sầm lại. Hắn những, này vào Nam ra Bắc tự nhận là cũng là gặp qua một ít quen mặt, nhưng này chiếu chiếu ba ba cái gọi chữ như gà bới đạo phù, lẽ nào hỗn đản này thật đúng là cái thần côn phải không? Nhất niệm đến nước này, Sở Diễm cũng là đầy đầu hắc tuyến. Nắm dài khoản thúc yêu ni áo khoác ngoài áo tay nhìn không được nắm thật chặt, đoạt lấy Trần Phi trong tay bảo bối, mắt trợn trắng nói họ Trần đại hỗn đản, người đêm nay tuyệt đối chết chắc rồi. Bổn đại tiểu thư sinh nhật ngươi tự cho ta đưa cái đồ chơi này đến, ta. Nha, thực sự là tức chết ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở đại tiểu thư lúc này đây lại tạc mau, chỉ là nhưng vẫn là đem bảo bối trịnh trọng bỏ vào y phục trong bao. Sau đó hướng về phía Trần Phi hừ hừ nói đại hỗn đản, chúng ta bây giờ cái này vân vân chờ đã, ta còn có hai cái bằng hữu cũng cùng ta ở một cái tiểu khu. Ta vừa rồi xuống thời gian nói cho bọn họ, hẳn là lập tức là có thể xuống tới. A, à, còn muốn chờ a? À? Ngạch, vậy được rồi, chờ sẽ chờ đi, Sở đại tiểu thư ngươi ngày hôm nay định đoạt. Trần Phi lúc đầu phản xạ có điều kiện muôn ôm oán hai câu. Nhưng ngay khi hắn cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng chu chân thực trên người của hắn sau, hắn ngay tức khắc cả người một cái giật mình, thay một cái khác biểu tình lấy lòng nói. Hanh! Sở Diễm nghe vậy ngay tức khắc hưng phấn ngửa đầu hừ một tiếng, vẫy đi qua một cái coi như ngươi thức thời biểu tình, sau đó nghiêm túc nói lúc đầu ta hôm nay là không muốn lãng phí tiền quá cái gì sinh nhật, có thể không chịu nổi đồng sự những tên kia lão ồn ào, cũng chỉ tốt đại xuất huyết. Bất quá đợi lát nữa phải có mấy vị cái gọi là xã sẽ nhân sĩ thành công muốn tới, ta nói đại hỗn đản, người không có áp lực đi. Nói xong, hắn còn không kiềm hãm được rõ ràng hợp lý liếc Trần Phi liếc mắt, sợ đối phương bởi vì mình lúc này mới nói cho hắn biết mà tức giận, có chút chột dạ. Có áp lực, ta có thể có cái gì áp lực, tuy nói ta đây vừa mới vừa thất nghiệp, nhưng loại này tiểu tràng diện còn là chút lòng thành kéo. Trần Phi nghe vậy nói hoàn toàn không thèm để ý. Tràn đầy tự tin nói. Phải biết rằng, hiện tại liên đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ đều một ngày cùng ngửi được thịt con ruồi tựa như, suốt ngày đúng là âm hồn bất tán ở bên cạnh hắn nơi chui loạn, đến mức cái khác này tiểu nhân vật, còn có tư cách gì nhượng hắn không coi vào đâu. Vì vậy chút lòng thành kéo, căn bản không cần lưu ý. Ngươi thất nghiệp, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là tại nơi y viện trên rất tốt sao, ai, quên đi. Đợi phỏng chừng của bạn học ta bằng hữu cũng tới vô giúp vui, đều là này cái gọi xã hội kiệt xuất tinh anh, ghê gớm bổn đại tiểu thư đợi không nể mặt giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, bầy bọn họ tìm phân công tác cũng còn là không khó.
Sở Diễm nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó trấn an nói. Đi nữa, ngươi có thể nghìn vạn đừng làm như vậy. Trần Phi nghe vậy trong lòng không khỏi tuôn ra một tình cảm ấm áp, đưa tay ở đối phương rối bời tóc xoa xoa, cười to nói xin nhờ, ta Trần Phi là ai? Còn cần nhượng những người đó giới thiệu cho ta công tác. Rồi, rồi, không có việc gì, là tự ta chủ động từ chức, có những tính toán khác. Là ngươi ở nghĩ chủ động từ chức, nga, quên đi đi. Sở Diễm bỗng nhiên thanh âm trở nên yếu đi mấy phần, mặt cười ửng đỏ nghiêng mặt cúi đầu xuống. Cái này đại hỗn đản làm gì a? Lại dám sờ bổn đại tiểu thư đầu, hanh, thực sự là. Tiểu Diễm, bên này bên này. Đúng lúc này, từ đàng xa truyền đến một tiếng la lên, sáng ngời màu đen chạy băng băng e dãy xe có rèm che lái tới, dừng ở bên cạnh bọn hắn. Chỉ thấy xe Mercedes chỗ tài xế ngồi trên chính là một vị tuổi chừng có hơn 30 trung niên nam tử, ăn mặc một thân tiêu sái tây trang, đánh cà vạt, trên tay mang mắt sáng tay biểu. Tuy rằng không biết bảng hiệu, nhưng rõ ràng không là tiện nghi gì mặt hàng, phỏng chừng tương đương đáng giá, có vài phần thành công nam sĩ độc hữu mị lực. Mà ngồi ở chỗ kế bên tài xế người, chính là trước nói la lên Sở Diễm nữ sĩ, thoạt nhìn chính là chừng 20 tuổi phương hoa chính tốt, vóc người cao gầy, trang phục mới, mặc dù không có Sở Diễm làm cho cảm giác như vậy kinh diễm, đẹp, nhưng để xuống đang bình thường nhân trung tuyệt đối cũng là 7-8 lớn hết sức mỹ nữ. Xe dừng lại một cái. Hắn liền muốn xuống xe cửa sổ hướng về phía Sở Diễm hô Tiểu Diễm trên. Chỉ nói là đến phân nửa hắn chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì này thời gian hắn mới chú ý tới Sở Diễm bên cạnh đứng một người, chợt nghi ngờ hỏi Tiểu Diễm, vị này chính là Yên tỷ, cái này đương nhiên là bằng hữu của ta nữa. Đại hỗn đản ngươi còn lo lắng làm gì, còn không đuổi nhanh lên xe. Sở Diễm một tay cầm tay bao hi hi ha ha nói rằng, cứ nhiên thuận lợi lôi kéo Trần Phi ngồi trên xe Mercedes. Tiểu Diễm ngươi, còn không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Được xưng là Yên tỷ nữ sĩ nhìn thấy một màn này, nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời, một bên tò mò đánh giá Trần Phi, một bên cười hì hì hỏi. Làm Sở Diễm đại tiểu thư đồng sự kiêm tốt khuê mật, hắn đương nhiên rất rõ ràng chính hắn một khuê mật nhãn giới là cao bao nhiêu, không biết bao nhiêu địa vị phi phàm nha nội, phú gia công tử đều ở đây hắn nơi ấy sát vũ mà về. Khuôn mặt tươi cười đều không chiếm được, nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên sẽ chủ động đưa tay kéo một người nam nhân lên xe, đây quả thực là kính bạo tin tức a. Tốt rồi, để ta giới thiệu một chút. Đây là Trần Phi, các ngươi gọi hắn Tiểu Phi được rồi, vị này chính là đồng nghiệp của ta kiêm siêu cấp tốt khuê mật Trịnh Yên, còn có, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên là bạn trai của hắn, Qua Thu Ninh Qua Tổng. Sở Diễm tùy tiện giới thiệu. Qua Tổng, Trịnh Tiểu Thư các ngươi tốt. Ta là Trần Phi. Trần Phi nghe vậy trắng Sở Diễm liếc mắt, cái gì Tiểu Phi đều tới, ngay sau đó vừa cười chào hỏi. Trần Phi, không nghĩ tới tên này khí phổ phổ thông thông, người người lại lợi hại như vậy. Người có biết hay không nhà của chúng ta Sở Diễm thế nhưng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử xa lạ một chỗ, còn là thành thật khai báo đi, các ngươi quan hệ thế nào. Khi nào thì bắt đầu, Trịnh Yên lúc này đã mở ra hiếu kỳ bảo bảo hình thức. Một đôi mắt thủy uông uông hiếu kỳ nói. Lời này nghe mặc dù là đùa giỡn, thế nhưng Trần Phi chân mày lại không tự chủ được hơi nhíu một chút, bởi vì hắn đi qua kính chiếu hậu chính là nhìn thấy đối phương lúc nói chuyện, trong mắt mịt mờ lóe lên một tia khinh miệt. Hiển nhiên, cô gái này tựa hồ có chút coi thường hắn a. Đương nhiên sự thực cũng là như vậy, Trịnh Yên có lẽ là bởi vì nhìn thấy Trần Phi trên người một thân hàng vỉa hè hàng, cộng lại phỏng chừng cũng không vượt lên trước mấy trăm đồng tiền. Quá giá hạ, hơn nữa còn là ngày hôm nay loại này trọng yếu trường hợp, trong lòng liền sinh mấy phần khinh miệt. Ai nha, Trịnh Yên ngươi mù nói cái gì đó. Vừa nghe thấy bản thân khuê mật nói như vậy miệng không che lấp, Sở Diễm không khỏi tức giận đưa tay khắp hắn một chút, sau đó rồi hướng chỗ tài xế ngồi trên Qua Tổng nói Qua Tổng ngươi thế nào đứng ở cái này bất động. Nguyên lai từ vừa rồi bọn họ lên xe bắt đầu sau, cái này chạy băng băng e dãy xe sẽ không có động tới. Vì vậy cũng khó tránh khỏi hắn nghĩ có chút kỳ quái. Ngạch, cái này, Sở Tiểu Thư, buổi trưa Trương chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta lúc, ta không cẩn thận nói lỡ miệng ngươi ngày hôm nay sinh nhật chuyện tình. Hắn nghe nói sau, lúc đầu ở bên ngoài họp, lập tức cố ý chạy về, mới vừa rồi còn ở gọi điện thoại cho ta, nói để cho bọn họ đi qua cục vệ sinh đón hắn. Qua Tổng đầu tiên là chẳng đáng chán ghét mắt lé Trần Phi liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Lúc đầu chạy băng băng e dãy sau xe bài chỗ ngồi không gian cũng rất nhỏ, chỉ có thể ngồi hai người. Trước hắn vốn định cho vị kia Trương chủ nhiệm sáng tạo cơ hội, nhưng hắn và Sở Diễm hai người ngồi xếp sau, phương tiện liên lạc một chút cảm tình, có thể lại không nghĩ rằng nửa đường tuôn ra đến cái Trần Phi, vì vậy hắn đương nhiên không thể nào là cứ như vậy lái xe đi, bằng không Trương chủ nhiệm bên kia muốn thế nào dặn dò. Trương chủ nhiệm, Trương Phúc toàn bộ, yên tỷ, ta không phải là cố ý nói cho các ngươi biết chớ đem sinh nhật ta chuyện nói cho hắn biết sao. Sở Diễm nghe vậy mặt cười trên cũng lười hiện ra lau một cái vẻ chán ghét, bất mãn nói. Ai, Tiểu Diễm việc này trách chúng ta, đều là người này một chút miệng từng ngăn cản, cho ngươi làm khó. Bất quá ai bảo ngươi đem Trương chủ nhiệm mê thần hồn điên đảo, hắn hiện tại suốt ngày chỉ cần không có việc gì sẽ cho Thu Ninh gọi điện thoại, hỏi chuyện của ngươi. Trịnh Yên thoáng nhìn gặp Sở Diễm giữa hai lông mày chán ghét, ngay tức khắc cho đang ở chỗ tài xế ngồi trên bản thân nam bằng hữu đánh một ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm nói rằng Tiểu Diễm a, không phải là ta nói ngươi, Trương chủ nhiệm coi như là tuổi trẻ tài cao đi. Như thế tuổi còn trẻ cũng đã lên làm ta thị cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm, hoàn toàn có thể nói là tiền đồ tự cẩm, tiền đồ vô lượng. Mấu chốt nhất hắn vẫn còn độc thân, như vậy bị ngươi mê thần hồn điên đảo, như mê như say. Như thế kiệt xuất xã hội tinh anh ngươi đều chướng mắt, cái này ánh mắt cũng quá cao đi. Hắn bắt đầu lúc nói vẻ đồ trang sức trang nhã giữa hai lông mày còn cười tủm tỉm, có thể đến mặt sau, khi nàng nhớ tới bản thân dĩ vãng đúng vị kia Trương chủ nhiệm có ý tứ, đối kỳ triển khai mãnh liệt thế tiến công, nhưng đối phương lại đối với nàng không có hứng thú chuyện, trong lòng nhìn không được có cổ tử oán khí, nhìn Sở Diễm đôi mắt đẹp cũng mịt mờ hiện lên một tia âm hiểm, đố kỵ. Phải biết rằng chớ nhìn hắn bây giờ nam bằng hữu qua Thu Ninh nhìn không sai, khá có vài phần thành công nam nhân mị lực, nhưng trên thực tế, cũng tự chuyện như vậy, xa không có khả năng cùng vị kia tuổi trẻ tài cao Trương chủ nhiệm tương đối. Hắn thế nào đều cùng ta không quan hệ, dù thế nào ta chính là không thích hắn. Yên tỷ, chuyện này các ngươi cũng đừng theo mù xen vào. Sở Diễm tức giận nói rằng, rất hiển nhiên, nàng là từ trong lòng ghét cái kia tự cho là đúng, dối trá tên. Vâng, 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 ngày hôm nay việc này trách ta, là ta không nên nói lỡ miệng sinh nhật ngươi chuyện. Chỉ là Tiểu Diễm a, hiện tại Trương chủ nhiệm đã biết chuyện này, nhưng lại riêng từ bên ngoài gia tăng chạy về, bảo chúng ta đi cục vệ sinh đón hắn. Ngươi xem cái này nếu là không đi nói, có đúng hay không có chút không tốt lắm. Qua Thu Ninh nói như vậy. Gia đình hắn mặt là mở nhà hàng, tự nhiên không dám đắc tội vốn là cục vệ sinh phó chủ nhiệm, cũng chính bởi vì vậy. Cho nên mới có hắn ý tưởng nghĩ cách, phí hết tâm tư muốn tác hợp Sở Diễm, Trương chủ nhiệm chuyện này. Kỳ thực nói trắng ra là chính là đầu kỳ sở tốt, lấy lòng đối phương, như vậy mới có thể để cho bọn họ nhà hàng rất tốt làm, càng kiếm tiền. Đúng vậy, Tiểu Diễm, đối phương dù sao cũng là cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm, người biết Thu Ninh nhà bọn họ lại là mở nhà hàng, đắc tội không nổi. Lần này coi như ngươi cho ta một cái mặt mũi, ủy khuất một chút, Tiểu Diễm. Trịnh Yên cũng là rất có nhãn lực kính nhi, ngay tức khắc tận dụng mọi thứ, trang làm ra một bộ đòi sắc mặt tốt nói. Được rồi, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sở Diễm chân thực không đành lòng trách tự trách mình thật là tốt khuê mật, cũng liền bất đắc dĩ cúi đầu nói. Vậy nếu không chúng ta bây giờ phải đi nhận Trương chủ nhiệm đi. Qua tổng một gặp bạn gái mình thành công đem Sở Diễm đối phó, ngay tức khắc cho nàng khiến cho một ánh mắt. Vừa tiếp tục nói. Nga, đúng, vậy chúng ta bây giờ tự xuất phát. Gì, không đúng, vân vân chờ đã, xe này hình như đã ngồi không được. Trịnh Yên thấy thế mắt chớp chớp, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ai, ngươi xem ta đây phá xe, vừa đến thời điểm mấu chốt tự rơi dây chuyền. Ngươi nói xe Mercedes cái gì cũng tốt, chính là xe có rèm che dãy xếp sau tỏa quá nhỏ, chỉ có thể ngồi hai người, hiện tại có Tiểu Diễm cùng nàng bằng hữu. Trương chủ nhiệm tựa hồ không địa phương làm. Qua tổng ngay tức khắc tiếp lời đầu, dùng đùi đắc ý, như là rất do dự, xoắn suýt mở miệng nói. Trần Phi híp mắt nhìn hai nhà này hỏa một sướng một họa, khóe miệng không kiềm hãm được câu ra một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên nhìn thấu hai nhà này hỏa không chào đón hắn, hơn nữa lúc này còn là thoại lý hữu thoại. Kia! Nhưng thật ra Sở Diễm ý nghĩ thật đơn giản, không nghe được đối phương cái này một sướng một họa là ở dẫn hắn nhập hủ. Đi bước một đi vào bọn họ bày ngôn ngữ cái chồng. Hắn lúc này còn ngây thơ đang vì đối phương cân nhắc, đúng vậy,
qua Thu Ninh trong nhà là mở nhà hàng, tự nhiên không tốt đắc tội cục vệ sinh phó chủ nhiệm, nếu không sẽ tương đương làm khó. Hơn nữa lúc đầu hôm nay là hắn quá xinh, đối phương thậm chí còn hảo tâm tham ô nhà bọn họ nhà hàng một căn phòng nhỏ, vì nàng làm sinh nhật yến. Qua tổng, Trịnh Yên hai người lúc này chính đang len lén quan sát đến Sở Diễm sắc mặt, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Diễm sắc mặt hiện ra lau một cái vẻ do dự, ngay tức khắc tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, người trước từ từ mở miệng nói nếu không như vậy đi, bất quá khả năng này muốn ủy khuất một chút Tiểu Trần. Ủy khuất một chút hắn, Sở Diễm nghe vậy ngẩn người. Trần Phi còn lại là khóe miệng một màn kia cười nhạt như trước. Ừ, ý của ta là, nếu không để Tiểu Trần một người hãy đi trước đi, dù thế nào nhà của ta nhà hàng ngay cách đây chỗ không xa, hơn nữa hiện tại cũng còn chưa tới thời gian tốt nhất, đón xe tới nói, chừng 10 đồng tiền được rồi. Qua tổng gật đầu, rốt cục lộ ra hắn giấu đầu lòi đuôi, nguyên lai là muốn đem Trần Phi đuổi xuống xe, tốt cho gần đi đón Trương chủ nhiệm sáng tạo cơ hội. Vậy không được. Hôm nay là ta nhường hắn tới tìm ta, làm sao có thể đem một mình hắn bỏ xuống đi. Muốn không phải là các người đi đón Trương Phúc toàn bộ đi, dù thế nào ta cũng lười nhìn thấy hắn, ta liền cùng Trần Phi bản thân đón xe tới. Thế nhưng Sở Diễm nghe vậy lại trực tiếp đem đầu rung giống như cổ vậy, thẳng thắn muốn xuống phía dưới cùng Trần Phi cùng nhau đón xe tới. Đừng, cái này, như thế đi, qua tổng gặp trạng huống này trực tiếp luống cuống tay chân. Ngay tức khắc đem ánh mắt cầu trợ ngắm hướng bạn gái mình. Trương chủ nhiệm sở dĩ muốn để cho bọn họ đi đón hắn, đơn giản chính là vì Sở Diễm, nhưng bây giờ chính chủ đều không ở, quang bọn họ đi qua như vậy có ý gì? Đúng vậy, Tiểu Diễm, như vậy sao được? Ngày hôm nay có thể là sinh nhật của ngươi, tại sao có thể còn chạy đi đón xe? Quả nhiên còn là nữ nhân đầu xoay chuyển nhanh, Trịnh Yên con ngươi đảo một vòng, ngay tức khắc nói. Cái này có cái gì? Sở Diễm vừa định tùy tiện trả lời không chỗ nào chuyện, dù thế nào hắn cũng không phải cái loại này mê tín người, thế nhưng hắn lại đã quên bên cạnh mình còn ngồi một cái đại thần côn, chỉ thấy Kỳ híp mắt cười cười, cư nhiên ứng hòa theo gật đầu nói đúng vậy, ngươi sinh nhật cũng đừng đi đánh cái gì xe taxi. Tiểu Diễm, ngươi xem Tiểu Trần đều nói như vậy. Qua tổng nghe vậy nhất thời sắc mặt vui vẻ, đang muốn thừa thắng xông lên. Lại không nghĩ rằng Trần Phi lại trực tiếp đưa hắn nói ngắt lời nói không đi ngồi xe taxi, phải đi ngồi xe của ta đi. Vừa vặn ngày hôm nay ta cũng đem mở ra đang dùng. Xe của ngươi. Trịnh Yên nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó sắc mặt có chút dị dạng, khinh miệt nhìn Trần Phi. Hắn thấy, Trần Phi cũng chính là ăn mặc một thân mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng người thường, có thể mua nổi cái gì tốt xe. Sợ rằng 10 vạn đã ngoài đều đã rất tốt. Nhưng này loại phá xe nhưng căn bản không vào pháp nhãn của nàng, phải biết rằng, bạn trai nàng hiện tại mới mua chạy băng băng xe có rèm che e giấy, đây chính là giá trị 450 vạn hào xe, đều để được với một phòng xếp tiền, căn bản không ở một tầng thứ. Nhất niệm đến nước này, hắn rốt cục cau mày bất mãn nói Tiểu Trần A, ta biết khả năng ngươi đối với chúng ta Tiểu Diễm có chút ý kiến, muốn ở trước mặt nàng biểu hiện mình. Thế nhưng loại này biểu hiện cũng có thể phân thời gian giờ đi. Ngươi nói muốn cho Tiểu Diễm đi ngồi xe của ngươi, đó là cái gì xe? Sagita, Pro, còn là Fox, ngươi cũng biết ngươi bây giờ ngồi cái này chiếc Mercedes giá trị bao nhiêu. Nói cho ngươi biết, bạn trai ta đủ tìm hơn 40 vạn mới mua nó. Ngươi là muốn cho chúng ta thọ tinh không ngồi như vậy xa hoa xe có rèm che, đi ngồi ngươi cái loại này phổ thông xe. Yên tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó, một chiếc xe mà thôi, chưa có nhiều như vậy chú ý. Này. Yên tỷ không có ý gì khác, ngươi chớ để ý a. Sở Diễm không nghĩ tới bản thân khuê mật cư nhiên nói ra những lời này đến, ngay tức khắc chột dạ nhìn Trần Phi, nói xin lỗi. Tiểu Diễm, ngươi Yên tỷ nói không sai, hiện ở xã hội này chính là như vậy. Bình thường chừng 10 vạn xe lái đi ra ngoài hãy cùng dân công xe vậy, không có bất kỳ thân phận trình tự đáng nói, càng không một điểm đẳng cấp, dù sao ngươi ngày hôm nay sinh nhật, cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện đi. Qua tổng cũng là lấy một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn đứng ra thuyết giáo, nhìn phía Trần Phi sắc mặt rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng sự tình đều chạy tới bước này, Trần Phi thì không nên còn chết như vậy trống, lãng phí bọn họ thời gian, hẳn là thành thật ngoan ngoãn biết khó mà lui, đừng ham bản thân không có tư cách có mỹ sắc. Bởi vì như vậy thì không phải là ra sức truy cầu hạnh phúc của mình, mà là không biết lượng sức, không biết cái gọi là. Ha ha. Nhìn ánh mắt khinh miệt của đối phương,
Trần Phi không thể đưa không cười cười, rốt cục chậm rãi mở miệng nói chừng 10 vạn lái xe đây quả thật là lao lực. Gì, ta xe kia là cái gì bảng hiệu tới, ngươi nhìn ta trí nhớ này, nga, được rồi, thật giống như ta xe kia cũng là chạy băng băng đi, 2 ngày trước mới đi mua, mở ra quả thật không tệ, ha ha ha. Xe của ngươi cũng là chạy băng băng, Trịnh Yên nghe vậy hoàn toàn chất vấn nhìn Trần Phi, vẻ mặt giễu cợt hình dạng. Hắn chỉ cho rằng Trần Phi là ở nói bốc nói phét, suy nghiêu. Nếu không là hắn như vậy một thân mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng người thường, nào có tiền cùng tư cách đi mua xe Mercedes. Mặc dù là thực sự, hơn phân nửa cũng là móc sạch toàn bộ của cải cộng thêm các loại cho vay đi mua cái loại này tiện nghi nhất xe giấy hoặc là smart, không bao nhiêu tiền. Đúng vậy, xe của ta cũng là chạy băng băng. Nếu không xin mời cao tổng trước tiến chúng ta đi bãi đậu xe dưới đất đi, ta vừa mới tới thời gian, đem xe dừng ở đó. Trần Phi vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại cười híp mắt nói. Bãi đậu xe dưới đất, vậy được rồi. Tiểu Diễm, Thu Ninh, chúng ta đi trước bãi đậu xe dưới đất. Trịnh Yên nhìn Trần Phi sắc mặt khiếm biển dáng tươi cười, trong lòng có cổ vô danh cơn tức. Dù thế nào hắn chính là không tin Trần Phi nói, vì vậy nhất định phải ở Tiểu Diễm trước mặt đâm phá hắn lời nói dối, nhượng Tiểu Diễm đối với hắn thất vọng, nhượng hắn xám xịt cút đi. Ngươi, được rồi. Qua tổng trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, khi hắn trộm liếc một cái khí định thần nhàn Trần Phi sau, tâm tư một trận chạy loạn, cuối cùng vẫn đạp chân ga, hướng về tiểu khu bãi đậu xe dưới đất mất đi. Mà ở xếp sau chỗ ngồi, Sở Diễm trước nhìn một chút phía trước chỗ ngồi hai người, lại trộm liếc liếc mắt ngồi ở bên cạnh mình khí định thần nhàn Trần Phi, rốt cục nhìn không được nghiêng đầu, hiếu kỳ nhỏ giọng ở Trần Phi bên tai hỏi, này, đại hỗn đản ta nói ngươi có được hay không a? Đừng đợi đem mặt đều cho ném xong, ngươi không phải nói ngươi vừa mới vừa thất nghiệp sao, nào có tiền mua tốt như vậy xe. Ba. Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, vẻ mặt bí hiểm cười nói bản đại sư xuất thủ lúc nào sai lầm quá. Rồi, rồi, đợi xe tới ngươi sẽ biết. Sở Diễm nói mướn ở tiểu khu xem như là tương đối cao đương, vì vậy bãi đậu xe dưới đất cũng tương đối lớn, chia làm ABCD 4 cái khu. Mà khi qua Thu Ninh lái chạy băng băng e dãy xe có rèm che lái vào trong đó sau, Trịnh Yên liền nhìn không được tranh chua hỏi, Trần Phi, ngươi không phải nói xe của ngươi cũng là chạy băng băng sao? Có đúng hay không chiếc kia? Chỉ thấy tay nàng chỉ địa phương, rõ ràng là một chiếc đường cong cực kỳ rõ ràng, nước sơn sắc sáng sủa, cao to uy mãnh hắc sắc quái vật lớn chạy băng băng GL400. Phàm là hơi chút hiểu một điểm xe Mercedes người đều biết. GL chính là chạy băng băng xớp dãy xa hoa xe, kỳ ở quốc nội chính thức lên đất liền GL400 tức thì bị dự làm một đại thần xe, một xe khó cầu. Phải biết rằng loại này xa hoa cấp bậc xa hoa xe, không có thể như vậy tùy tiện cái gì phổ thông xe tự có thể sánh được, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Mặc dù là bọn họ lúc này ngồi giá trị hơn 40 vạn chạy băng băng e hệ, cũng đều không có gì nhắc tới tư cách. Bởi vì... này giống như là bên cạnh con ruồi nhà hàng cùng thương thành xa hoa nhà hàng, hoàn toàn không cách nào tiếng Nhật. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Trần Phi như vậy một cái cả người hàng vỉa hè hàng tên, có thể có được như vậy giá trị trăm vạn hào xe, cho nên hắn mới tận lực như vậy, muốn cho Trần Phi kinh ngạc. Thế nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, Trần Phi nghe vậy bí hiểm cười cười, sau đó trực tiếp từ bên trái y phục trong bao mài ra một lùi chìa khóa xe. Cười tủm tỉm nói không nghĩ tới Trịnh tiểu thư ánh mắt ngươi còn rất nhọn, không sai, vậy chính là ta xe. Nói xong, hắn ngón tay cái chính ở trong tay chìa khóa xe trên đè, sau đó cách đó không xa cái loại này hắc sắc quái vật lớn phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Hắn, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên qua tổng lúc này đã dùng hết, đầu lưỡi thắt nói không ra lời. Làm một địa đạo đạo người làm ăn, hắn đương nhiên rất rõ ràng có thể có được như vậy một chiếc hào xe. Hơn nữa còn là bằng chừng ấy tuổi người, tuyệt không khả năng là cái loại này bị bọn họ có tư cách coi thường người thường. Chớ nói chi là bọn họ trước còn như vậy tự cho là đúng, nói chào phúng Trần Phi, nói hắn mở không dậy nổi xe tốt, kết quả ni. Hiện tại phỏng chừng mặt đã bị phiến sưng lên. Phải biết rằng hắn chiếc Mercedes GL400 tối thiểu cũng có thể giá trị cái hơn 100 vạn, cái này cũng không coi là hào xe, vậy hắn lúc này mở cái này e hệ coi là cái gì? Phá đồng nát vụn thiết sao, trên mặt của hắn một trận đỏ bừng. Trước kiêu ngạo giống như thiên nga, vẫn nghĩnh đầu chẳng đáng Trần Phi Trịnh Yên lúc này cũng giống là bị người bóp ở cái cổ, sắc mặt xấu hổ hốt hoảng nói không ra lời.
Nói đùa, có tư cách lái nổi chạy băng băng GL400 đại nhân vật, nhưng lại trẻ tuổi như vậy, lại có thể là hắn tiểu tiểu không chúng thì có thể trêu chọc. Quả thực muốn chết, không biết lượng sức. Huống hồ loại này cấp bậc hào xe, coi như là bọn họ trong miệng Trương chủ nhiệm đều theo không kịp, tuy nói có câu là quan không cùng người hiện phú, có thể đối với bọn hắn loại này người thường mà nói, tận mắt đến, mới là thật. Có thể mua được như vậy hào xe, có tiền mới là cứng rắn đạo lý. Cái kia, cái này, Trần tiên sinh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, còn xin ngươi đừng để trong lòng. Đúng lúc này, qua tổng cuối cùng cũng còn là kịp phản ứng, đầu đầy mồ hôi nói. Tuy nói hắn hiện tại cũng sợ không rõ ràng lắm Trần Phi đến cùng cái gì đường về, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối phương bằng chừng ấy tuổi là có thể lái lên như vậy hào xe, vậy khẳng định không là bọn hắn loại tầng thứ này có thể trêu chọc. Vì vậy ngay tức khắc vẻ mặt lúng túng làm mất bỏ mới lo làm chuồng chuyện tình, kỳ vọng Trần Phi chớ đem chuyện lúc trước để bụng, vô cớ tao tai. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đương nhiên là cười lạnh chim đều lười chim hắn, trực tiếp lôi kéo ngồi ở bên cạnh hắn Sở Diễm xuống xe đi thôi, chúng ta đi trước ngươi buổi tối mở sinh nhật yến hội địa phương. Mà ở trong lòng hắn, tuy rằng cũng bình thừa lòng dạ rộng, đại nhân lười cùng tiểu nhân tính toán. Nhưng là xác xác thật thật trong lòng rốt cục thật to ra nhất khẩu ác khí, xuống xe lưng rất được thẳng tắp, dùng một loại chẳng đáng, miệt thị ánh mắt liếc mắt một cái đôi cẩu nam nữ kia. Mẹ, cái gì đồ chơi? Chỉ ngươi các loại háo sắc này cũng dám ở bản đại soái ca trước mặt oai. Có bản lĩnh tiếp tục a. Phi, cái gì đồ chơi? Tiểu, tiểu, ngay Trần Phi lôi kéo Sở Diễm lúc xuống xe, Trịnh Yên trong lòng tựa hồ còn có chút không chậm quá mức mà. Muốn nói lưu lại mình tốt khuê mật, lại bị bản thân nam bằng hữu một tay cắt đứt. Chỉ thấy kỳ cho Trịnh Yên nháy mắt, phải lắc đầu, lúc này mới nhượng người sau như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn phía Sở Diễm xuống xe bóng lưng tràn đầy đố kỵ. Phải biết rằng, đây chính là giá trị trăm vạn chạy băng băng hào xe, nếu có thể ngồi cái loại này xe trước mặt người khác đăng tràng, thật là có nhiều mặt mũi. Có nhiều đẳng cấp, thế nhưng hắn nhưng không có cơ hội này. Nhất niệm đến nước này. Hắn nhìn về phía mình từng dẫn cho rằng ngạo, bản thân nam bằng hữu giá trị hơn 40 vạn chạy băng băng hào xe, lúc này cũng không có dĩ vãng cái loại này hưng phấn kiêu ngạo lực, ngược lại là thoáng trong lòng có như vậy giờ chê. Bất quá dù vậy, hắn đương nhiên cũng hay là không dám biểu lộ ra, mở miệng nói Tiểu Diễm cùng đàn ông kia đi, Trương chủ nhiệm bên kia, chúng ta thế nào dặn dò. Nguyên lai hắn quả thực cũng sớm đã cùng mình nam bằng hữu thông đồng một mạch, muốn đem mình thật là tốt khuê mật bán đi. Tốt từ cục vệ sinh phòng làm việc Trương chủ nhiệm được cái gì chỗ tốt. Nhưng bây giờ, sự tình lại làm cho đập, hắn tự nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ pháp mới tốt. Đợi đi qua đón hắn thời gian hảo hảo giải thích một chút đi. Dù thế nào chuyện này lại không trách ta, coi như là Trương chủ nhiệm, hắn có thể có loại này cấp bậc hào xe sao? Qua tổng nghe vậy cũng thận trọng nói thầm nói. Lúc đầu hắn là muốn mượn Sở Diễm để lấy lòng Trương chủ nhiệm. Có thể không nghĩ tới lại nửa đường tuôn ra cái trình rào kim, hơn nữa còn là đầu hổ kim cái loại này, cứng rắn không được, hắn đương nhiên không có cách. Người Trương chủ nhiệm như bức nữa, cũng không có khả năng nhượng ta một cái mở chạy băng băng e giấy, đi theo một cái mở chạy băng băng GL400 cứng rắn vừa đi. Ta lại không phải người ngu, dựa vào cái gì. Bên kia, làm Trần Phi lôi kéo Sở Diễm lên xe của hắn sau. Người sau liền một mực dùng một loại ánh mắt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhượng hắn một trận cả người khó chịu. Này, nói nhiều ta nói ngươi lão là như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Đừng nói cho ta cứ như vậy một hồi, ngươi tự không biết ta. Trần Phi nhìn không được trêu ghẹo nói. Không biết ngươi, chỉ ngươi cái này bổn đại tiểu thư sinh nhật, cư nhiên cho ta đưa một chương không biết cái gì đồ chơi đạo phù đại hỗn đản, ngươi coi như là hóa thành cho, ta cũng nhận thức ngươi. Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy khóe miệng một phiết, cãi nhau nói. Cái gì gọi là không biết cái gì đồ chơi đạo phù? Đều nói cho ngươi, đó là bản đại sư thân thủ chế luyện siêu cấp thần phù, độc nhất vô nhị, vô giá. Có thể su cắt tỷ hung, mỹ dung dưỡng nhan. Trần Phi nghe vậy đương nhiên không làm, nghiêm trang phản bác. Dừng, dừng, câm miệng cho ta đã biết, Trần đại sư lão nhân ra ngươi xuất phẩm chữ như gà bới giá trị tuyệt đối được cất kỹ. Ngươi xin thương xót đi, buông tha ta. Sở Diễm gặp Trần Phi lại còn có thể như vậy nghiêm trang cuồng oanh loạn tạc, ngay tức khắc chịu phục, im lặng cúi đầu chịu thua nói. Dứt lời, hắn lại nhìn không được tò mò đánh giá quái vật lớn bên trong xe xa hoa thẳng tắp,
một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp, một đôi thủy uông uông đôi mắt đẹp như là có thể nói Trần Đại Thần Côn, thành thật khai báo, ngươi không phải là truyền thuyết kia trong Phú Nhị Đại đi. Phú Nhị Đại. Trần Phi vẻ mặt im lặng nhìn hắn, mở miệng nói ngươi cái này trong đầu suy nghĩ cái gì. Đều nói cho ngươi biết bản đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, năng lực siêu phàm, đây là ta bản thân kiếm tiền mua có được hay không, hơn nữa còn là hai ngày trước vừa nói xe mới, thế nào? Không sai đi. Nhìn ra được, hắn là thật đối với cái xe thật hài lòng, nếu không sẽ không như vậy huyền diệu vậy nói ra được. Theo như cái này thì, cái này xe được xưng là chạy băng băng sớp dẫy một đời thần xe, quyết không là nói khoác, mà là chân chính bị người tiêu thụ công nhận. Là thật không tệ. Bất quá chỉ là quá mắc, xe này mua lại cũng không tiện nghi đi. Sở Diễm nhịn không được hỏi. Dù thế nào cũng liền giới đi. Bất quá, ngươi đừng trách ta lắm miệng a, vừa rồi cô đó thật là của ngươi siêu cấp tốt khuê mật sao? Thế nào ta coi hắn ý tứ này, là muốn đem ngươi đã qua hố lửa trong đẩy a? Trần Phi phu diễn một trận, đột nhiên hỏi. Từ trên tay nội tình, thực lực đại tăng sau, hắn nói tới nói lui cũng không ít mấy phần dĩ vãng cái loại này do dự. Cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù thế nào tóm lại cũng là hảo ý. Ai, kỳ thực ta cũng đoán được, ngày hôm nay việc này nhất định là bọn họ cố ý. Chỉ là, dĩ vãng ta vừa xong công ty lúc làm việc, Yên tỷ vẫn đối với ta rất chiếu cố, vì vậy ta mới vẫn cũng không nói gì phá chuyện này, bởi vì ta không muốn phá hư giữa chúng ta hữu nghị. Cái này Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy khó có được thở dài một hơi, có như vậy nhất lưu chuồn mất thương cảm nói. Nhưng này nói vừa mới hạ xuống không bao lâu, hắn chợt trước mắt sáng ngời khởi động thân thể tiến đến Trần Phi trước mặt tỉ mỉ quan sát một trận, sau đó giống như là có chút ghét bỏ, chấp nhận theo gật đầu, nói này, đại hỗn đản ngươi giúp ta chuyện. Hỗ trợ, Trần Phi nhìn lên trận này trượng trong lòng nhất thời có dũng khí không rõ dự cảm, nắm thật chặt y phục của mình, buồn bực nói lại hỗ trợ. Ta thanh minh trước, chuyện giết người phóng hỏa ta không làm. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Hắc hắc. Sở Diễm đại tiểu thư nỗ lực no đại bản thân vốn là rất lớn hai mắt, làm ra một loại lém lỉnh tư thế, nũng nịu yếu ớt nói này, đại phôi đản, người nghĩ ta có xinh đẹp hay không nha? Oanh! Đẹp ngươi cái đại đầu quỷ, có ác tâm hay không ngươi? Thế mà Trần Phi cũng rất bất chấp cố sức ở hắn trên đầu gõ một cái, vẻ mặt ghét bỏ nói có chuyện gì mau nói, ngươi nếu lại như thế cho ta trang nộn nói, đừng trách ta một cái bất chấp. Đem ngươi bỏ lại xe cái gì, vậy hừ hừ. Tuy rằng miệng hắn trên lời là nói như vậy, nhưng nếu là có thể thấy ánh mắt của hắn nói, quẹo trái quẹo phải, sợ rằng ngay tức khắc là có thể phát hiện, kỳ thực hắn là chột dạ. Bởi vì Sở Diễm đại tiểu thư vừa rồi bộ dáng kia chân thực thật là đáng yêu, lồi lõm có hứng thú vóc người, tịnh lệ khuôn mặt, hắc sắc khố miệt bao vây lấy hoàng kim đường cong thon dài hai chân, cộng thêm vậy chỉ có phim hoạt hình trong mới có lém lỉnh khí chất, mắt long lanh. Cũng khó trách Trần Phi sẽ bảo trì không được, trộn lẫn ngu dốt pha trò. Nha, ngươi lại đánh ta đầu. Ngươi nếu đánh lại bổn đại tiểu thư đầu, bổn đại tiểu thư có thể phải tức giận. Sở Diễm đại tiểu thư nhất thời ủy khuất một trận kêu to, hai tay ôm đầu một trận lém lỉnh bất mãn nói. Đi nữa, nói chính sự có được hay không? Đến cùng là chuyện gì? Thế mà Trần Phi định lực lại có thể so với đắc đạo thánh tăng, lười biếng nói. Hanh, đại hỗn đản. Gặp Trần Phi bộ dáng lười biếng, Sở Diễm đại tiểu thư tự giận không chỗ phát tiết, tịnh lệ khuôn mặt tức giận phình, như là bánh bao nhỏ, mở miệng nói đợi có cái thảo nhân ghét tên muốn đi qua, bổn đại tiểu thư không muốn để ý đến hắn, đại hỗn đản, người đợi tự cho ta làm tấm mộc đi. Tấm mộc, lại giả bộ cái này. Trần Phi nghe vậy một chán hắc tuyến, hắn chỉ biết quả nhiên không chuyện tốt, lại làm tấm mộc, làm bậy a. Hanh, ngươi không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, đêm nay ta bổn đại tiểu thư sinh nhật ngươi tự cho ta đưa chương chữ như gà mới, bổn đại tiểu thư không tìm ngươi tính sổ đều là chuyện tốt, ngươi phải bồi thường ta, đêm nay cho ta làm tấm mộc, cứ như vậy quyết định. Sở Diễm đại tiểu thư lại mang ra sự kiện kia vẻ mặt không thể nghi ngờ hừ hừ nói. Hảo hảo hảo, hành hành hành, tấm mộc tự tấm mộc đi, ai kêu bản đại soái ca như vậy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Trần Phi bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu một cái nói. Cắt, chỉ ngươi, còn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, không biết xấu hổ. Sở đại tiểu thư nghe vậy lại vẻ mặt lém lỉnh khinh bỉ nói. Bản đại soái ca mặc kệ sẽ ngươi loại này phàm phu tục tử,
nhanh lên một chút chỉ cho ta đường, đi đâu? Trần Phi nói. Tiếp Sở Diễm đại tiểu thư liền bắt đầu cho Trần Phi chỉ đường, xe dần dần khai xuất khu vực thành thị. Ở khu vực thành thị ngoại tới gần Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu Tây Bắc phương hướng, có một chỗ tên là Vân Cốc Núi, Vân Cốc Hồ Hưu Nhàn Du Ngoạn Khu, đầy khắp núi đồi xanh mượt lâm mộc ruộng đồng, không khí thanh tân, điểu ngữ mùi hoa, còn có mấy nhà tọa lạc tại trong đó xa hoa nhà hàng trang viên. Trần Phi hai người mục đích của chuyến này chính là một cái trong số đó, một nhà tên là Qua Thị Đại Biệt Viện Tử Lâu. Còn nhớ rõ mấy năm trước nơi này cũng không đứng đầu, ngoại trừ Thanh Sơn Lục Thủy ở ngoài, cũng không có nhân khí gì, xem như là Bắc Sơn ngoại ô thành phố khu tương đối lạc hậu địa phương. Thế mà cái này Qua Thị Đại Biệt Viện lão bản cùng với những nhà khác tử điếm, nhà hàng tử lâu lão bản cũng rất có thấy xa, nhìn chúng nơi đây dựa vào bên cạnh nước hoàn cảnh tốt, cùng với cải trắng giới thổ địa, múa bút số tiền lớn ở đây sớm bố cục, tu kiến nghỉ phép sơn trang hoặc là hưu nhàn tử lâu. Sau cũng không lâu lắm, bọn họ liền chiếm được phong phú hồi báo. Theo toàn quốc phòng địa sản thị trường đại nhiệt, Bắc Sơn Chánh phủ thành phố đem Vân Cốc Núi, Vân Cốc Hồ khu vực này liệt vào trọng điểm du ngoạn khai phát khu, nơi đây nguyên bản cải trắng giới thổ địa nhất thời giống như ngồi hỏa tiễn thần tốc kéo lên. Càng về sau coi như là vẻn vẹn bán ra thổ địa, kỳ lợi nhuận đều là gấp 2 nhiều gấp 3, đây quả thực cũng coi là kiếm bồn mãn bát mãn. Vì vậy đến lúc này, giai đoạn trước ở đây sớm bố cục mấy vị thương gia, lão bản, không ít đều đã cầm trong tay thổ địa qua tay cho người khác, kiếm tiền xuất cục, bất quá cái này Qua Thị Đại Biệt Viện lão bản nhưng không có làm như vậy, mà là tự dựa vào khối kia thổ địa tu kiến nổi lên một nhà tổng hợp lại tính nghỉ phép hưu nhàn tử điếm, hôm nay sinh ý tương đối khá. Mà cái này Qua Thị Đại Biệt Viện, chính là Sở Diễm đại tiểu thư vị đồng nghiệp kia nam bằng hữu, Qua Thu Ninh Qua tổng trong nhà mở, cho tới bây giờ nếu là qua tay. Ít nhất, có thể giá trị cái 20-30 triệu. Coi như là tương đối khá. Sớm nghe nói bên này Thanh Sơn Lục Thủy, hoàn cảnh hợp lòng người, là một hưu nhàn nghỉ phép địa phương tốt, hôm nay xem ra, ngược lại cũng quả thực rất tốt ha. Trần Phi mang theo Sở Diễm hai người trước một bước đi tới Vân Cốc Hồ bên cạnh Qua Thị Đại Biệt Viện, vừa xuống xe liền thở một hơi thật dài không khí mới mẻ, cảm thán nói. Nơi này sớm mấy năm đều không người biết, nếu như không phải là bởi vì chính phủ đem bên này liệt vào trọng điểm du ngoạn khai phát khu, ai sẽ đến a? Thế mà Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy lại bĩu môi, nơi này tuy tốt, nhưng có chút quá xa xôi. Phải biết rằng bọn họ vừa rồi thế nhưng đủ mở tiểu một giờ, nếu là khách du lịch hoàn hảo, có thể chỉ là vì ăn một bữa cơm, tự thực sự có vẻ quá phiền toái. Vậy ngươi như thế sẽ chọn ở loại địa phương này ăn? Rất hiển nhiên Trần Phi đồng dạng cũng có loại này nghi hoặc, nói. Là Yên tỷ vị kia nam bằng hữu. Trước hắn nghe được ta sắp sinh nhật, là tốt rồi tâm đề nghị tại bọn hắn nhà đại biệt viện bao một căn phòng nhỏ, mở sinh nhật yến hội, sở hữu phí dụng đều có thể đủ đánh cho ta giảm 50%. Sở Diễm giải thích tuy rằng nơi này có chút xa, nhưng bọn hắn quán rượu còn là thật không tệ. Có người nói đầu bếp Chánh tổ tiên từng là thời đại Thanh Triều nổi danh nấu nướng đại sư, nhà bọn họ tay nghệ đều là đời đời bí truyền. Vì vậy nơi này giá cũng không tiện nghi, đến ăn một bữa phỏng chừng ít nhất cũng phải mấy nghìn đồng tiền đi. Mấy nghìn khối một bữa cơm, đến còn là rất có đẳng cấp. Trần Phi nghe vậy gật đầu, nhớ lại trước ở thị khu sông Hồng Tử Lâu. Tiểu Diễm, Tiểu Diễm. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vài đạo tươi mát xinh đẹp thanh âm. Nghiêng đầu đi vừa nhìn, chính là có mấy vị anh tuấn tiêu sái, mới xinh đẹp nam nữ vẻ mặt hưng phấn đi tới, trong đó có một vị mặt béo đô đô nữ tử còn khoa trương la to nói u, cái này không phải chúng ta hôm nay đại thọ tinh sao. Ngày hôm nay thực sự là ăn mặc quá đẹp, mấy người chúng ta ở bên cạnh ngươi đều phải tự ti a. Chỉ thấy mặt kia béo đô đô nữ tử mặc một bộ tiểu áo dệt kim hở cổ áo choàng, bên trong là nhất kiện tinh khiết màu trắng lôi ti da lông ngắn y. Phối hợp trên một cái thúc yêu bao mông ra váy cộng thêm cặp kia bao vây lấy tất chân thon dài hai chân, tuyệt đối cũng được cho một vị tươi mát xinh đẹp đại mỹ nhân. Mặt béo đô đô cũng là trẻ con mập. Còn có vị này đại soái ca là ai? Tiểu Diễm, người không hài lòng giới thiệu cho chúng ta một chút. Lẽ nào, còn vừa có mấy vị khác tuổi thanh xuân nữ tử tề mi lộng nhãn nói. Rất hiển nhiên, đối với Sở Diễm đại tiểu thư cư nhiên đơn độc dẫn theo một người nam nhân đến. Các nàng là có theo thật lớn lòng hiếu kỳ. Nha, mấy người các ngươi phong bà tử. Nghe được này tươi mát tịnh lệ cô gái trêu ghẹo, Sở Diễm đại tiểu thư lém lỉnh bất mãn hét to một tiếng,
sau đó bĩu môi ba giới thiệu đây là Trần Phi. Hắn hôm nay tới là cho ta làm bia đỡ đạn. Đại hỗn đản, mấy cái này đều là của ta đồng sự, hảo bằng hữu, tên ngươi tựu không cần đã biết, tiết kiệm ngươi có tốn tâm tư. Trần Phi nghe vậy tự nhiên dở khóc dở cười, cái gì gọi là đỡ phải hắn có tốn tâm tư. Hắn Trần Đại Thiếu như vậy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, chẳng lẽ còn thiếu những. Này sao, thực sự là, coi thường đại soái ca a. Sở Khoan ngạch, người cái này không đúng, làm sao có thể không để cho Trần Phi giới thiệu tên chúng ta ni. Mặt kia trên béo đô đô trẻ con mập nữ tử nghĩa tránh ngôn từ bất mãn, theo lại tiến đến Trần Phi trước mặt cười hì hì nói đại soái ca, người gọi Trần Phi đúng không? Thật là đúng dịp a, ta cũng họ Trần, chúng ta còn là người một nhà ni. Ta gọi là Trần nàng, dù thế nào ngươi cũng là tiểu diễm bằng hữu, liền kêu ta bé gái đi. Bé gái. Trần Phi nghe vậy sờ sờ mũi, tên này đều là thật có ý tứ. Trần mặt tròn, ngươi nói cái gì? Ngươi nếu còn dám gọi ta cái kia, cái gì? Ta tự liều mạng với ngươi, bổn đại tiểu thư nói được thì làm được. Nhưng thật ra Sở Diễm đại tiểu thư bỗng nhiên tạc mao, vẻ mặt nổi giận đùng đùng sẽ đối bé gái động thủ. Nguyên lai khoan cái chán, Sở Khoan ngạch chính là của nàng biệt hiệu, bởi vì nàng cái chán nếu so với người bình thường khoan một ít. Tuy rằng cũng không ảnh hưởng mỹ quan, nhưng đây cũng là trong lòng nàng một mực chỗ bẩn. A, à, người cứu mạng a, à, Sở điên nàng muốn giết người. Trần Phi đại soái ca, người ngày hôm nay không phải là đảm đương bạn trai của nàng sao? Nhanh người cứu mạng a, à, người cứu mạng a. À. Nàng kia nàng ngay tức khắc khoa trương la to, lấy Trần Phi làm lá chắn biển hiệu tránh né Sở Diễm đại tiểu thư tức giận ma chảo. Nam bằng hữu, cái gì nam bằng hữu? Nhưng vào lúc này bé gái vừa dứt lời, từ bọn họ một đám người phía sau truyền đến một đạo rất nặng thanh âm. Cũng có hai nam một nữ từ một chiếc vừa xử đến chạy băng băng e giấy kiệu trên xe xuống, trong đó có hai người chính là Trịnh Yên, qua Thu Ninh, đến mức tên còn lại, đây là vừa rồi rất nặng chủ nhân của thanh âm. Nguyên lai là Yên tỷ, qua tổng còn có Trương chủ nhiệm tới. Vừa nhìn thấy bọn họ đạt được đến, vô luận là Sở Diễm hay là Trần nàng đều ăn ý đình chỉ đùa giỡn. Người trước trên mặt rõ ràng hiện lên một tia vẻ chán ghét, người sau còn lại là cười cười nói. Không chỉ là bọn họ, nguyên bản đứng ở chung quanh bọn họ cái khác Sở Diễm bằng hữu, lúc này cũng đều đình chỉ trước nhiệt nhiệt nháo nháo đàm thiếu, như là đột nhiên xông vào một vị khách không mời mà đến, bầu không khí hơi có vẻ có chút lúng túng. Vừa mới nghe được nói là nam bằng hữu, không biết là ai như thế vinh hạnh, cư nhiên có thể có được Trần tiểu thư thân lãi. Rất nặng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này lại đeo lên một ít trêu chọc, một vị đoán chừng niên kỷ lại chừng 30 tuổi nam tử cười đi tới. Người này có chừng một thước bảy, trang phục có chút chú ý, thế mà cả người thoạt nhìn nhưng vẫn là hơi có chút mập, đẹp trai áo sơ mi bị hắn mặc thoạt nhìn mập mạp, trên mặt như có như không mang theo một tử ngạo khí cùng làm cho một loại tài trí hơn người ưu việt tính cảm giác, tựa hồ nhìn không thấy người vậy. Hi hi, Trương chủ nhiệm, bạn trai này có thể không phải là nói ta, mà là nói Tiểu Diễm. Giới thiệu một chút, vị này chính là Tiểu Diễm nam bằng hữu Trần Phi, vị này chính là vốn là cục vệ sinh phòng làm việc Trương Phúc toàn bộ, Trương phó chủ nhiệm. Nàng kia nàng gặp nam tử kia đi tới, đầu tiên là liếc mắt một cái mình tốt khuê mật, sau đó cười hì hì mở miệng nói. Cái gì, Sở tiểu thư nam bằng hữu? Vóc người mập mạp Trương Phúc toàn bộ Trương chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi, cặp kia thật nhỏ trong con ngươi nhanh chóng lướt qua một tia thâm độc. Ở đây ai chẳng biết hắn Trương Phúc toàn bộ sớm đã thành truy cầu Sở Diễm thời gian rất lâu, thế nhưng lại một điểm tiến triển không có, đối phương căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng bây giờ, một cái không biết từ đâu chui ra ngoài tiểu tử thối cư nhiên nhanh chân đến trước, từ trong tay hắn đưa hắn từ lâu ở bên trong tâm dự định cực phẩm tiếp viên hàng không cướp đi, cái này tại sao có thể nhượng hắn không tức giận, không phẫn nộ. Mẹ, lại dám cùng ta Trương Phúc toàn bộ cướp người. Thực sự là muốn chết. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thậm chí còn mịt mờ ở trong lòng ghen tị mắng, thậm chí bởi vì đố kỵ, hắn Trương toàn thân cao thấp duy nhất còn cũng coi là ưu điểm mặt, đều trở nên có chút vặn vẹo, biểu hiện ra nhưng vẫn là mang theo mỉm cười. Người này không hổ là tuổi còn trẻ an vị đưa ra thị trường cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm người, vẫn là có mấy phần lòng dạ, cư nhiên ngay sau đó làm không nghe được trước câu nói kia, trên mặt hiện ra lau một cái mỉm cười. Từ trong tay Praa thật trong bóp ra xuất ra một cái tinh mỹ quà tặng túi, thoại phong nhất chuyển đưa cho Sở Diễm nói Tiểu Diễm,
ngày hôm nay ta cũng là tạm thời biết sinh nhật ngươi, vội vội vàng vàng liền chạy đến, cũng không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Đây là ALPSLAUIEN nước hoa, hy vọng ngươi thích. Không thể không nói, người này còn là rất có một ít tâm cơ, cho rằng như vậy trước mắt bao người, đối phương mặc dù là ghét hắn, cũng sẽ hơi chút bận tâm một chút những người khác, nhận lấy hắn lễ vật. Đáng tiếc, hắn lại phán đoán sai lầm rồi đối tượng. Sở Diễm mình cũng nhanh đã quên cái kia đại mập heo rốt cuộc là lúc nào coi trọng của nàng, từ đó về sau đối với nàng mà nói quả thực chính là ác mộng vậy hồi ức. Quá thê thảm, như vậy không biết xấu hổ, vô sỉ đến cực điểm, làm người ta ghét tên, cư nhiên sẽ thích hắn, bổn đại tiểu thư sai lầm rồi còn không được sao. Ngươi thích bổn đại tiểu thư chưa giờ ta ngay tức khắc sửa còn không được sao. Sở đại tiểu thư nội tâm là không gì sánh được xác định bản thân ghét cái tên kia, cho nên khi hắn vừa nghe thấy đối phương nói lễ vật gì, ngay tức khắc không chút suy nghĩ, không chút do dự cự tuyệt nói ta không muốn, ngươi lấy về đi. Sở tiểu thư, người đây là... Trương chủ nhiệm tự nhiên nghe vậy như là bị vào đầu một chậu nước lạnh, đem hắn rót lạnh thấu tim, sắc mặt khó coi nói. Đây là cái gì? Bổn đại tiểu thư ngày hôm nay sinh nhật cũng không mời, tính toán một chút, chúng ta còn là vào đi thôi, mặc kệ hắn. Sở Diễm đại tiểu thư luôn luôn lém lỉnh, có xòe ra nói xòe ra, chỉ là câu nói đầu tiên khiến Trương chủ nhiệm sắc mặt xanh một trận trắng một trận, mất mặt đều tới cực điểm. Sinh nhật yến hội chủ nhân căn bản là không có mời hắn, thế nhưng hắn lại quát không biết sỉ, thí điên bản thân chạy tới, không phải là vô sỉ là cái gì. Quả thực mất mặt. Hơn nữa, phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường Bắc Sơn thì cục vệ sinh phòng làm việc phó cục trưởng, bình thường không biết có bao nhiêu trẻ đẹp tiểu nữ sinh đối với hắn yêu thương nhung nhớ, muốn nịnh bợ hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị một cái tiểu tiếp viên hàng không như vậy ghét bỏ, giống như là con ruồi vậy mặc kệ sẽ. Đây quả thực nhượng mất mặt vứt xuống nhà. Trong lòng nhất thời tràn đầy oán độc cùng vẻ lo lắng. Thấy tình cảnh này, Trịnh Yên cùng qua tổng do dự hỗ nhìn thoáng qua, đến cuối cùng cư nhiên đều không nói giúp Trương chủ nhiệm lời nói. Theo lý thuyết, chừng 30 tuổi thì cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm, luận chức cấp đây chính là hầu như có thể cùng phó sử trưởng một cấp bậc đại nhân vật, thực quyền phương diện cũng quả thực không ít. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Phi trẻ tuổi như vậy lại lái một chiếc giá trị trăm vạn hào xe, vô luận là bên kia bọn họ cũng không dám đắc tội, đơn giản giả câm vờ điếc, hai bên không giúp bên nào. Sở tiểu thư, ngươi còn không có chính thức giới thiệu một chút. Vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Đúng lúc này, Trương chủ nhiệm đưa ánh mắt về phía Trần Phi, mặt mang theo uy hát yêu ta mỉm cười nói. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đều còn chưa chết tâm. Mà là cố ý nói ra nói như vậy muốn cho thấy Trần Phi còn chưa phải là Sở Diễm chính thức nam bằng hữu. Dù sao nữ sinh tại đây phương tiện đều tương đối ngượng ngùng, không có ý tứ trực tiếp thừa nhận, chỉ cần còn không có thừa nhận, hắn đều còn có cơ hội. Có thể tiếp, hắn nguyên bản mỉm cười mặt lại trực tiếp lăng ở trên mặt, bởi vì chỉ thấy Sở Diễm tùy ý lôi kéo Trần Phi cánh tay, không nhịn được nói người này thật đáng ghét. Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiến đi ăn cơm. Hắn loại này cử động quả thực tựu là hoàn toàn ở phiến mặt của đối phương, bởi vì này giống như là chính diện đúng một thảo nhân ghét, ong ong gọi con ruồi, tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là mặc kệ sẽ. Vậy đi đi, Trần Phi thấy thế nhịn không được thổi phù một tiếng cười cười, xoay người hướng bên trong tửu điếm đi đến. Vân, Vân chờ đã. Nhưng vào lúc này, Trương chủ nhiệm chợt ngăn cản ở trước mặt hai người. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười hướng về Trần Phi mở miệng nói vị bằng hữu này, Trần tiên sinh đúng không? Trước cũng không thế nào nghe Tiểu Diễm nhắc qua ngươi. Không biết Trần tiên sinh hiện tại ở đâu một chuyến thăng chức. Trương Phú Quý, làm phiền ngươi có chút tự mình hiểu lấy, ta và ngươi không quen, vì vậy còn xin ngươi đừng như thế tự cho là thân mật gọi ta. Nghe thật là ác tâm, thế mà Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy lại trực tiếp cướp ở Trần Phi phía trước mở miệng nói, vẻ mặt chán ghét hình dạng. Khiến Trương chủ nhiệm sắc mặt lại là xanh một trận trắng một trận. Oanh! Tiểu nha đầu đừng cướp ta nói a. Có thể ngay sau đó, Trần Phi lại trực tiếp ở trên đầu nàng gõ một cái, có chút bất mãn mở miệng nói. Đây không phải là gọi hắn đảm đương bia đỡ đạn sao? Người cái này đều nhanh đem hắn làm trò phân cướp sạch sẽ, hắn còn thế nào làm tấm mộc, đánh như thế nào mặt của đối phương a? Nha, đại hỗn đản! Sở Diễm manh manh đầu nhỏ lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng, nhất thời bất mãn hét to một tiếng,
thế mà ngay sau đó hắn lại lão lão thật thật ngậm miệng, một màn này trực tiếp khiến chu vi quen thuộc đồng nghiệp của nàng các bằng hữu mở rộng tầm mắt. Này, 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 cái này hay là bọn hắn trong lòng cái kia không sợ trời không sợ đất sở đại tiểu thư sao? Thế nào bị người đập đến trên đầu đều không phát giật, nếu là đổi thành những người khác dám làm như thế, phỏng chừng đã sớm nháo lật trời. Vân vân chờ đã, cái này, lẽ nào, không biết là thực sự yêu đi. Mà một màn này rơi tại nguyên bổn cũng đã mất mặt ném đến mức tận cùng trương chủ nhiệm trong mắt, nhưng hắn nhất thời ghen ghét dữ dội, vặn vẹo tới cực điểm, biểu hiện ra vẫn như cũ gian nan duy trì thân sĩ dáng tươi cười hướng Trần Phi nói Trần tiên sinh thoạt nhìn bằng chừng ấy tuổi, không biết là, vừa mới tốt nghiệp đi. Ở mới vừa rồi bị giễu cợt đoạn thời gian rất ngắn trong, đầu của hắn thần tốc xoay tròn, rốt cuộc tìm được một cái tự nhận là đối với hắn rất có lợi giờ. Đó chính là Trần Phi niên kỳ thoạt nhìn quá nhỏ, giống như là mới vừa mới tốt nghiệp, tuy rằng phải cùng Sở Diễm không sai biệt lắm, nhưng vừa mới vừa tốt nghiệp thái điều có thể có cái gì tiền đồ. Đòi tiền có sao? Muốn thân phận có sao? Phải biết rằng hiện ở xã hội này ngoại trừ tiền chính là thân phận tối trọng yếu, một mình ngươi thoạt nhìn vừa mới vừa tốt nghiệp thiếu niên, có tư cách gì cùng hắn loại này sớm đã trở thành xã hội tinh anh đại nhân vật cướp nữ nhân? Đã định trước cũng liền chỉ là một làm nền tiểu nhân vật mà thôi. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy, trên mặt nguyên bản bị trào phúng đến lúc trắng lúc xanh sắc mặt lại lần nữa khôi phục đến kiêu ngạo, vẻ mặt không ai bì nổi hình dạng, trên cao nhìn xuống lấy một loại miệt thị nhãn thần nhìn Trần Phi, hình như thập phần chẳng đáng. Không phải không chúng tỷ sao? Hắn Trương Phúc toàn bộ còn cũng không tin, bằng thân phận của mình, hơn nữa trước xuất ra chân quý viên đạn bọc đường, còn có thể thu phục không được hắn. Thế nhưng hắn lại hồn nhiên đã quên mình mới là nơi này tối mất mặt cái nào, không biết xấu hổ không muốn ra, cùng như con ruồi đáng ghét. Ngươi hỏi ta a, bản thân tạm thời không việc làm một cái, nhưng thật ra cùng trương chủ nhiệm ngươi không so được. Rốt cục, đợi không biết bao lâu Trần Phi rốt cục ra sân. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười xấu xa mở miệng nói. Tuy rằng hắn và Sở Diễm đại tiểu thư tính tình có chút cùng loại, hoàn toàn có thể trực tiếp làm trào phúng trở lại. Thế mà, hắn lúc này lại sinh ra mấy phần chơi nháo tâm tư. Nếu có thể lại có vài phần chăn đệm cộng thêm sấn thác nói, mặt mũi này hẳn là mới có thể càng thêm bị đánh ba ba tiếng vang đi. Dù thế nào hắn cũng nhìn cái này dối trá tên rất không vừa mắt, nếu đều đảm đương bia đỡ đạn, vậy diễn đi, hành động bão táp. Không việc làm, ha ha, ngươi không cảm thấy ngươi không xứng với tiểu diễm sao? Ta khuyên ngươi còn là biết điều sớm một chút ly khai hắn đi. Miễn cho tự đòi mất mặt. Nghe được Trần Phi lại còn nói mình là một không việc làm, bị trào phúng đến sắc mặt xanh một trận trắng một trận trương chủ nhiệm rốt cục nhìn không được lộ ra nguyên hình, sắc mặt miệt thị nhìn Trần Phi châm chọc nói. Trương Phúc toàn bộ ngươi không nên quá quá. Sở Diễm nghe vậy nhìn không được biến sắc, hắn trước vốn đang khờ dại cho rằng, chỉ cần đem Trần Phi kéo qua đi cho nàng làm tấm mộc, đối phương là có thể hết hy vọng, biết khó mà lui, buông tha đối với hắn dây dưa. Nhưng bây giờ đối phương lại nói lên lời như vậy. Có thể ngay cả chính cô ta đều không phát giác, nếu là đổi thành những người khác tao ngộ cái này chuyện giống vậy, hắn có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt sẽ không giống hiện ở tức giận như vậy, ngay cả luôn luôn tùy tiện lém lỉnh biểu tình, lúc này đều trở nên chợt băng lạnh, rất không khách khí. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị đứng ở bên cạnh Trần Phi cười híp mắt phất tay cắt đứt. Sau đó chỉ thấy kỳ nhìn chằm chằm đối phương mắt mỉm cười nói trương chủ nhiệm đúng không? Bằng chừng ấy tuổi là có thể ngồi trên vị trí phó chủ nhiệm, cũng coi là sự nghiệp đầy hứa hẹn. Đó là đương nhiên. Trương Phúc toàn bộ tuy rằng không rõ Trần Phi vì sao biết khen hắn, nhưng nghe vậy còn là ngay tức khắc kiêu ngạo lên, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí rào rạt vẻ đắc ý. Đó là đương nhiên, được rồi, bất quá mở lớn chủ nhiệm, người nói người đường đường một vị cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm. Xuất môn tại ngoại, tốt xấu cũng muốn giảng giờ trình tự hoặc là phô trương đi. Tự tiểu phá xe, nguyên lai ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Trần Phi trông thấy trương chủ nhiệm rào rạt vẻ đắc ý, im lặng sờ sờ cằm của mình, bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa chiếc Mercedes E dãy xe có rèm che nói. Ngươi nói thật, nghe được Trần Phi nói mình tọa giá là nhỏ phá xe, qua tổng phản xạ có điều kiện giận dữ. Có thể ngay sau đó hắn nhưng chợt nhớ tới đối phương thế nhưng mở một chiếc đường cái cự thú GL400, giá trị 100 vạn. Ở loại cấp bậc đó hào xe trước mặt, hắn xe kia tự nhiên chỉ có thể xem như là một chiếc tiểu phá xe, chợt ngượng ngùng ngậm miệng.
Ngươi nói cái gì, tiểu tử, cũng đừng trách ta giáo dục ngươi không có nhãn lực, kính nhi tựu tốt nhất đừng há mồm nói lung tung. Ngươi cũng biết qua tổng tọa giá là cái gì xe. Đây chính là giá trị hơn 40 vạn chạy băng băng hào xe, chỉ bằng ngươi, mua được một cái bánh xe sao? Trương chủ nhiệm vừa nghe Trần Phi nói mình chỉ có loại trình độ này, ngay tức khắc tức giận đến không được, cũng không lo lắng một bên qua tổng kỳ quái phản ứng, lạnh nhạt nói. Một cái bánh xe, không biết xe của ta có thể mua nổi tiểu phá xe mấy cái bánh xe. Trần Phi nghe vậy chào phúng vậy cười cười, xuất ra chìa khóa xe hướng cách đó không xa bản thân tọa giá đè. Tích tích, chỉ thấy đông đảo xe cộ trong cực kỳ thấy được, cao tọa uy mãnh chạy băng băng GL400 phát ra mở đóng cửa thanh âm, nhất thời làm Trương chủ nhiệm sắc mặt đỏ lên thành cá gan sắc. Hắn quả thực không nghĩ tới, trong mắt hắn rõ ràng ăn mặc cũng liền mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng, bằng chừng ấy tuổi vừa nhìn cũng biết là vừa tốt nghiệp mới bước vào xã hội thái điểu, lại cư nhiên lái nổi như vậy hào xe. Làm cơ quan chính phủ đơn vị phó chủ nhiệm cấp bậc quan viên, bình thường trong phòng làm việc đương nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng đàm luận khởi một ít hào xe, tựu tỷ như cái này khoản chạy băng băng GL400, được khen là một đời thần xe, giá trị trăm vạn, gần với trong truyền thuyết gờ dẫy toàn bộ địa hình Việt dã xa. Không biết xe của ta có thể mua nổi tiểu phá xe mấy cái bánh xe. Trương chủ nhiệm trong đầu không ngừng vang lên trước Trần Phi tràn ngập giễu cợt, sắc mặt không tự kìm hãm được càng ngày càng đến xấu xí, càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng, chỉ thấy kỳ rốt cục không nhịn được, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói tiểu tử, đừng quá đắc ý, cẩn thận vui quá hóa buồn. Trương Phúc toàn bộ tên kia, thật, thật đi. Gặp Trương Phúc toàn bộ cư nhiên thật đi, ở đây tất cả mọi người đều có loại hai mặt nhìn nhau, không thể tin được ý tứ. Không có biện pháp, phải biết rằng Trương Phúc toàn bộ tuy rằng nhân phẩm không động, có thể giàu gì cũng là vị phó chủ nhiệm cấp bậc cục vệ sinh cán bộ, nếu là luận chức cấp bậc, đều có thể cùng phó sử trưởng tương đương, khi hắn từng tuổi này bắt đầu nói thật có thể nói là đáng quý, tự nhiên có rất ít người có thể làm cho hắn kinh ngạc. Mà bây giờ, ai cũng không ngờ tới một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo sinh nhật yến hội đến tai bực này hoàn cảnh, đặc biệt ở trong mắt bọn hắn rõ ràng chính là ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng, thoạt nhìn bình thường, nhiều lắm cũng liền hơi chút đẹp trai chút Trần Phi, cư nhiên có thể mở ra trăm vạn cấp bậc chạy băng băng xếp hào xe. Nhưng lại còn đem Trương Phúc toàn bộ tên kia cho tức giận bỏ đi, cái này để cho bọn họ đều có loại bất khả tư nghị cảm giác. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra bọn họ hầu như mọi người trong lòng cũng còn hiện lên một tia sảng khoái cùng thống khoái. Bọn họ hầu như tất cả mọi người đúng họ Trương tên ấn tượng không tốt lắm, một ngày như bức hò hét hình dạng, tự cho là tài trí hơn người, rất là uy phong, bình thường chung đụng thời gian rất dễ để cho bọn họ nghĩ trong lòng khó chịu. Nếu không phải là bởi vì hắn cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm thân phận, ai để ý đến hắn? Coi như là phi thường muốn tác hợp hắn cùng Sở Diễm qua tổng hai người, trên thực tế cũng bất quá là bởi vì trong mở ra tửu lâu nhà hàng, chân thực không có biện pháp, cũng chỉ có thể muội theo lương tâm. Không được hoan nghênh ôn thần đi, Sở Diễm đại tiểu thư trận này sinh nhật yến rốt cục chân chính náo nhiệt lên, mọi người vừa nói vừa cười bắt đầu vui chơi lên. Thời gian cực nhanh. Giữa hè dần dần có một tia cảm giác mát. Cự ly Sở đại tiểu thư sinh nhật yến đã qua gần nửa tháng, chỉ cần ở quá như vậy một đoạn thời gian, cũng đã đến trước Trần Phi trong miệng một tháng kỳ. Trong khoảng thời gian này Trần Phi không có nữa trung tâm thành phố y viện đi làm, mà là nhận nhận chân chân đem bản thân nhốt ở tửu điếm tổng thống bên trong gian phòng tu luyện. Mà trong lúc ở chỗ này, từ bác sĩ nghỉ ngơi sau khi kết thúc phản hồi y viện đi làm, khi biết Trần Phi cư nhiên bị chu viện trưởng ép đi từ chức, từng giận dữ, tức sùi bọt mép, mình cũng muốn làm giòn lược trọng trách từ chức không làm. Bởi vì về Trần Phi cùng Tiêu gia sự tình, hắn từ lâu từ bản thân tốt bản thân Đỗ lão nơi đó hiểu rõ ràng ngọn nguồn, tự nhiên minh bạch sai không ở Trần Phi. Hơn nữa, y thuật cũng không phải là như vậy không có tôn nghiêm. Thế nhưng Trần Phi nhưng không nghĩ nhượng từ bác sĩ bởi vì mình duyên cớ sa thải bản thân nhiệt tình yêu thương công tác, khuyên can mãi, cuối cùng là đem chuyện này tạm thời trấn an xuống tới. Chỉ là nhìn từ bác sĩ ý kia, tựa hồ cũng đã đi ý đã định, dù thế nào cái này trên đời này cũng không phải chỉ có trung tâm thành phố y viện cái này một nhà y viện, tỉ như Đỗ lão về hưu trước chỗ ở trung y phụ thuộc viện, chính là một cái lựa chọn tốt. Trừ lần đó ra, trong khoảng thời gian này Đồng Văn Thành Đồng bí thư người một nhà lại quá trôi qua rất không bình tĩnh, đặc biệt Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn hai huynh muội. Bởi vì ngay trong thời gian nửa tháng này mặt, Đồng lão gia tử tình huống đã càng ngày càng tao,
từ thần trí thanh tỉnh ngồi ở xe lăn cho tới bây giờ mê man ở giường, lúc tỉnh lúc mê, sốt cao không lùi, tình huống có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng bí thư, đồng nữ sĩ, tuy rằng ta sẽ hết mọi nỗ lực trị liệu đồng tiên sinh bệnh. Thế nhưng, các ngươi trong lòng tốt nhất vẫn có cái tính, đồng lão gia tử vốn là đã tuổi tác đã cao, thân thể cốt không bằng thanh niên nhân thân thể cường tráng, lại tăng thêm hắn cư nhiên mạnh mẽ muốn trùng kích đến nhất lưu cổ vũ trình tự, kết quả thất bại huyết khí nghịch lưu, lọt vào nghiêm trọng phản phệ. Vì vậy ta kiến nghị, các ngươi tốt nhất còn là làm tốt xấu nhất dự định đi. Cùng Châu Thị Đồng ra bên trong biệt thự, một vị ăn mặc dân quốc thời đại trang phục lão giả, tóc hoa râm, sắc mặt nếp uốn, cõng một cái tiểu cái hòm thuốc, tay đặt ở đã hôn mê đồng lão gia tử trên cổ tay, hồi lâu sau lắc đầu nói. Tuần lão, tình huống thật có nghiêm trọng như vậy. Đồng Văn Thành nghe vậy trong sát na biến sắc, hốt hoảng nói. Những người khác có thể không biết cái này ăn mặc kỳ quái lão giả là thân phận gì, thế nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở. Hắn cha già ở lúc còn trẻ từng đã cứu một vị khai quốc thủ trưởng, hôm nay mấy chục năm qua, đối phương sớm đã trở thành hoa hạ tối thất tuần lão nhân gia một trong, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Còn đối với Phương Niệm và Tình Xưa, đang nghe được bản thân cha già bệnh nặng sau, không chút do dự lập tức đem bên cạnh mình THIOTA thân danh thủ quốc gia phái tới. Có tư cách trở thành lão nhân gia kia THIOTA thân chữa bệnh sư lão tiên sinh, không thể nghi ngờ. Tuyệt đối cũng coi là hôm nay hoa hạ y thuật cao minh nhất một nhóm kia người, nhưng bây giờ, đối phương lại muốn bọn họ làm xấu nhất dự định, cái này tại sao có thể nhượng hắn không tâm hoảng ý loạn ni? Có thể còn nghiêm trọng hơn một ít, trừ phi, có nhất lưu cổ vũ cao thủ nguyện ý dao động căn cơ, vì phụ thân người kéo dài tánh mạng, bất quá đều tương đương với lấy mạng đổi mạng. Khó khăn a, Tuần lão lắc đầu nói. Bởi vì hắn thân phận tính đặc thù, vì vậy càng có thể trực quan cảm nhận được, một vị nhất lưu cổ vũ cường giả đối với quốc gia mà nói, ý vị như thế nào. Phải biết rằng phàm là biên chế nội, hắn biết nổi danh có họ nhất lưu cổ vũ cường giả, kỳ chức cấp tối thiểu đều là cùng phó tư cấp, cũng chính là phó thính cấp tương đương, và lại thuộc sở hữu ở ngành đặc biệt dưới, tuyệt đại đa số dưới tình huống địa phương chính phủ cũng không có quyền xử lý, kỳ tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì vậy vọng tưởng cái khác nhất lưu cổ vũ cường giả bỏ qua tính mệnh, vội tới đồng lão gia tử lấy mạng đổi mạng, hiển nhiên căn bản cũng không hiện thực. Tuần lão tiên sinh, ta gặp các ngươi trước vẫn luôn là áp dụng trung y phương pháp trị liệu, nếu như, ngươi xem nếu như chọn dùng tây y, có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Chồng ta là Hương Cảng Trần gia trưởng tử, có năng lực mời được ngoại quốc danh y. Đứng một bên đồng thục nhàn trầm mặc hồi lâu, rốt cục không nhịn được nói. Bởi đồng lão gia tử trọng nam khinh nữ phong kiến lạc hậu tư tưởng, dẫn đến hắn rất nhiều chuyện cũng chỉ là kiến thức nửa vời, hiểu rõ cũng không rõ ràng lắm, càng thêm không rõ lúc này đứng ở trước mặt nàng tuần lão, ở kinh thành, phân lượng nặng bao nhiêu. Thục nhàn. Đồng Văn Thành nghe vậy biến sắc, vội vàng nói quát bảo ngưng lại muội muội của mình, đồng thời đúng tuần lão ném thập phần áy náy ánh mắt. Tuy không chính thức định luận, nhưng ở trong mắt thế nhân Trung Tây y từ trước đến nay đều là đúng lập. Cho nên hắn muội muội ở tuần lão như vậy một vị trung y ngôi sao sáng trước, như vậy công nhiên nói muốn sử dụng tây y phương pháp trị liệu, đây quả thực liền cùng vẽ mặt không khác nhau chút nào, cực kỳ đắc tội với người. Thế mà tuần lão nghe vậy nhưng chỉ là bình thản nhìn đồng thục nhàn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói tây y nói, nếu là có thể mời được lạc á bát liên minh đám người kia, có thể còn có như vậy một chút xíu hy vọng. Đến mức những người khác, ta không cho là sẽ có kết quả tốt hơn. Làm một danh làm nghề y hơn 10 trở thầy thuốc, hắn cũng là có thể lý giải đồng thục nhàn lúc này làm tử nữ lo lắng tâm tính, sinh phụ mê man ở trên giường bệnh, hơn nữa tình huống thập phần nguy cấp, làm con trai của hắn nữ, tự nhiên là sẽ bị đả kích, có thể lý giải. Lạc Á Bát liên minh. Đồng Văn Thành, đồng thục nhàn nghe vậy giật mình liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương mê man, hiển nhiên, bọn họ đúng tuần lão trong miệng y học liên minh tổ chức cũng không biết rõ. Là Diệu Dương, đúng lúc này, đồng thục nhàn điện thoại chợt vang lên. Chỉ thấy kỳ đem điện thoại lấy ra nữa nhìn một chút biểu hiện, phát hiện là trưởng phu của mình Trần Diệu Dương đánh tới, ngay tức khắc kết nối. Này, Diệu Dương, ngươi nói cái gì, ta trước cho ngươi tìm dược liệu có tin tức. Thế nhưng hắn điện thoại vừa chuyển được chưa nói vài câu, sắc mặt tựu bỗng nhiên trở nên kinh hỉ lên, cả tiếng kêu lên. Thục nhàn, ngươi nói cái gì?
Chẳng lẽ là Trần bác sĩ trước muốn chúng ta tìm kiếm nửa đêm hoa sen đen, có tin tức? Đồng Văn Thành thấy thế nhất thời sắc mặt đại chấn, vội vội vàng vàng lôi kéo muội muội mình vai hỏi. Tuy rằng ở trong lòng hắn cũng không cho là, Trần Phi y thuật có thể so với từ kinh thành tới tuần lão cao minh hơn, nhưng bây giờ, đối phương cũng duy nhất cho bọn hắn nhà hy vọng người. Đây cũng là sở hữu bệnh tình nguy kịch người bệnh gia thuộc thường thấy nhất tâm, lý, để ý, chìm sau cuối cùng một cây lục bình. Cái này đối với bọn họ mà nói chính là hy vọng. Ngọ, nửa đêm hoa sen đen. Mà tuần lão ở từ Đồng Văn Thành trong lời nói nghe được bốn chữ này thời gian, nguyên bản bình thản mặt đột nhiên kinh ngạc cả kinh, vững như núi thái tư thái rốt cục có một tia biến hóa, mở miệng nói nửa đêm hoa sen đen. Chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm các ngươi tìm kiếm vật ấy? Vừa nghe đến từ kinh thành tới tuần lão đều lại còn nói chuyện nói lắp một chút, hơn nữa sau giọng nói nghiêm túc như thế, Đồng Văn Thành nhất thời như là lĩnh ngộ được cái gì, kích động gật đầu nói tuần lão, không dối gạt ngài nói, trước chúng ta từng tìm được một vị Trần bác sĩ. Hắn nói chỉ cần có thể tìm được nửa đêm hoa sen đen bụi dược liệu này, hắn liền có nắm chắc có thể cứu cha ta. Dứt lời, Đồng Văn Thành lấy một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là muốn từ đối phương trong miệng nghe được chút gì. Nửa đêm hoa sen đen, nửa đêm hoa sen đen, ta từng ở một quyển trong cổ tịch ngoài ý muốn biết có một phương thuốc cổ truyền, có thể trị liệu mạnh mẽ vượt qua ải sau khí huyết phản phệ. Thế mà quyển kia trong cổ tịch lại cũng không có thuốc này phương cụ thể ghi chép, ta cũng tự vẫn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới. Tuần lão chậm rãi nói. Vậy chúng ta bây giờ, Đồng Thục Nhàn nghe vậy trong lòng nhìn không được hiện ra lau một cái kích động, dò hỏi. Đến bây giờ. Hắn rốt cục nghe được là một loạt tin tức tốt. Hỏi một chút vị kia Trần bác sĩ đi, nếu hắn đều nói như vậy có nắm chắc, tuần lão khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái tinh mang, nói. Nga, đúng, 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 trước gọi điện thoại. Đồng Văn Thành nghe vậy ngay tức khắc như ở trong mộng mới tỉnh, lấy ra điện thoại của mình cho Trần Phi đẩy đi qua. Một lát sau, điện thoại gọi thông. Đồng Văn Thành hướng về phía bên đầu điện thoại kia thận trọng nói xin hỏi là Trần bác sĩ sao? Xin chào, ta là Đồng Văn Thành. Đồng Văn Thành, Nga, là Đồng Bí Thư đi. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, là đồ vật tìm. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó từ trên ghế salon ngồi thẳng người, cười hỏi. Đúng vậy, em gái ta phu vừa rồi từ Hương Cảng gọi điện thoại tới, nói có Trần bác sĩ trước ngươi nhắc tới nửa đêm hoa sen đen tin tức. Bất quá, ta đem tình huống hiện tại hình như rất nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh. Ngươi xem, Đồng Văn Thành tìm từ nói. Tình huống hình như rất nghiêm trọng, coi là thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đỗ lão còn ở bên kia sao? Ta nghĩ trước tìm hiểu một chút Đồng lão ra từ tình huống cụ thể. Trần Phi nghe vậy ngược lại cũng không cũng nhiều kinh ngạc. Bởi vì hắn trước cũng đã dự đoán quá, lấy Đồng lão ra từ hiện nay trạng thái, tối đa không chống nổi một tháng. Đến bây giờ đều đã hơn 20 ngày, tình huống nghiêm trọng đương nhiên là bình thường, nếu không mới kỳ quái. Đỗ thúc thúc hắn đã. Đồng Văn Thành nghe vậy ngẩn người, vừa định nói rõ tình huống, đứng ở kỳ bên cạnh cách đó không xa tuần lão chợt cười cười, tiếp lời đầu nói ta đến đây đi. Hiển nhiên cái này tuần lão tiên sinh cũng không phải nhân vật đơn giản gì, bằng không, không có khả năng cái lỗ tai linh như vậy nhanh nhạy, cách xa như vậy vẫn có thể nghe được trong điện thoại Trần Phi nói đi. Tuần lão, cho ngươi. Đồng Văn Thành tuy rằng vô cùng kinh ngạc đối phương vì sao biết bên đầu điện thoại kia, Trần Phi sở nói cái gì, nhưng hắn lúc này cũng còn là cái gì đều không hỏi, đem điện thoại trong tay đưa tới tuần lão trên tay. Này, xin chào, ta là Tuân Lôn. Tiếp nhận điện thoại, tuần lão mắt hơi híp mở miệng nói. Tuân Lôn. Trần Phi nghe được trong điện thoại già nua, chậm rãi thanh âm, vốn là lười biếng thần sắc bỗng nhiên thu liếm. Ngồi xếp bằng một tay trống đỡ theo ngồi ở trên ghế salon, đồng dạng là mắt hơi híp cười nói lão nhân gia, ngươi là. Ta là từ kinh thành tới. Nói, bên đầu điện thoại kia, tuần lão bỗng nhiên sang sáng nở nụ cười, chậm rãi nói ta còn là trước nói cho ngươi vị kia bệnh hoạn người tình huống đi. Ừ, nghe được đúng mới chậm rãi tự thuật dùng từ, Trần Phi trong mắt thoáng hiện ra lau một cái vẻ kinh ngạc, về sau gật đầu nói. Lão nhân này nhà tựa hồ không phải là người bình thường a, hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau một lát, tuần lão đã đem Đồng lão ra từ tình huống hoàn toàn nói cho Trần Phi, hơn nữa còn là một loại ngoại nhân hoàn toàn nghe không hiểu phương thức,
triệt triệt để ngũ hành trình bày và phân tích. Thế mà đến cuối cùng Trần Phi chỉ là thoáng nhẹ nhàng ừ một tiếng, hình như cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thấy tình cảnh này, Tuần lão khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, chậm rãi nói Trần bác sĩ, người có biện pháp không? Nếu có thể ở trong vòng 3 ngày tìm được nửa đêm hoa sen đen, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Nếu vượt qua lúc này, mặc dù thần tiên tới, cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Trần Phi không cần phải, nghĩ ngợi, nói. Phải. Tuần lão khẽ vuốt mình một chút cằm cũng không coi là rất rõ ràng râu bạc trắng, mở ra điện thoại trên miễn đề kiện, hướng đang ở bên cạnh hắn Đồng Thục Nhàn hỏi, Đồng nữ sĩ, không biết người mới vừa nói nửa đêm hoa sen đen tin tức. Vật ấy hiện tại chính ở nơi nào? Cái kia, là như vậy, vừa rồi chồng ta Diệu Dương gọi điện thoại tới cho ta. Nói ở Hương Cảng chợ đêm một hồi ngoại hạng đấu giá hội trên, có quan hệ ở Trần bác sĩ trước nhắc tới nửa đêm hoa sen đen tin tức. Kỳ đặc thù, hầu như sờ một cái vậy. Đồng Thục Nhàn biết Trần Phi đã ở nghe, ngay tức khắc tận lực nói rất lớn tiếng nói. Hương Cảng chợ đêm ngoại hạng đấu giá hội, đó không phải là đẳng cấp cao nhất sao? Tuần lão nghe vậy tựa hồ nhớ tới cái gì, dù gì nói. Không sai, ở Hương Cảng chợ đêm sở thừa nhận sở hữu đấu giá hội trong, đều bị chia làm giáp ất bính đinh 4 cái đẳng cấp. Trong đó đinh cấp đấu giá hội là tối hạ tầng, thuộc về giá khởi đầu 10 vạn, mà ngoại hạng đấu giá hội còn lại là cấp bậc cao nhất, bình thường 2-3 năm cũng khó gặp được một hồi, thuộc về giá khởi đầu hơn ức cực kỳ xa hoa lần nhất lưu đấu giá hội. Tựa hồ nghe đến rồi Tuần lão giải thích, lại tựa hồ là sợ Trần Phi không rõ vì vậy, Đồng Thục Nhàn lại đem hắn biết tin tức rất nhanh nói ra. Giá khởi đầu hơn ức cấp bậc cực kỳ xa hoa lần đấu giá hội. Ngoan ngoãn, nghe nhưng thật ra rất hù người. Bất quá là khi nào thì bắt đầu ni. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Phi nhiều hứng thú thanh âm. Tối mai, Đồng Thục Nhàn nghe đến đó, ngay tức khắc mở miệng nói. Thục Nhàn, lập tức chuẩn bị vé máy bay, chúng ta sáng sớm ngày mai phải đi Hương Cảng. Diệu Dương mới có thể cho tới buổi đấu giá vào bàn cuốn đi. Hồi lâu không nói chuyện Đồng Văn Thành nhất thời mở miệng nói, giọng nói có vẻ thập phần kiên quyết. Hắn là trong trưởng tử, đồng dạng cũng là Đồng lão gia tử từ nhỏ đến lớn hy vọng, vì vậy hoa ở trên người của hắn tâm huyết sao mà nhiều. Tự nhiên hai phụ tử cảm tình rất sâu, tuy rằng người cuối cùng có một mạng, và lại Đồng lão gia tử hôm nay tình hình quả thực đã hy vọng không lớn, có thể thái độ làm người tử nữ, lại là một gã chân chính hiếu tử, Đồng Văn Thành đương nhiên không cách nào như vậy lúc đó tiếp thu. Cho nên khi hắn nghe được chàng có khả năng quan hệ đến cha mình trị liệu hy vọng đấu giá hội, sẽ ở tối mai cử hành thời gian, hắn không chút do dự muốn bỏ xuống trên tay mình tất cả mọi chuyện, muốn chạy đi Hương Cảng, vì cha mình tranh thu hồi lại hy vọng. Diệu Dương nói, vào bàn cuốn vấn đề không cần lo lắng, chỉ là, đại ca ngươi. Đồng Thục Nhàn trần chờ gật đầu, đang nhìn mình thân ca ca muốn nói lại thôi. Đồng Bí Thư, lấy thân phận của ngươi bây giờ, nếu không có thực sự cần phải, bằng không tốt nhất đừng đi chợ đêm. Đúng lúc này, Tuần lão bình thản nói dường như tam phục trời lạnh nước tưới vào Đồng Văn Thành trên người, làm hắn cả người một cái giật mình, bỗng nhiên vang lên bản thân đi nhậm chức tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư chức vị này lúc, nhận được theo thông lệ chức vị thông chi. Thế nhưng, Đồng Văn Thành nhất thời lâm vào trong hai cái khó này, vẻ mặt dãy giụa. Đồng Bí Thư, bằng không, để ta thay ngươi đi Hương Cảng đi một chút đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, lớn như vậy, ta đều còn không có đạp ra quá tỉnh Giang Nam. Đúng lúc này, Trần Phi hăng hái bừng bừng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, nhất thời làm Đồng Văn Thành nguyên bản cực dãy dụa sắc mặt, trong nháy mắt kinh hỉ, kích động. Trần bác sĩ, ngươi là nói thật. Đồng Văn Thành có dũng khí không dám tin cảm giác, xác nhận nói. Nếu là Trần Phi thật nguyện ý đại thế hắn đi như thế một tao, đây mới thực sự là tốt nhất, thích hợp nhất quyết định, tất cũng không kể nói như vậy, Trần Phi mới là vậy đối với nửa đêm hoa sen đen quen thuộc nhất người. So với hắn cái này cái gì cũng không biết thường dân mạnh hơn nhiều. Đương nhiên là thực sự, vậy cũng là giá mở đầu hơn ức cực kỳ xa hoa lần đấu giá hội, nếu không phải đi gặp một chút quen mặt, chẳng phải là đáng tiếc. Trần Phi là thật hăng hái bừng bừng, hai mắt hiện lên một tia tinh mang nói. Dù thế nào hắn hôm nay đều đã từ chức tại gia, suốt ngày đều có không gian, lớn như vậy chàng diện, có thể nào không đi biết một chút về ni. Không thể không nói. Người đều cũng có hướng tới thượng du một mặt, từ nhân tính trên phân tích tựu là một loại siêu nhiên chấp niệm, tính dai. Dù sao quả thực quá mê người.
tốt lắm, Trần tiên sinh ta hiện tại ngay tức khắc phái người đi qua đón ngươi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức nói, hắn hôm nay tuy rằng không có ở Hương Cảng, nhưng bên cạnh cũng còn là theo chân một đại bang Trần gia hạ nhân, có thể tùy thời thay hắn phân ưu giải nạn, xử lý việc vặt vãnh, vì vậy nhận cá nhân tự nhiên rất giản đơn. Không cần gấp gáp như vậy, dù thế nào cái gì đấu giá hội là đêm mai mới bắt đầu. Trước đem vé máy bay định rồi đi, đến lúc đó sớm một ít đem cất cánh thời gian phát ngắn hơi thở cho ta, tự ta đoán chừng thời gian đến. Thế nhưng Trần Phi bên kia lại nói như thế. Ngạch, tốt lắm, Trần tiên sinh ta bên này tự cúp điện thoại trước. Đồng Thục Nhàn nghe vậy ngẩn người, chưa kịp đáp lời, đứng ở hắn bên cạnh Đồng Văn Thành ngay tức khắc nhanh tay lẹ mắt mở miệng nói, và lại theo cúp điện thoại. Ca, Đồng Thục Nhàn lúc này còn có chút thần tình hoảng hốt, không biết có phải hay không là bởi vì không nghĩ tới, cha nàng đều đã như vậy bệnh tình nguy kịch, nguy hiểm, có thể điện thoại bên kia Trần Phi nhưng vẫn là một bộ không theo bộ dáng gấp gáp, khiến trong lòng nàng nhìn không được có một chút tức giận. Thục Nhàn, người có biết hay không ngươi vừa rồi thiếu chút nữa phạm dưới sai lầm lớn. Thế mà Đồng Văn Thành lại không bất kể nàng ngây người, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Sai lầm lớn. Cái gì sai lầm lớn? Đồng Thục Nhàn nghe vậy có chút không rõ vì vậy. Đừng cho là ta không biết vừa rồi trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, may là không có biểu lộ ra, nếu không. Thục Nhàn, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là chúng ta cầu Trần bác sĩ vì ba xem bệnh, mà không phải hắn cầu chúng ta. Nếu là bởi vì ngươi nhất thời sai lầm, dẫn tới Trần bác sĩ không hài lòng, buông tay bất kể, đến lúc đó chúng ta đi nơi nào tìm người thứ hai bác sĩ, đến vì ba xem bệnh. Cũng không biết có phải hay không là người với người gian thật không có cùng, đồng dạng là hai cái thân ở địa vị cao người, Đồng Văn Thành lại cùng Tiêu Thiên Nhượng tư duy hoàn toàn bất đồng. Hắn rõ ràng minh xác nhận thức đến mình mới là cầu người nhất phương, vì vậy cái gọi thân phận, địa vị, khoan dung đều hẳn là cầm được thì cũng buông được, cấp cho đối phương phải có tín nhiệm cùng tôn trọng. Nếu là người Tiêu gia sớm có Đồng Văn Thành, Đồng bí thư cao như vậy chính xác tư tưởng giác ngộ, đâu còn phải dùng tới hiện ở một ngày như vậy ngày đau lòng bản thân hài tử, một bên lại còn đang suy nghĩ làm sao cho Trần Phi thử áp, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Điển hình tự làm ngược, không thể sống. Ca, ta biết sai lầm rồi, sau ta nhất định sẽ không tái phạm. Đồng Thục Nhàn nghe được đại ca của mình nói, lúc này cũng là phía sau có chút mồ hôi lạnh, đúng vậy, nếu là thật bởi vì mình tiểu tâm tình, chọc giận đối phương, buông tay mặc kệ. Nàng kia là được thân thủ dập tắt cha mình cứu trị hy vọng đầu sỏ gây nên. Nếu thật là như vậy, sợ rằng chính cô ta cũng không biết tha thứ chính cô ta đi. Tuần lão, mới vừa rồi là chúng ta hai huynh muội quá kích động, xin lỗi. Kích động sau, Đồng Văn Thành chợt nhớ tới từ kinh thành chuyên mà đến tuần lão còn ở đây, rất sợ đối phương nhân vi hai huynh muội bọn họ mới vừa cử động cảm giác được vắng vẻ, sinh lòng không hài lòng, vội vã tạ lỗi nói. Đồng bí thư không cần như vậy, tuần ta cũng không phải cẩn thận như vậy mắt người. Rồi hãy nói Đồng tiên sinh có thể có phúc khí như vậy, coi như là vận mệnh của hắn a. Thế mà đối phương lại cười lắc đầu nói. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xốc lên bên trên tiểu cái hòm thuốc, hướng phía Đồng Văn Thành cười nhạt chắp tay, xoay người nói đã như vậy, tuần ta trước hết đi một bước. Hai vị không cần khuyên, ta đây lần đến cũng không có dự lưu bao nhiêu thời gian. Hơn nữa lão thủ trưởng thân thể gần một ít đến cũng có chút ôm bệnh nhẹ, vì vậy ta phải mau chóng chạy trở về. Gặp tuần lão phải đi, Đồng Văn Thành huynh muội phản xạ có điều kiện muốn khuyên nhủ, có thể khi bọn hắn nói đều còn không có xuất khẩu, cõng tiểu cái hòm thuốc tuần lão lại đã biến mất không thấy, sợ đến không bừng tỉnh Đồng Thục Nhàn lại lấy làm kinh hãi. Ca, hắn thế nào không thấy? Đồng Thục Nhàn lắp bắp nói. Đừng động những thứ này. Nhanh đính vé máy bay đi. Trưa mai hoặc là buổi chiều. Đồng Văn Thành liếc mắt một cái hơi rộng mở cửa phòng, chỉ mở đề tài nói. Hắn đương nhiên biết đúng mới có tư cách trở thành lão nhân gia kia THIOTA thân chữa bệnh sư, tự nhiên không là cái gì người bình thường, phủ nhận, hắn cũng sẽ không có thể sẽ đối với cổ vũ người vòng tròn nội chuyện hiểu rõ ràng như vậy. Đáp án rõ ràng. Hương Cảng chợ đêm sao? Mà đang ở Đồng gia bên trong biệt thự trở nên công việc lu bù lên, hơn 10 mét ngoài, một viên cành phồn lá tốt trên cây to, một đạo nghe có chút tả lãnh thanh âm, yếu ớt vang lên. Chỉ thấy cả người cao đồ có 1 thước 8, vóc người cũng không so với nam tử khô gầy như là U Linh vậy, lẳng lặng đứng ở đó trên cây to cành làm hơn, bị cành phồn lá tốt chặn. Hắn mặc một bộ hắc sắc cổ lật áo lông,
thon dài quần tây dài đen, toàn thân đều là đen, thế nhưng hắn lỏa lồ tại ngoại này da thịt lại có vẻ không gì sánh được tái nhợt, thật giống như được không chút máu trứng vậy, thoạt nhìn thập phần hết sức sấm nhân. Lão gia hỏa này thật vất vả sắp chết, cũng nửa đường lại trên đường buông tha. Này, số 4, nghe thấy sao? Gọi người ở Hương Cảng động thủ đi, ta không thích có người làm dối. Ừ. Hương Cảng ở vào Hoa Hạ Tổ Quốc Sơn Hà Hoa Nam Khu, Châu Giang miệng lấy Đông, Nam Hải ven bờ, tiếp giáp Thẩm Quyến, Quảng Châu, Châu Giang chờ chư thị, chính là quốc gia của ta rất là trọng yếu đặc biệt khu hành chính một trong, đứng hàng ở toàn cầu tối cao độ phồn vinh quốc tế đại đô sẽ danh sách. Hương Cảng toàn cảnh từ Hương Cảng đảo, Cửu Long bán đảo, Tân Giới chờ tam đại khu vực cấu thành. Hạt diện tích chung khoảng chừng ở 1.100 bình trăm cây em trong lúc đó, nhân khẩu mật độ cực cao, đủ để đứng vào toàn cầu trước 5 nhóm. Trừ lần đó ra, Hương Cảng còn là kế New York, London sau đệ tam tài chính trung tâm, đủ xưng là nữ luân cảng, tại thế giới được hưởng cực cao danh dự. Là quốc tế cùng Á quá khu trọng yếu vận tải đường thủy đầu mối then chốt cùng lớn nhất sức cạnh tranh thành thị một trong. Liên tục 21 năm kinh tế tự do độ lũy thừa đứng hàng thế giới vị trí đầu não. Dĩ nhiên, Hương Cảng còn là đông đảo đều biết Đông Phương Châu, Á quá khu mua sắm thiên đường. Từ trước đến nay lấy trị an tốt đẹp, tự do kinh tế, pháp luật kiện toàn chờ trọng yếu then chốt danh từ nghe tiếng thế giới. Cũng là toàn cầu kinh tế phát triển nhất cùng sinh hoạt tiêu chuẩn cao nhất khu một trong. Nơi này chính là Hương Cảng sao? Ngồi ở từ tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng Châu Thị tốc hành Hương Cảng phi cơ chuyến khoang hãng nhất nội, Trần Phi từ cửa sổ phi cơ quan sát chỗ ngồi này quốc tế đỉnh cấp đại đô sẽ, lần đầu tiên có dũng khí thật sâu bị rung động cảm giác. Thật giống như đã từng hoảng hốt mơ tới vị kia tu chân giới cao nhân sở ngang trời quật khởi thế giới. Mênh mông cuồn cuộn Nam Hải, ba đảo cuộn trào mãnh liệt, bảo vệ xung quanh theo Hương Cảng chỗ ngồi này tổ quốc Hoa Nam đại địa sáng chói Đông Phương Châu. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hiện đại hóa nhà cao tầng, như sắt thép cự thú vậy, kỳ đỉnh lượn lờ theo vân vụ, còn có trên đời nghe tiếng vòng quanh trái đất mậu dịch sân rộng. Trời xanh mây trắng dưới, Hương Cảng chỗ ngồi này quốc tế hóa đại đô thị bao phủ một loại khó có thể tưởng tượng tức giận, giống như là ẩn chứa thiên địa chí lý vậy, Trần Phi thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng có một hùng hồn khí thế cất giấu tại đây tòa quốc tế đại đô sẽ trong thành phố. Coi như lấy hắn hôm nay luyện khí tam trọng đỉnh thực lực, ở cổ khí thế kia trước mặt cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé đến cực điểm. Không sai, Trần Tiên Sinh ngươi xem, bên kia chính là Hương Cảng đảo, khi hắn mặt trên một điểm chính là Cửu Long. Còn có nơi ấy, là Hương Cảng nổi danh Cửu Long Lệ Gia Tửu Điếm. Tuy rằng bởi vì mình phụ thân chuyện tình, Đồng Thục Nhàn lúc này có vẻ có chút tiều tụy vì lo lắng, thân sắc hoảng hốt, bất quá hắn nhưng vẫn là chưa hướng Trần Phi giới thiệu Hương Cảng. Dù sao cũng có trước Đồng Văn Thành nhắc nhở, hắn hiện tại cũng đã khắc sâu nhận thức đến bọn họ mới là cầu người nhất phương, vì vậy nhất định phải an chịu đựng ở mình tiểu tâm tình, bằng không, nếu là chọc giận đối phương, trực tiếp lược trọng trách bất kể nói, nàng kia mới là muốn khóc đều không được. Phải đến sân bay. Trần Phi hăng hái bừng bừng đánh giá ngoài cửa sổ cảnh sắc, chợt phát hiện phi cơ chuyến đã sắp đến Hương Cảng sân bay, lập tức cũng nhanh muốn hạ lạc. Trần Tiên Sinh. Chồng ta bọn họ đã đến sân bay. Đợi chúng ta có thể trực tiếp làm xe của hắn đi, trước nghỉ ngơi một chút. Đồng Thục Nhàn tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, tận lực ở Trần Phi trước mặt nói ra. Hiển nhiên, đây là một loại ám chỉ, đường đường Hương Cảng nhà giàu có Trần gia trưởng tử đều tự mình đến cho ngươi mượn cơ hội, coi như là cho đủ ngươi mặt mũi, thập phần coi trọng. Phải, vậy thì thật là tốt. Trần Phi đương nhiên cũng minh bạch đối phương có ý tứ. Không thể đưa không cười cười, sau đó máy bay vững vàng dừng ở Hương Cảng sân bay. Mụ, bên này, ta tại đây. Làm Trần Phi, Đồng Thục Nhàn cùng với một đám bảo tiêu đi ra hàng đứng lâu đến thính, ngay tức khắc có một đạo rộng rãi thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã chừng 20 tuổi tuổi nhỏ người, ăn mặc một thân rộng thùng thình hưu nhàn đồ thể thao, khuôn mặt gian có vài phần rất giống Đồng Thục Nhàn, chính ở bên kia hôi tay múa chân la lên. Tiểu Hào. Đồng Thục Nhàn vừa thấy được người trẻ tuổi kia, nguyên bản khuôn mặt u sầu đầy mặt trên mặt nhất thời nhiều hơn lau một cái mẫu tính mỉm cười, ngay sau đó ngay tức khắc mời Trần bay qua Trần Tiên Sinh, chúng ta đi qua đi. Đồng nữ sĩ, gặp các người khuôn mặt tương tự như vậy, vị kia, phải là con của ngươi đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ngược lại cũng khẽ mỉm cười nói. Trần Tiên Sinh ngươi ánh mắt thật chuẩn, không sai,
hắn chính là ta cùng ta tiên sinh nhi tử, Trần Hào. Tiểu Hào, mau tới đây, gọi Trần tiên sinh. Dù sao quan hệ đến cha mình sinh tồn hy vọng, vì vậy hôm nay Trần Phi ở Đồng Thục Nhàn trong lòng địa vị rất trọng yếu, gặp hắn câu hỏi, ngay tức khắc hồi đáp. Trần tiên sinh, xin chào, ta là Trần Hào. Trần Phi thân phận hôm nay xem ra coi như là rất đặc thù, toàn bộ Đồng gia ngoại trừ Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn còn có Đồng lão gia tử ba vị người biết chuyện ngoại. Cái khác cho dù là Đồng Thục Nhàn tiên sinh Hương Cảng Trần gia trưởng tử Trần Diệu Dương, cũng là kiến thức nửa vời, biết rất ít, vì vậy tự nhiên Trần Hào cũng không biết Trần Phi người như vậy. Chỉ là hôm nay gặp cha mình, cư nhiên đúng một cái cùng năm nào kỳ không xê xích bao nhiêu thiểu niên biểu hiện ra như vậy tôn trọng, nhưng lại có thể cho bản thân lễ phép xưng hô đối phương vi Trần tiên sinh. Trần Hào trong lòng tự nhiên có chút cây ết yêu ta sợ, cũng không dám khinh thường, lão lão thật thật kêu một câu Trần tiên sinh. Ngạch, xin chào, xin chào. Mà ở nhìn thấy đối phương như vậy nghiêm chỉnh cùng bản thân chào hỏi, Trần Phi ngược lại hơi có chút không được tự nhiên, tùy tiện cười ha ha, hỏi, Đồng nữ sĩ, không phải nói ngươi tiên sinh cũng tới sao? Người đâu? Ta tiên sinh, Nga, được rồi, Tiểu Hào, ba ngươi ni. Đồng Thục Nhàn lúc này mới nhớ tới bản thân tiên sinh cũng ứng với ở, chợt nghi ngờ hướng con trai mình hỏi. Mụ, ba hắn đi buồng vệ sinh. Cái kia Trần Hào một bên đáp trả, một bên trộm liếc Trần Phi liếc mắt, hơi chút thấp đi xuống khuôn mặt rõ ràng hiện lên ý tứ không hài lòng. Hiển nhiên, hắn gặp Trần Phi bằng chừng ấy tuổi, lại cư nhiên đúng cha mẹ mình thân nói như vậy khinh thường, tùy tùy tiện tiện, thật đúng là đem mình làm là đại nhân vật gì. Dĩ nhiên, những ý niệm này hắn cũng chỉ là ở trong lòng tự suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không ngu xuẩn đến không trải qua óc tự bộc phát ra. Dù sao mẫu thân hắn đều không nói gì. Hắn tự nhiên không tốt hoành xanh ba chiết. Vân vân chờ đã, ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi trong lúc vô tình ánh mắt quét đến Trần Hào trên trán, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chân mày chăm chú nhíu lại, nhìn đối phương hỏi, Trần Hào đúng không, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có đúng hay không từ năm nay bắt đầu, rời giường thời gian có đúng hay không bình thường sẽ có bệnh nhức đầu. Làm sao ngươi biết, Trần Hào nghe vậy nhất thời sắc mặt đổi đổi, nhịn không được giật mình nói. Bởi vì, này sự kiện hắn chẳng bao giờ đúng bất cứ người nào nói qua, hắn làm sao biết. Đồng Thục Nhàn tuy rằng không phải là bác sĩ, nhưng hắn lại biết Trần Phi là một hết sức lợi hại trung y, mà trung y lại am hiểu vọng, văn, vấn, thiết, từ một người trong tướng diện nhìn ra hắn bị bệnh gì. Nhất niệm đến nước này Đồng Thục Nhàn sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng nói Tiểu Hào, người có phải là thật hay không có Trần tiên sinh nói loại tình huống này. Ngươi cho ta thành thật trả lời, nghìn vạn đừng việc không đáng lo, Trần tiên sinh hắn là một vị rất lợi hại trung y. Mụ, đừng khẩn trương như vậy, ta bất quá chỉ là rời giường lúc rất nhỏ có chút đau đầu mà thôi, đoán chừng là gần nhất vừa tiếp nhận trong nhà chuyện tình, mệt nhọc hơn. Về sau nhiều chú ý một ít tựu không sao, thế nhưng Trần Hào lại việc không đáng lo, một bên tùy tùy tiện tiện nói rằng, một bên âm thầm không thích nhìn lướt qua Trần Phi. Hanh, rất lợi hại trung y. Là hắn còn trẻ như vậy, khả năng sao? Thực sự là nói chuyện giật gân. Người hài tử này, về sau chú ý một chút, đừng cho là mình tuổi còn trẻ có thể tùy tiện thức đêm, biết không? Đồng Thục Nhàn ngay từ đầu nghe được con trai mình thật có Trần Phi nói đau đầu bệnh trạng, trong lòng cũng là hạ giật mình, bất quá khi hắn sau lại nghe được con trai mình đều nói không có việc gì. Hơn nữa thanh niên nhân tuổi quá trẻ, thân thể lý nên thấy thế, làm sao nhiều như vậy tai nhiều bệnh. Cũng liền thở dài một hơi, nát niệm lải nhải. Đồng nữ sĩ, theo ta thấy, Trần công tử cái này hẳn không phải là thông thường đau đầu bệnh trạng đi. Thế mà, Trần Phi bình thản thanh âm lại theo vang lên. Cái gì, Trần bác sĩ ngươi ý tứ? Đồng Thục Nhàn nghe vậy sắc mặt chợt biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta còn trẻ như vậy, mới 23 tuổi, có thể có cái gì bệnh nặng? Trần Hào lúc đầu đúng Trần Phi trước khinh thường thái độ tự trong lòng khó chịu. Hôm nay lại thấy hắn cư nhiên chú đầu mình đau, không phải là đơn giản bệnh trạng, rốt cục nhìn không được sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói. Câm miệng, Tiểu Hào, thế nào cùng Trần tiên sinh nói chuyện? Trần Hào không biết Trần Phi thân phận, có thể Đồng Thục Nhàn lại nhất thanh nhị sở, đây chính là hôm nay có thể cứu lại cha nàng duy nhất hy vọng, liên hắn cả đường đường tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư, đều đối kỳ dù sao một mực cung kính, nhưng hôm nay con của hắn lại dùng như vậy thái độ ác liệt chất vấn đối phương. Không khỏi sợ đến sắc mặt cũng thay đổi,
vội vàng hướng Trần Phi quát mắng nói. Thục Nhàn, chuyện gì xảy ra, làm gì từ nhỏ Hào phát giận. Đồng Thục Nhàn vừa dứt lời, một đạo nam sinh từ cách đó không xa truyền đến, cũng một vị xuyên người trang phục đều có vẻ rất có mị lực trung niên nam sĩ đang từ cách đó không xa buồng vệ sinh đi tới. Kỳ đôi mắt lấp lánh hữu thần, làm cho cảm giác thập phần có trùng kích cảm. Người nọ đi tới Trần Hào trước mặt, đầu tiên là dùng nhãn thần hỏi thăm một chút thê tử của chính mình, sau đó cười vỗ vỗ Trần Hào vai, làm bộ nghiêm túc nói tiểu Hào, mẹ ngươi hiện tại chưa kịp ông ngoại ngươi chuyện tình phiền lòng nhi. Hiện tại chớ có chọc hắn tức giận. Ta biết, thế nhưng, ba, ta tự chẳng qua là cảm thấy vị này Trần tiên sinh nói quá mức nghiêm trọng, tự phản bác hai câu, kết quả mụ hắn tự mất hứng. Khả Trần Hào cũng cảm giác mình ủy khuất, mặc danh kỳ diệu đến cá nhân chú bản thân được bệnh nặng, có thể bản thân mụ vẫn còn giúp đỡ đối phương nói, điều này làm hắn chân thực có chút nhớ nhung không thông. Ngươi, ngươi, nói bậy bạ gì đó, còn không mau nhanh câm miệng cho ta. Đồng Thục Nhàn gặp con trai mình nếu không không có im miệng, trái lại còn nói như vậy, nhất thời trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia tức giận, sợ hãi vẻ, há mồm cả tiếng mắng. Thoạt nhìn là giận thật. Phải biết rằng trước mắt vị này Trần tiên sinh, đây chính là duy nhất có thể tựu cha nàng tính mệnh hy vọng, nhưng hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị con của hắn mạo phạm, không tôn kính, nếu là đối phương một cái mất hứng. Đồng Thục Nhàn sắc mặt không khỏi trắng mấy phần, bỗng nhiên đưa tay cứng rắn lôi kéo Trần Hào đứng ở Trần Phi trước người, nghiêm nghị nói hướng Trần tiên sinh xin lỗi. Không cần, vừa vặn hiện tại cũng không có việc gì, vừa vặn ta một người nơi đi vòng vòng. Đồng nữ sĩ, muộn một ít ta ở liên hệ ngươi. Thế mà Trần Phi lại cấp tốc lắc đầu, thật sâu nhìn vẻ mặt quật cường Trần Hào liếc mắt, xoay người hướng hàng đứng lâu thang máy bước đi đi. Cũng không phải hắn thật nhỏ mọn như vậy tự sinh khí, mà là hiện nay loại cục diện này chân thực nhượng hắn xấu hổ, cả người khó chịu, thẳng thắn vừa đi, vừa vặn nhượng hắn có thời gian biết một chút về hương cảng cái này tòa hiện đại đại đô sẽ. Hắn trước khi tới thế nhưng rất hăng hái bừng bừng, tràn đầy kỳ vọng. Trần tiên sinh, Đồng Thục Nhàn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật đi, tuy rằng không phải là vừa đi, nhưng là nhượng trong lòng nàng âm thầm kêu khổ không ngớt. Hắn chẳng thể nghĩ tới con trai mình bình thường rõ ràng rất nghe lời, nhưng hôm nay vì sao cứ như vậy thiếu kiên nhẫn nhi. Mà đang ở Đồng Thục Nhàn trong lòng kêu khổ là lúc, Trần Phi sớm đã thành ngồi lên xuống thang máy ly khai. Của nàng giơ tay lên đưa tay ra mời, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rũ xuống, vẻ mặt ảm đạm hình dạng. Mụ, không phải là, ta không phải mới vừa cố ý. Gặp mẫu thân mình lại là loại này sắc mặt, Trần Hào cũng lại càng hoảng sợ, sốt ruột nói. Thục Nhàn, không phải là, cái này cũng là chuyện gì xảy ra. Người đây tột cùng là, người nọ tuổi còn trẻ cái giá cũng thật lớn, hắn là ai vậy? Mà cặp mắt kia lấp lánh hữu thần trung niên nam tử, gặp Trần Phi cư nhiên như thế vân đạm phong khinh bỏ lại một câu nói, liền tùy ý đi, nhịn không được khẽ nhíu mày. Mặt mang bất mãn nói. Phải biết rằng, ở Hương Cảng có 5 đại hào môn, bọn họ Trần gia mặc dù là bài sau cùng, vị thứ 5, nhưng đồng dạng cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể cho bọn hắn nhà cho sắc mặt xem. Chớ nói chi là hắn Trần Diệu Dương còn là hôm nay Trần gia trưởng tử, đại gia trưởng, khổng lồ Trần thị tập đoàn hiện nay trên thực tế người trưởng đà, đừng nói ở Hương Cảng lần được người tôn kính, coi như đến rồi nội địa, cũng ít có người dám không để cho hắn mặt mũi. Mánh khóe thông thiên, lại chưa từng gặp qua như vậy ở vợ hắn, nhi tử trước mặt như vậy càn rỡ thanh niên nhân. Trần Diệu Dương không biết Trần Phi thân phận, thế nhưng Đồng Thục Nhàn lại nhất thanh nhị sở, đối phương là hiện nay duy nhất có khả năng cứu sống cha nàng hy vọng, có thể bây giờ lại bị con của hắn ngạnh sinh sinh khí đi. Nhất niệm đến nước này, Đồng Thục Nhàn chỉ cảm giác mình tâm loạn như ma, thở dài một hơi, chậm rãi nói hắn chính là Trần bác sĩ. Cái gì? Hắn chính là Trần bác sĩ. Ở từ vợ mình trong miệng nghe được đáp án xác thực sau, Trần Diệu Dương nhìn không được sắc mặt hơi thay đổi một chút. Hắn quả thực không nghĩ tới, trong mắt hắn cũng chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên người thường, lại là trước vợ mình còn có anh vợ trong điện thoại tôn sùng đầy đủ thần y. Chuyện này nhượng hắn có dũng khí tư tưởng thác loạn cảm giác, cũng rốt cuộc minh bạch, Đồng Thục Cầm trước vì sao phải phát lớn như vậy phát hỏa. Bản thân lão Thái Sơn, lão Nhạc Phụ, hôm nay sinh mệnh đe dọa chính nước đục ở trên giường bệnh, mà hôm nay, vị kia Trần bác sĩ lại là cuối cùng còn sót lại hy vọng, cũng khó trách Đồng Thục Nhàn sẽ nhạy cảm như vậy, thần hồn nát thần tính. Thục Nhàn, không có chuyện gì,
nhìn vị kia Trần tiên sinh cũng hẳn không phải là hẹp hòi như vậy người. Hắn không phải nói muộn một ít liên hệ ngươi sao? Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Bất quá dù vậy, lấy thân phận của hắn bao nhiêu hay là đối với Trần Phi có chút không cho là đúng, vì vậy cũng liền tránh nặng tìm nhẹ nói tránh đi. Diệu Dương, không phải là ta chuyện bé xé ra to, mà là đang ta hồi trước khi tới, anh ta từng nhắc đi nhắc lại nói cho ta biết nhất định đừng cho Trần tiên sinh có bất kỳ không hài lòng. Đồng thời ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, có thể y thuật của hắn nhưng ngay cả Đỗ Thúc Thúc đều mặc cảm, thậm chí ngay cả một vị chuyên từ kinh thành mà đến, cho ta ba xem bệnh lão tiên sinh, đều cho rằng Trần tiên sinh là cao nhân, hảo tâm chỉ điểm chúng ta nhất định phải coi trọng. Thế nhưng lại thật không ngờ tiểu hào lại như thế không biết nặng nhẹ. Ai, nói, liền chính cô ta cũng không nhịn được thở dài. Trước là chính cô ta cho rằng Trần Phi tuổi còn trẻ, không có coi trọng, càng về sau thiếu chút nữa chọc dưới đại họa, mà bây giờ con của hắn, tiên sinh cư nhiên cũng là như thế này. Thật đúng là không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa a. Đỗ Thúc Thúc, ngươi là nói tỉnh Giang Nam vị kia Đỗ Lão. Trần Diệu Dương tuy rằng không biết từ kinh thành tới lão tiên sinh kia là ai, thế nhưng hắn lại biết Đỗ Lão a, kỳ nổi danh hưởng dự trong ngoài nước, thậm chí ngay cả có chút ở Hương Cảng danh khí không nhỏ trung y, đều từng bị kỳ dẫn tri ân, có thụ nghiệp ân sư thực. Vì vậy hắn là thật không nghĩ tới, liền cái loại này quốc nội trung y giới ngôi sao sáng tồn tại, đều đối với bọn họ trước nhìn thấy vị trẻ tuổi kia mặc cảm, nếu thật sự là như thế, con của hắn trước tự thực sự là chọc không lớn không nhỏ hỏa. Sắc mặt của hắn có chút ngưng túc lên. Ba, mụ, chuyện mới vừa rồi là ta không đúng, nếu không, đợi ta đi cho vị kia Trần tiên sinh nói lời xin lỗi đi. Trần Hào vốn đang là một bộ dáng vẻ không phục, có thể ở nhìn thấy ba mẹ hắn đều coi trọng như vậy sau chuyện này, trong lòng cũng là một cái lộp bộp, cẩn cẩn rực rực nói rằng. Nếu là ở bình thường, hắn chắc chắn sẽ không dứt khoát như vậy nhận sai, đơn giản là hắn vừa rồi đã hiểu vị kia Trần tiên sinh. Cư nhiên cùng hắn hôm nay đang ở bệnh tình nguy kịch ông ngoại có quan hệ. Mẫu thân hắn vốn chính là hiếu nữ, cộng thêm chính hắn cũng cùng đồng lão gia tử có thâm hậu cảm giác, vì vậy ở vào thời điểm này ủy khuất cái gì đều không trọng yếu, bằng không chính là sông đại hỏa. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi đi ăn cái gì đi, ta không có gì ăn uống, trước hết để cho người đưa ta về nhà đi. Đồng Thục Nhàn lúc này cũng có chút cảm thấy mệt mỏi, hạ nói. Mụ. Gặp mẫu thân mình bộ dáng như vậy, Trần Hào trong lòng tự trách càng sâu hơn, hận không thể muốn hung hăng phiến bản thân hai cái lỗ tai. Người khác rõ ràng chính là hảo tâm nhắc nhở bản thân, coi như là không tin, câm miệng nghe được rồi, phải ra mồm, như thế rất tốt, liên đới đối phương sinh lòng không hài lòng, mẫu thân mình còn như vậy phiền não. Tiểu tử, là từ nội địa tới đi. Bên kia, Trần Phi đã ngồi trên ngoài phi trường taxi xe. Tài xế kia vừa nghe Trần Phi khẩu âm liền biết không phải là Hương Cảng người địa phương, sau đó ngay tức khắc nhiệt tình vì Trần Phi giới thiệu, hai người ở taxi bên trong xe trò chuyện rất nóng bỏng, vui vẻ. Saka, mục tiêu hiện tại một người, Trần Diệu Dương bảo tiêu không ai đi theo phía sau hắn. Mà đang ở Trần Phi ngồi taxi xe xử lên máy bay chàng đường thời gian, kỳ phía sau có chiếc màu đen nhánh hãn mã cũng đi theo. Chiếc xe này rõ ràng trải qua cải trang. Liên biển số xe cũng không có, từ ngoại xem, càng thấy không rõ lắm bên trong bất luận cái gì, có cũng chỉ là một mảnh đen kịt mà thôi. Ưng ực, ha ha ha, khó có được hổ báo đường những tên kia lớn như vậy thủ bút, 30 triệu mua người này một cái đầu, thật đúng là. Dê béo a, từ đen nhánh kia hãn mã trong vang lên ưng ực uống rượu thanh âm, sau đó có một đạo âm xâm xâm thanh âm cười vang lên. 30 triệu, lại có một đạo hung ác thanh âm vang lên. Bất quá lại tràn đầy tham lam, kích động không thôi. 30 triệu đối với này hào môn đại gia tộc, nhảy qua quốc xí nghiệp người cầm quyền mà nói, có thể cũng chính là cái phổ thông thông chữ số, có thể đối với bọn hắn loại này ở Hương Cảng hắc bang vết đao đẫm máu không lý tưởng nát phụ tử mà nói, hoàn toàn làm nổi là một khoản con số thiên văn, nằm mộng cũng muốn phải lấy được nó. Saka, chúng ta nên làm như thế nào? Hung ác thanh âm lần thứ hai vang lên. Hơn nữa lúc này đây không chỉ là tràn đầy tham lam cùng máu tanh, còn có khi là làm người ta huyết mạch rung động vận sức chờ phát động. Còn phải hỏi sao, dù thế nào cái này phá địa phương bình thường xảy ra tai nạn xe cộ người chết, phi hổ đội những tên kia khẳng định cũng không ngại nhiều hơn nữa như thế một lần đi. Ha ha ha, bị trở thành Saka tên âm xâm xâm bệnh trạng cười như điên, khiến lòng run sợ.
Oanh! Sau một khắc, bị màu sắc đen nhánh bao gồm nghiêm nghiêm thật thật hãn mã xa cửa sổ bỗng nhiên từ bên cạnh bị rung mở một ít, một cây băng lãnh sấm nhân nòng súng một chút đưa ra ngoài. Lại là một cây súng bắn tỉa, bên hướng về phía nhắm ngay phía trước Trần Phi ngồi taxi xe trước tua, chỉ thấy cán thương một trận mạnh chiến, một viên nòng lớn ngắm bắn đạn dọc theo cạn xương mù màu trắng vết tích khủng bố xì ra.